là một vị tà thần thống trị thần gian giới với sức mạnh trí tôn vô thượng nhưng lại bị chính đệ tử của mình lập mưu hãm hại và giết chết cũng may mà đã kịp thời xuất ra một tia thần hồn để xuyên không về vạn năm sau của thế giới tu tiên tà thần đã xuyên không vào cơ thể nam chính của chúng ta đứng trước bờ vực danh giới giữa sự sống và cái chết kinh mạch đứt đoạn tà thần một lần nữa lại được tái sinh trong một thân xác mới một con người mới ông quyết định sẽ tu luyện đi đến cảnh giới trí tôn vô thượng một lần nữa và sẽ báo thù rửa hận mối thù giết sư cho chính tay đồ đệ của mình gây ra các bạn hãy cùng át đón xem hành trình đó của tà thần diễn ra như thế nào nhé nếu thấy hay xin hãy ủng hộ cho Ad một like, một lượt đăng ký kênh và đừng quên bình luận bên dưới để nhận thông báo mới nhất về lịch đăng video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vạn năm trước, chúng thần của thần gian giới đã thiết lập một trụ thần đại trận, giúp đồ đệ của tà thần giết sư thượng vị. Người đang bị xích lại này chính là tà thần. Ông ta đang gồng sức lực để cố gắng phá bỏ những sợi dây xích đang giam giữ tay chân của mình. Trước mặt tà thần bây giờ chính là đồ đệ của ông. Hắn ta đã một kiếm giết chết con thần thú mà tà thần yêu quý nhất. Bán thần thú một lòng bảo vệ chủ, lực chiến đấu cạn kiệt, đáng chết. Tà thần tức giận la lớn, không nghị đồ lâm viêm bích nhãn xích sư năm lần bảy lượt cứu ngươi ngươi lại ra tay không chút lưu tình hắn ta không chút do dự rút thanh kiếm ra khỏi người bích nhãn xích sư lạnh lùng nói thế thì làm sao ba ngàn năm qua bích nhãn xích sư suýt thì hóa được thành người chỉ tiếc là đi theo nhầm chủ lúc này tà thần đã phá bỏ được xiềng xích của mình hỏng rồi tà thần đang muốn thoát ra khỏi xiềng xích rất nhanh sau đó những sợi xích đã bị đốt cháy đứt vỡ ra trước cơn phần nộ cực hạn của tà thần nghị đồ lâm viêm dùng thủ đoạn ti tiện để làm ra chuyện khinh sư diệt tổ bản thân hôm nay phải thanh lý môn hộ Tà thần dậm mạnh chân xuống đất và chuẩn bị tư thế hướng thẳng đến Lâm Viêm. Hắn ta lúc này đưa thanh kiếm thẳng lên và truyền năng lực lôi điện vào. Tiên thần khác biệt, ta đã học thành, phải có chứng cứ giết sư mới có thể thành thần. Thanh kiếm lao tốc độ bàn thờ bay thẳng về phía Tà thần và đâm xuyên qua ngực ông ta. Sư phụ cứu mạng ta, dạy ta rất nhiều chiến kỹ thần cấp, không bằng lại giúp ta thêm một lần đi, ngươi chết thì ta mới thành thần được. Thanh kiếm của Lâm Viêm bắt đầu phát ra hỏa diệm đốt cháy cơ thể của Tà thần. Cuộc chiến đó, Tà thần tuy đã thất bại và mất mạng, nhưng một tia nguyên thần đã lọt ra, chạy trốn vào nhân gian, yên lặng chờ ngày cuột khởi. Nhiệt đồ, vi sư chắc chắn sẽ lấy tính mạng của ngươi. Loay hoay đã qua một vạn năm sau, tại nhân gian. Lúc này có một khứa đang nằm sấp mặt trong khu rừng. Nơi này chính là Diệp Tố Thành, thú quyển Diệp gia. Trước mặt khứa này là một con yêu thú tuần lộc. Nó bắt đầu lao nhanh đến để hút chết anh ta. Chợt tia nguyên thần của tà thần đã nhập vào thân xác của khứa này, liền bừng tỉnh và mở to mắt ra. Đưa tay chụp nhanh lấy thanh kiếm trước mặt và ngồi dậy đâm thẳng về sau một phát khiến cho con yêu thú này chết ngay tại chỗ thanh niên này chính là nam chính của chúng ta thiếu tộc trưởng diệp gia tên là diệp lãng một con lam giác hùng lục còn chưa nhập cấp mà dám đánh lén bản thân không biết lượng sức diệp lăng chợt ôm đầu đau nhất ưm ừ, sao linh mạch của thân thể này lại bị đứt hết rồi đây là ký ức của thân thể này những ký ức của thanh niên diệp lăng này ảo ảo ập tới trong đầu sống và lớn lên trong phủ của diệp gia diệp gia chủ nói với diệp lăng con khác với đám phế vật kia con là thiếu tộc trưởng của diệp thị tộc địa chúng ta con phải liều mạng vì người trong tộc vâng thưa cha nhưng sau khi lớn lên thì bị các sư huynh đệ trong diệp gia khinh thường tranh đoạt tài nguyên cho gia tộc đến mức đứt hết linh mạch muốn trách thì phải trách mệnh ngươi không ra gì trở thành phế vật thì không có tư cách đi vào từ đường diệp gia nữa đâu ha 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 vị trí thiếu tộc trưởng sắp đổi chủ rồi đấy trong diệp gia thú quyển có một loại ma hạch giúp nâng cao tu vi ta phải lấy được nó để giúp bản thân đường đường là thiên thần thân phận tôn quý không ngờ vạn năm sau lại tìm được một cái thân thể chẳng ra làm sao sâu nguyên nhị trọng cũng được gọi là tiểu thiên tài sao hơn nữa còn bị lam giác hùng lộc tông chết chứ sao mà nhục thế không biết Diệp Lăng liền ngồi xuống và vận công hấp thụ linh khí thiên địa để giúp cho thân thể này nối liền linh mạch. Ta là tà thần, tích lũy sát khí bạo viêm vạn năm tại thân. Trước kia một thân tu vi khống chế sát khí bạo viêm, giờ đã không còn tu vi nữa, tức hải đang bị nó chiếm đóng. Cũng may thân thể này có tu vi thấp, sát khí bạo viêm đang ở trạng thái ngủ sâu. Nếu bọn chúng bạo động, hậu quả khó mà lường được. Bỗng có một con chó nhỏ từ đâu tức giận từ đâu đang đưa bộ móng sắc nhọn lao tới tấn công Diệp Lăng, trả lại thân thể của ta đây. Anh ta đưa tay chụp nhẹ nhất bổng lên cái một và bắt đầu hỏi chó con. Ngươi là chủ nhân của thân thể này à? Hóa ra là bị Lâm Giác Hùng Lộc đâm đến mức linh hồn rời khỏi thân xác, rơi vào người con thú khác. Bản thân có chuyện cần làm, tặng cơ thể này cho bản thân nhé. Chó nhỏ vẫn hung hăng, tặng ngươi sao, vậy phải hỏi ý kiến móng vuốt của ta đã. Diệp Lăng thẳng tay chụp thẳng thanh kiếm dưới đất lên. Chó nhỏ mặt tái xanh quay xem 180 độ liền. Thiên thần đại nhân, thân thể nhân loại còn con, xin mời ngài dùng. Đứng dậy đi, bản thân sẽ nhận ngươi làm sủng thú, ngươi không cần khó chịu tu hành bên cạnh bản thân chính là tạo hóa cực lớn đảm bảo ngươi sẽ thành bách thú chi vương ngay sau hóa hình thành người là chuyện đơn giản tu hành bên cạnh ngươi cũng thành vương được sao ngươi giỏi như vậy sao còn phải cướp thân thể của ta diệp lăng nhìn vào cánh tay của mình đây linh mạch đã đức của ta được nối lại rồi đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài thần cấp và tiểu thiên tài phàm nhân đó linh mạch của ngươi không phải vấn đề gì to tát chỉ cần hấp thụ đủ linh lực là có thể nối liền vậy nhưng ta trước giờ làm người lương thiện dáng vẻ kiêu ngạo đó của ngươi không giống ta ở cẩm lý đại lục chúng ta nếu phát hiện bị đoạt xá sẽ phải chịu cực hình đó diệp lăng phỉ cười tiểu tam ngươi bị nô dịch mà còn làm người lương thiện à ai là tiểu tam hả ngươi đặt cái tên gì kỳ lạ cho ta thế bỗng có tiếng người gọi lăng ca ca huynh ở đâu đó tiểu tam liền nhận ra là dưỡng muội diệp y lam của diệp tộc ta cô ấy là người duy nhất không bỏ đá xuống giếng với ta khi linh mạch ta bị đứt trong gia tộc vẫn có người thật lòng quan tâm ta cô gái body cháy như phi phai này chính là dưỡng nữ diệp gia diệp y lam cô ta hỏi thú quỷ quá nguy hiểm, huynh có bị thương không? Diệp Lăng vui vẻ đi đến đáp, ta thân là thiếu tộc trưởng Diệp gia, đến thú quỷ Diệp gia thì bị thương làm sao được. Không có gì, muội nghĩ rằng, linh mạch của Lăng ca ca đã đứt, ma thú bình thường có thể đưa huynh vào chỗ chết, nhưng may là không sao. Y Lam nổi trận lôi đình với Diệp Lăng, huynh đã biết mình là thiếu tộc trưởng, liên quan đến hưng thịnh của gia tộc, càng không được hành sự lỗ mãng chứ. Huynh tự ý chạy đến thú quỷ làm gì hả? Cô gái này lúc tức lên là cứ nói không ngừng nhỉ. Lấy cái gì chặn họng bây giờ? Diệp Lăng quay lại thấy xác con tuần lộc đang nằm đó thì nghĩ ra cách. Có rồi. Anh ta dùng kiếm cắt lấy trái tim của con yêu thú đó cha và đưa cho Y Lam. Lam giác hùng lộc tuy là ma thú chưa nhập cấp, nhưng trái tim nó có tác dụng cho phế phổi. Cho muội sao? Không lẽ huynh đến đây là vì muội ư? Muội là dưỡng muội của Diệp Lăng ta, ta biết. Nhưng giờ phế vật như ta chỉ có thể làm vậy thôi. Lăng ca ca đừng hiểu lầm, Y Lam không có ý khác đâu. Trong mắt Y Lam thì Lăng ca ca không phải phế vật. Ta biết. Tiểu Tam nhìn thấy thế thầm nghĩ, cúi đầu 45 độ mỉm cười, một phần yếu ớt, một phần ưu tư, một phần dịu dàng, khiến Y Lam muội muội phải thổn thức, đúng là giỏi diễn. Y Lam mặt e thẹn gọi, "Lăng Ca Ca." Cô ta chạy đến cầm lấy tay Diệp Lăng kéo đi. "Lăng Ca Ca, thú quỷ không tiện ở lâu, chúng ta đi thôi." Lúc này, có người đi đến. Đây chẳng phải là Lăng Đường Đệ hay sao? Phế vật mà cũng dám vào thú quyển săn thú hả? Hứa này chính là con trai đại trưởng lão, tên Diệp Kiến Kiếm. Cho con vội đi đến. Hắn là Diệp Kiến Kiếm, con trai đại trưởng lão, cũng là thiên tài của Diệp Tố Thành trước kia hắn đấu kỵ ta từ khi linh mạch bị phế hắn càng muốn thay thế chức vị của ta ngươi cẩn thận đó diệp lãng mặt tỉnh bơ nói không sao mấy thằng danh con này ta lụng cái một ta thích nhất là dẫm đạp lên thiên tài mà hắn ta mặt ngầu cầm thanh kiếm của mình lên y lam vội chạy đến chỗ của diệp kiến kiếm và nói với hắn kiến kiếm ca ca lăng ca ca đến thú quyển là vì muội đó y lam bệnh của muội còn chưa khỏi sao đã ra ngoài rồi kiến kiếm quay mặt lại ra lệnh cho đám thuộc hạ diệp ra mau lấy ghế ra đây diệp lãng và tiểu tam bên này không nhịn được cười phá lên ha ha tiện tiện ca ca à hú hú ta sớm đã muốn cười cái tên này của hắn rồi mà y lam thấy thế thầm nhủ lăng ca ca hôm nay nói chuyện thẳng thắn ghê nhưng cũng ngầu thật đó Kiên kiếm cây cú giận tím người bị một tên phế vật cười nhạo ta mà chịu cơ nhục này thì tên ta không còn là diệp kiến kiếm nữa Kiên kiếm ca ca đừng giận lăng ca ca không cố ý đâu hãy để mặt muội thật sự không muốn giả vờ yếu đuối với diệp kiến kiếm chút nào nếu không phải do lăng ca ca bị ức hiếp kiến kiếm rút kiếm ra và khiêu khích diệp lăng ngươi lúc nào cũng núp sau váy của y lam có giỏi thì đứng ra một lần xem nào kiếm ca ca huynh diệp lãng khí thế đi lên đặt tay lên vai của y lam và nói với cô ấy diệp y lam bản thân bản thiếu tộc trưởng không cần muội đứng ra đâu diệp kiến kiếm tên đúng như người tiện càng thêm tiện hôm nay diệp thiếu tộc trưởng ta đây sẽ dạy dỗ người một phen kiến kiếm máu chiến đưa thanh kiếm của mình lên và bộc phát linh lực hay cho một phế vật nhà ngươi vẫn coi mình là thiếu tộc trưởng cơ đấy để ta đánh cho tỉnh ra cha ta đang giúp ta tranh giành chức vị thiếu tộc trưởng để ta giết chết phế vật nhà ngươi thì vị trí này sẽ là của ta thôi hắn ta đâm thẳng kiếm về phía diệp lãng anh ta vẫn tự tin đứng yên không nhúc nhích tiểu tam lo lắng liền gọi sơ nguyên tam trọng thiên thần đại nhân chạy mau thời kỳ đỉnh phong ta cũng chỉ là nhị trọng thôi hừ sợ cái gì tiểu tam nhìn ta dùng kiếm kỹ đây này kiếm kỹ cơ bản của diệp tộc diệp lãng thoát ẩn thoát hiện đánh ra những đòn kiếm kỹ cực kỳ uy lực rất nhanh sau đó thanh kiếm của diệp kiến kiếm đã gãy đôi hắn ta sững sốt á đủ kinh hồng kiếm của ta diệp lãng lạnh lùng chĩa kiếm vào cổ hắn ta ngươi muốn dạy dỗ ta sao Ngươi, ngươi, không thể nào, nhất kiếm tam liên rõ ràng là kiếm kỹ chẳng ra làm sao." Tiểu Tam chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mặt ngơ ngác chấm hỏi. Kiếm kỹ cơ bản của Diệp tộc nhất kiếm tam liên, ai cũng nghĩ nó là kiếm kỹ yếu ớt. Thiên thần đại nhân lại dùng nó để đánh bại Diệp Kiếm kiếm, còn không động đến linh lực. Y Lam cũng bất ngờ không kém, kiếm kỹ của Lăng Ca ca mạnh lên từ khi nào vậy? Diệp Lăng ánh mắt sắt lạnh nhìn Diệp Kiếm kiếm, "Nếu chưa xem rõ kiếm kỹ thì ta biểu diễn thêm một lần nữa cho." Hắn ta hốt hoảng mặt tái xanh tái mét không còn chút máu. "Ta, ta không có ý này." a à a à, lăng đường đệ ta sai rồi diệp lãng liên tục chém kiếm liên lệ ông địa về phía hắn ta diệp kiến kiếm bị chém đến quần áo tan tành chỉ còn đúng cái nịt hừ ngất đi rồi cơ à chắc là bị dọa không nhẹ y lam thích thú chạy lên nhìn chằm chằm diệp lăng anh ta thắc mắc hỏi sao lại nhìn ta như thế muội cảm thấy lăng ca ca rất khác kiếm kỹ cũng lợi hại hơn xưa nhiều lắm trải qua đại nạn nghĩ thông rồi thì phải khác chứ nha đầu này nhạy cảm thật y lam dĩ nhiên là thích lăng ca ca ngày càng tốt đẹp hơn rồi bỗng bên ngoài có một tên gia đình hớt hãi chạy vào báo chuyện lớn không tốt chuyện lớn không tốt thông gia tương lai là mộ gia đã đến diệp tộc chúng ta rồi tiểu tam liền khẳng định nhất định là vị hôn thê của ta nghe nói ta bị ức hiếp nên đến bảo vệ ta đây mà chúng ta yêu nhau say đắm lắm nhưng diệp lãng thì lại nói linh mạch của ngươi bị đứt không chỉ mới một hai năm muốn gả thì đã sớm gả rồi ngươi nói láo như yên xinh đẹp lương thiện như một nữ thần còn giúp ta bảo quản tài sản ta có được bao nhiêu năm qua chẳng qua là vì chưa đến hôn kỳ nên chưa thành thân thôi thú vị đấy đi xem cái nào mọi người cùng nhau quay trở về ở diệp gia thì lúc này diệp gia chủ và trưởng lão đang tiếp đón khách đến từ mộ gia khách quý mộ tộc xin mời vào diệp tộc trưởng khách khí đi sau lưng gia chủ mộ gia là hai người nam chính là mộ đại cường người này chính là ca ca của như yên còn nữ sát bên chính là mộ như yên cô ta chính là vị hôn phu của diệp lãng mấy tên gia đình nhìn như yên múc như xe cúp thì phái phái chảy nước miếng đó chính là hòn ngọc sáng trong tay mộ gia mà đẹp quá diệp lăng dẫm phải vẫn cứ chó gì thế mộ gia có thực lực bỏ xa diệp gia diệp tố thành này đổi tên thành mộ tố thành đi thôi hắn mới được lấy mộ như yên diệp tộc trưởng mộ gia ta là danh một đệ nhất diệp tế thành con ta đại cường sắp tham gia khảo thí học viện lam vân tiểu nữ như yên cũng đang tu hành tốt đẹp diệp lăng của diệp tộc các ngươi tu hành ra sao rồi chuyện này chuyện này nói ra thì hổ thẹn lăng nhi vẫn là sơ nguyên nhị trọng mộ đại cường cười khinh bỉ diệp thế bá đừng che giấu nữa sơ nguyên nhị trọng cái gì diệp tố thành không ai không biết mộ gia ta ngày một mạnh lên diệp lăng bị phế linh lực không xứng với mộ gia ta muốn tăng thêm lễ lúc này diệp lăng bước vào như yên còn chưa nói cái gì mà các ngươi đã sổ ẩm ý rồi thế mộ đại cường khi ta chưa bị phế cũng đã cho ngươi không ít tài nguyên tu hành bây giờ lại đòi trở mặt đúng không tiểu tam thích thú chạy đến bên chỗ mộ như yên như yên ta là a à lang đây từ sau khi định hôn ước muội muốn gì ta cũng chiều dốc hết vốn liếng để làm muội hài lòng muội vẫn sẽ thành thân với ta chứ như yên ngồi xuống sủng thú này thật đáng yêu rất hợp để làm cây tơ bảy món tiểu tam nghe như xét đánh mang tai đứng hình lo chạy về chỗ của diệp lăng khóc lóc hu 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 như yên muốn nấu ta đáng kiếp ai bảo ngươi chạy linh tinh mộ đại cường nhìn tiểu tam quát xúc sinh ở đâu ra mà dám sủa bậy đấy hả diệp lăng liền nói là sủng thú của ta thì làm sao nào thích chiến à diệp lăng ngươi vẫn còn mặt mũi xuất hiện à mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào nếu lăng thiếu tộc trưởng không thành phế vật thì diệp ra chúng ta cũng chẳng đến bước đường này thiếu tộc trưởng phế vật lại sở hữu sủng thú đẳng cấp thấp nhất nhục thú chỉ xứng làm thức ăn thôi mà cũng chỉ có hắn mới tìm phế vật làm sủng thú trưởng lão lúc này nói với diệp gia chủ Diệp gia ta mà muốn phát triển thì không thể thiếu liên hôn với Mộ gia được. Chuyện đã đến nước này, đại ca cần gì phải vì Diệp Lăng mà làm lỡ cả Diệp tộc. Chẳng bằng để Diệp Kiến Kiếm thành thân thay." Ông ta thở dài. "Hai, ai bảo Lăng Nhi không chịu cố gắng đây?" Diệp gia chủ thông báo. "Ban đầu định hôn ước cho Mộ tiểu thư với Diệp thiếu tộc trưởng, nhưng chúng ta đã đổi thiếu tộc trưởng thành Diệp Kiến Kiếm. Chẳng bằng để Diệp Kiến Kiếm thành hôn với Mộ tiểu thư, cũng coi như không làm nhục Mộ tiểu thư." Trưởng lão hỏi tên nha đinh, thời khắc quan trọng như thế này, Kiến Kiếm đâu rồi? Hắn ta lắp bắp chưa kịp nói thì Mộ đại cường chen ngang đổi thành ai cũng vô dụng thôi đám nam nhi diệp ra các người chỉ xứng làm con rể của mộ gia ta thôi hơn nữa phải nộp ma hạch ma thú có thể tăng tu vi lên làm xính lễ gả qua đây mộ đại cường nhìn y lam và nói tiếp ngoài ra đưa cả nàng ấy gả qua đây nữa diệp lăng cười phá lên hát hát ha lòng vòng mãi ta còn tưởng là thế nào hóa ra là nhỏ ngó đến ma hạch và nữ nhân của diệp ra mộ ra mặt dày thế này con gái mộ ra chắc cũng chỉ được đến thế mà thôi ta nên hưu thế thì hơn diệp lăng dám sỉ nhục mộ ra hôm nay ta sẽ xé rách cái mõ người mộ đại cường máu chiến rút vũ khí của mình ra cảnh giới của hắn ta đã là sơ nguyên cảnh tứ trọng rồi mộ đại cường lao lên đối chiến cùng với diệp lăng không ai chịu nhường ai diệp gia chủ và trưởng lão quan sát trận chiến ngạc nhiên liên lực của lăng nhi khôi phục rồi sao khôi phục thì cũng chỉ là sơ nguyên nhị trọng thắng sao nổi tứ trọng lăng nhi lại gây chuyện cho diệp ra rồi rất nhanh sau đó kiếm của diệp lăng đã gãy làm đôi trước sức mạnh sơ nguyên tứ trọng của mộ đại cường tiểu tam kiếm của ngươi phế thế nói đứt là đứt sao tiểu tam mặc ngơ ngác xin lỗi mỏ Y Lam ném thanh kiếm của mình cho Diệp Lăng. "Lăng ca, ca tiếp kiếm." Diệp Lăng đưa tay ra nhận lấy thanh kiếm của Y Lam. Một đại cường thanh niên cơ hội đã nhanh như chớp áp sát Diệp Lăng. "Đổi kiếm cũng vô dụng thôi, chiêu này sẽ khiến ngươi phải chết." Diệp Lăng nhận kiếm ánh mắt sắt lạnh, "Kiếm tốt." Và xoay người vung chân đá bay mộ đại cường văng về sau. Diệp Lăng hướng thanh kiếm thẳng lên trên và bắt đầu vuốt. Kiếm kỹ cơ bản, nhất kiếm tam liên, tức thứ tư. Điểm tán. Thanh kiếm trở nên vô hình lao về phía mộ đại cường với tốc độ bàn thờ mộ như yên lúc này nhảy ra dùng kiếm của mình đánh bay đòn tấn công vừa rồi của diệp lăng dừng tay lăng ca 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 ta đã thua hà cớ gì huynh phải ép đến mức đó đám gia đình cảm thán phai phai chảy nước miếng bàn tán Mộ nữ thần giỏi thật cô ấy vừa thi triển kiếm kỹ nhất ra sao tuổi con trẻ mà đã giỏi đến vậy rồi diệp lăng vừa lên đã dùng chiêu khó ta nhẫn thật diệp lăng lạnh lùng nói với cô ta cô bảo rỗng túi của ta dụ ta làm trâu làm ngựa mà cũng nhẫn tâm nhìn diệp ra bị mộ gia cô sỉ nhục nhớ lại hành động mịn nọt của thân thể này với mộ như yên mà ta tức chết Diệp Lăng tức giận làm cho Tiểu Tam có chút lo sợ, có sắc khí. Mộ gia chủ lúc này nói với gia chủ Diệp gia: "Diệp tộc trưởng, nghe nói con cháu Diệp gia ngươi có cuộc thi đối kháng, ai thắng sẽ có ma hạch, Mộ gia ta đồng ý lên đài tranh đấu với con cháu Diệp gia để tranh giành ma hạch. Nếu không, hôn ước của hai nhà Diệp mộ khó nói lắm." Nha. Diệp gia chủ liền đáp: "Được, Mộ tộc và Diệp tộc có hôn ước nên đương nhiên cũng có tư cách tham gia thi đối kháng. Chư vị Mộ tộc, mấy ngày nay cứ ở lại Diệp tộc ta nghỉ ngơi đi." Đám người Mộ gia bắt đầu đi về phòng nghỉ nhìn diệp lăng bọn họ còn tỏ ra thái độ xem thường diệp lăng tức giận lớn tiếng nói lão giả này nói cái quái gì vậy hôm nay nên đế mộ ra quỳ xuống mà cút đi chứ tiểu tam can ngăn thiên thần đại nhân bớt giận cha ta muốn giữ mối quan hệ hôn ước chắc là có suy nghĩ riêng hơn nữa thiếu tục trưởng đang là diệp kiến kiếm người thành thân là hắn mà diệp kiến kiếm và mộ như yên cũng xứng đôi vừa lứa lắm nhưng ngươi cũng chịu hả giờ ta chỉ là nhục thú không biết bao giờ mới có thể hóa hình sao có thể để như yên chờ ta thanh mẫu cái con mợ mi Diệp Lăng sút cho tiểu tam một phát vang ra. Diệp gia chủ đi đến và hỏi Diệp Lăng: "Lăng nhi, con đã khôi phục linh lực mà sao không nói cho cha sớm? Nếu nói cho cha sớm thì sao có được màn kịch hôm nay? Lăng nhi, đoạt đi vị trí thiếu tộc trưởng của con là lỗi của cha." Ông ta khóc lóc, "Mộ thị mạnh mẽ, cha bất đắc dĩ mới phải đồng ý yêu cầu của họ. Ma hạch không thể rơi vào tay người ngoài được, con phải thắng thì đối kháng nhé." Những lời này nên nói cho tân thiếu tộc trưởng Diệp Kiến Kiếm nghe thì hơn đấy. Diệp Lăng lạnh lùng cầm kiếm rời đi. Y Lam bên ngoài liền hỏi Diệp Lăng: cụ khụ lăng ca ca tối nay huynh đến viện tử của muội được không viện tử của muội sao trái tim lam giác hùng lộc huynh tặng muội đó muội không biết cách sử dụng sao phải chờ đến tối chúng ta đi luôn chứ bây giờ sao muội còn chưa dọn phòng mà sau đó diệp lăng cùng y lam đi đến biệt viện của cô ấy nhìn đồ đạc vung vãi khắp nơi diệp lăng liền hỏi biệt viện của muội có trộm à xong thấy chiếc áo yếm nằm dưới đất vội cầm lên thứ nhỏ nhắn này là gì vậy y lam vội vàng tới chụp lấy không có trộm do muội không quen dọn dẹp đó để lăng ca ca chê cười rồi Lăng ca ca ngồi đi, muội dọn dẹp một tí. Thế là Y Lam dọn dẹp mọi thứ xung quanh biệt việt, chắc cũng cả bao đồ. Vài khắc sau, Y Lam vui vẻ vẩy vẩy. Lăng ca ca, muội dọn dẹp xong rồi. Á à đủ, không khác gì trước luôn ấy. Trái tim của Lam giác hùng lục ăn sống thì sẽ càng có tác dụng hơn. Ta đã cắt cho muội rồi, muội ăn luôn đi. À, ăn sống sao? Diệp Y Lam, muội tin ta thì ăn nó đi. Mặc dù toàn thân ma thú là bảo nhưng khí quản có độc tuyệt đối không thể ăn sống nhưng trái tim của lam giác hùng lộc thì khác độc tính của nó có thể bị xóa bỏ dễ dàng y lam dĩ nhiên là tin lăng ca ca rồi y lam vội cầm lên ăn lấy ăn để không tệ cô gái này có cá tính đáng để kết giao một lát sau vừa ăn xong thì chiếc đĩa trên tay của y lam rơi xuống vỡ nát người cô ta bắt đầu run bần bật lên nóng quá a à, quần áo đột nhiên bị xé toạt ra chỉ còn đúng cái nịt là bộ đồ thun bên trong y lam ngồi xuống vội che ngực của mình lại y phục không chỉnh tề đứng trước mặt lăng ca ca thật sự là xấu hổ quá Diệp Lăng vội lấy áo ra và khoác lên cho cô ấy. Quần áo bị rách là do bài trừ độc tố mà ra. Muội đang trị bệnh, không nên nhiễm lạnh. Cảm ơn Lăng ca ca. Bỗng Y Lam vui mừng, cổ họng của muội không còn khó chịu nữa rồi. Từ khi bị viêm phổi, muội không thể lao lực, tu vi cũng dậm chân tại chỗ, bây giờ đã khỏi hẳn, muội có thể tiếp tục rồi Lăng ca ca, tốt quá đi. Chúc mừng muội. Linh lực sông ra khiến quần áo rách nát, bây giờ có lẽ không chỉ là sơ nguyên nhất trọng, mà tư chất linh mạch cũng đã mạnh lên. À, kiếm của muội đây. Lăng ca ca còn phải thi đối kháng nữa cần kiếm hơn muội muội tặng nó cho huynh đó y lam quay qua quay lại tìm gì đó ơ ờ, sủng thú của huynh đâu rồi ai mà biết chắc nó đi đào góc tường rồi tiểu tam lúc này đã chạy đến nhà khách của diệp ra để tìm như yên thì bị đại cường cầm cây gì chạy sấp mặt lở. con thú bẩn thỉu cút ngay chúng ta nên giết chết con sủng thú của diệp lăng đi như yên mặt lạnh lùng nếu không phải đang ở diệp ra thì loại ma thú mạt đẳng này nên được cho vào bàn ăn ấy muội muội diệp lăng thích muội như thế chỉ cần muội ngoắc tay thì hắn sẽ nghĩ cách dâng ma hạch lên cho muội ngay hà cớ gì phải đối kháng nữa diệp lăng khi xưa là thiếu tộc trưởng muội chỉ dụ có tí là hắn đã đào rỗng cả diệp ra rồi bây giờ hắn không còn như xưa muội việc gì phải hy sinh thân mình nữa muội muội bao nhiêu năm qua khổ sở cho muội cũng nhờ có muội ta mới dùng tài nguyên của diệp lăng để lên được sơ nguyên tứ trọng tiểu tam nghe những lời này lòng đau như cắt hóa ra như yên chỉ luôn lợi dụng ta chúng ta là ruột thịt muội phải giúp ca ca chứ nhưng sao huynh lại không đấu lại được cái tên ngu xuẩn đó vậy tiểu từ đó dùng kiếm kỹ cơ bản nhưng bên trong chắc chắn có mờ ám như yên lấy ra một lọ thuốc và một cuốn bí pháp đưa cho đại cường đây là thuốc và kiếm kỹ nhất giai huynh cầm lấy mà dùng đi ha huyện được mộ đại cường mặt quyết tâm mộ gia ta có thủ tất báo ta nhất định sẽ khiến diệp lăng phải mang nhục cấp bội tối hôm đó tại viện tử của diệp y lam tiểu tam đang ngồi tâm sự cùng với diệp lăng ta nghe được đến đó thì chạy về luôn hai huynh đệ mộ gia đó tưởng rằng có kiếm kỹ nhất giai là thắng được ta hả Người thơ thật lại còn ngươi khóc lóc cái chó gì đi theo bản thân rồi sẽ có ngày lành thôi ta giang tiếc thương cho tình yêu đã chết Y Lam bên ngoài thấy thế thì thắc mắc, nói chuyện với sủng thủ chỉ có ở tu sĩ cảnh giới cao thôi, Lăng Ca Ca mới là sơ nguyên sao vẫn làm được nhỉ? Y Lam, muội nghỉ ngơi đi nhé, ta về trước đây. Vâng, Lăng Ca Ca tạm biệt, muội sẽ trả lại quần áo cho huynh sau. Diệp Lăng xoa đầu âu yếm Y Lam xong tỏ vẻ mặt xoái ca ngầu lòi, không vội, ta đi đây. Trên đường về thì Tiểu Tam cảm thán, Thiên thần đại nhân, ngài sát gái nhỉ? Dạy ta cách tán gái với. Sát ư, đừng có nghĩ mấy cái vớ vẩn, chúng ta tranh thủ tu luyện đi thôi. Một lát sau thì đã về tới viện tử của Diệp Lăng giờ cảnh giới của ta quá thấp mộ đại cường ăn dược vào không biết sẽ ra sao tiểu tam ta muốn tu luyện hộ pháp cho ta được diệp lăng lập tức ngồi xuống và bắt đầu vận dụng linh khí nhập định trong nháy mắt sức tập trung này thật đáng sợ diệp lăng đã tập trung tiến vào không gian trong thức hải của mình ta càng điều động linh khí thức hải càng không bình tĩnh cũng may ta đã để lại một tia thần thức giám sát nơi này bên dưới là những luồng hắc hỏa màu đen rất hung hãng chợt những luồng linh khí hắc hỏa này bay thẳng về phía diệp lăng hỏng rồi cơ thể của hắn ta bắt đầu nóng dần lên linh khí rối loạn người toát hết cả mồ hôi tiểu tam lo lắng thiên thần đại nhân có vẻ rất đau khổ là bị làm sao vậy chờ diệp lăng đứng dậy và đưa tay về phía tiểu tam con chó này không tệ lấy ra làm bảy món nào á à đủ cái gì chứ diệp lăng bóp cổ tiểu tam nhấc bổng lên lấy rượu cho bản thân nếu không sẽ ăn thịt ngươi vài khắc sau tiểu tam đã mang rượu vào cho diệp lăng tay chân run rẩy thiên thiên thần đại nhân rượu tới rồi diệp lăng vội chụp lấy bình rượu và hốc như bỏ uống nước Thiên thần đại nhân như biến thành người khác vậy. Lúc trước tuy bá đạo nhưng không đáng sợ thế này, rốt cuộc là sao? Một hồi sau Diệp Lăng đặt bình dựa xuống, bây giờ xem ra có vẻ đã tỉnh táo trở lại. "Ơ, ờ, Tiểu Tam, ta đã làm gì thế?" Tiểu Tam khóc lóc vội chạy đến. "Thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân, ngài vừa bắt ta lấy rượu, ngài bị làm sao vậy?" Diệp Lăng liền nói, "Tức hải của bản thân có sắc khí bạo viêm, muốn chiếm lĩnh ý thức nên mới bạo động, cẩn thận tu hành là được. Biểu hiện của bạo động là tử, sắc, tài, khí, vừa rồi là tử. Ngài phải cẩn thận đó ạ." nếu không người đơn thuần bất hạnh như ta sẽ gặp nguy mất lúc này tại phòng của diệp kiến kiếm thì hắn vừa băng bó trở về nếu không tại diệp lăng chơi chưa đánh ta ngày mai sao đến lượt nó tham gia thì đối kháng chứ bỗng như yên vui vẻ đi đến gọi diệp kiến kiếm đại ca muội đến thăm huynh nè diệp kiến kiếm thắc mắc hỏi mộ như yên muộn thế này rồi muội đến không chỉ để thăm vị hôn phu mới này chứ cô ta vội ngồi xuống sàn nẹo bên cạnh diệp kiến kiếm dĩ nhiên vết thương của huynh dùng ma hạch trị là tốt nhất ngày mai huynh bảo thuộc hạ của huynh nhiều muội đi muội còn tích sức mà đánh bại diệp lăng Diệp Kiến Kiếm thấy gái sinh thì chảy luôn cả máu mũi phái phái. Muội nguyện ý cướp ma hạch cho ta hả? Huynh là vị hôn phu của muội, có gì không được hả? Nếu huynh giúp muội thì muội sẽ hầu hạ huynh, nghe theo huynh mọi lúc. Khi nào làm con rể của mộ gia, ta sẽ lấy cả y lam làm thiếp nữa, chậc chậc. Hắn ta mặt dê sùng thầm nghĩ viễn cảnh sau này được tắm cùng hai em gậy sinh tươi thì phái phái chảy nước miếng. Được. Diệp Kiến Kiếm ra lệnh cho đám thuộc hạ. Ngày mai thì đối kháng, các ngươi tránh đường cho Như Yên cầm ma hạch. Đám thuộc hạ đồng thanh hô lớn. Rõ. Hôm sau, thi đối kháng, tại trường diễn võ diệp gia đại lôi đài ở lôi đài số 4 thì mộ đại cường đã đá bay đối thủ của mình mộ đại cường lôi chủ lôi đài số 4. quy định của tỷ thí là rơi xuống lôi đài sẽ thua muốn trách thì trách ngươi cùng họ với diệp lăng ấy thật quá đáng đệ tử nào cũng bị ngược đãi rồi sỉ nhục và bị đá xuống lôi đài tên mộ đại cường này rõ ràng đang giận cá chém thớt đừng đi nếu kiến kiếm đại ca không bị thương thì sao hắn có thể kêu căng như thế được mộ đại cường sỉ nhục đám đệ tử diệp gia. diệp tộc đều là bọn yếu ớt chẳng có ai đánh được thế kẻ tiếp theo là ai đây hả mộ thiếu gia uy vũ mộ thiếu gia thật lợi hại đối thủ tiếp theo của ngươi là ta một cô nương tóc hồng cầm kiếm lao lên đối chiến xả giận lên đầu diệp tộc ta ngươi đừng hòng. mộ đại cường thi triển kiếm kỹ nhất giai quyển phong kiếm pháp những tia kiếm khí sắt lạnh chém tan tành quần áo của cô ta mộ đại cường đi đến và đưa kiếm nâng một bên dây áo yếm cô gái này lên cô ta ngồi xuống che ngược lại cầu xin ngươi đừng mà vậy phải làm sao tay của ta lại muốn nhìn lắm này hức hức mộ thiếu gia xé rách nó đi xe áo giữa đường cô gái này không cả đi được rồi chẳng bằng làm tiểu thiếp thứ 18 cho ta he he đang phái phái chảy nước miếng thì bị ăn ngay một đạp của diệp lăng vào mồm nằm sấp mặt chó điên ở đâu chắn đường bản thiếu tiểu tam cũng máu chiến chạy vào cạp cạp ức hiếp người diệp tộc chúng ta ta cắn chết các ngươi ta cắn ăn ăn mấy thanh niên chưa trải sự đời này cay cú định bắt tiểu tam lại một con nhục thú mà cũng dám như thế để xem ta đánh gãy chân ngươi diệp phong quay đầu lại lườm bọn chúng làm bọn chúng mặt mày tái xanh tái mét không còn chút máu một một con sủng thú mà thôi mọi người tránh ra đi đúng đúng vậy sủng thú của diệp lăng có khi còn bị dạy ấy diệp lăng lớn tiếng gọi mộ đại cường có giỏi thì đánh với ta hắn ta đắc ý diệp lăng năm lôi đài cùng tỷ thí mọi người thi theo danh sách ngươi không rút được số 4 thì dựa vào cái gì mà đánh với tê diệp lăng lạnh lùng từ từ tiến về phía chiếc trống hắn muốn làm gì sao lại đi đến chỗ cái trống đánh trống tuyên chiến nếu đánh bại được ba lôi chủ liên tiếp có thể tùy ý khiêu chiến lôi chủ khác không lẽ hắn định đánh trống tuyên chiến sao Diệp Phong chụp lấy dùi chống và gõ mạnh vào chống tuyên chiến và hô to: "Diệp Lăng của Diệp tộc, đánh chống tuyên chiến!" Trừ mộ đại cường của lôi đài số 4 và mộ Như Yên của lôi đài số 5 ra. Các lôi chủ khác đều là cường giả trong tộc đã thắng liên tiếp 10 trận, hắn lại muốn đánh bại liền ba người sao? Diệp Lăng điên rồi sao? Trận đánh thứ nhất tại lôi đài số 1, đối thủ của Diệp Lăng là Diệp Tứ, dòng chính nhà Diệp Kiến Kiếm. "Diệp Lăng, kiếm kỹ của ngươi có thể không tệ, nhưng đạn hoàng tảo thối của ta cũng là bí kỹ, hôm nay ngươi sẽ phải thua dưới chân ta." Hắn ta nhanh như chớp lao đến và lên gối Diệp Lăng anh ta đỡ cái nhẹ rồi vung chân đá thẳng vào hạ bộ hắn ta gọi người tiếp theo lên đây trận thứ hai tại lôi đài số 2 cũng mau chóng kết thúc sau một cú đấm nóc ao của diệp lăng người tiếp theo lôi đài số 3. đối thủ của diệp lăng là một khứa cầm kiếm đang run rẩy hắn ta ném luôn thanh kiếm của mình khóc lóc nhảy xuống võ đài ta thua ta không làm lôi chủ nữa diệp lăng tiến lên lôi đài số 4 đối chiến cùng với mộ đại cường ngươi xem đến lượt ngươi rồi đây này khán giả bên dưới thích thú hò reo hát, hát quả đã lăng thiếu gia lợi hại hơn trước rồi nhỉ đúng là hà giận mà diệp lăng hương kiếm về phía mộ đại cường và nói với hắn ta ta đi đến hay ngươi qua đây nào mộ đại cường cay cú phừng phừng lửa giận diệp lăng ngươi kêu càng đấy thích chết như vậy thì ta sẽ cho ngươi vừa lòng có dám ký khế ước nô lệ với ta không ai thua ở lôi đài này sẽ làm nô lệ cho người thắng y lam và tiểu tam bên ngoài khuyên diệp lăng lăng ca ca huynh đừng ký đúng vậy thiên thần đại nhân mộ đại cường chắc chắn là có tự tin nên mới yêu cầu như thế ngài đừng để mắc bẫy diệp lăng tự tin nói văn thư ký kết đâu mang ra đây ta cược hừ mau đem văn thư lên diệp lăng lần trước ta mất hết thể diện giờ ta đã có kiếm kỹ nhất giai và cả linh dược ta không những muốn lấy lại mặt mũi mà còn muốn ngươi làm nô lệ của ta nữa diệp lăng đã cầm bút ký tên mình vào văn thư ký kết giờ bắt đầu được chưa ta ngứa tay lắm rồi đây mộ đại cường lập tức rút kiếm ra tiếp chiêu quyển phong kiếm pháp thức thứ nhất quyển phong kiếm ảnh hắn ta hướng thẳng kiếm đến và đâm tới cuồn cuộn như một cơn lốc trong gió ẩn chứa vô số kiếm ảnh chạm vào sẽ bị đánh tan diệp lăng ngươi tiêu rồi Diệp Lăng lúc này cúi người xuống đưa tay về sau từ từ rút kiếm của mình ra. Một kiếm chém tới đã xẻ đôi đòn tấn công của Mộ Đại Cường làm đôi. Xong chiêu rồi đúng không, đến lượt ta. Khoan, khoan đã. Sơ Nguyên tam trọng. Không để hắn đợi lâu, Diệp Lăng thi triển kiếm pháp lao lên. Liên tục là những pha trao đổi chiêu thức từ hai bên. Mộ Đại Cường cười đắc ý. Hát hát hát, kiếm kỹ cơ bản không thể bằng kiếm kỹ nhất dài được. Kiếm kỹ nhất dài, quyển phong kiếm pháp đệ nhị thức, phong kiếm quang. Hắn ta liên tục bắn ra bảy tia kiếm quang về phía Diệp Lăng. Quy lực của đòn tấn công này của mộ đại cường thiếu điều làm tốc váy của y lam lên luôn lăng ca ca phong kiến quang là chưa dùng gió để làm loạn tầm nhìn từ đó mới tấn công đối thủ lăng ca ca phải cẩn thận đấy mây khứa hóng hớt đằng sau thì đang phái phái chảy nước miếng cười hê hey hê hey. tiểu tam vội chạy ra che lại hừ đừng mơ mà đòi dâm dê y lam những tia kiếm quang lúc này đã đâm xuyên qua áo của diệp lăng mộ đại cường cười thích thú ha 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 ta thắng rồi nhưng không ngờ đó lại chỉ là áo khoác của diệp lăng anh ta lúc này bất thình lình xuất hiện từ trên đầu mộ đại cường Ai bảo ngươi học không đến nơi, dùng phong kiến quang lại làm loạn cả tầm nhìn của bản thân, cho ta cơ hội đắc thủ." Diệp Lăng đánh mạnh xuống một cái đùng tạo ra một vụ nổ trên sàn đấu. "Ta, à, ta thua." Một đại cường vội vàng nhận thua nhưng Diệp Lăng đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. "Rơi xuống lôi đài mới là thua, ta vẫn chưa đánh đủ mà." Diệp Lăng nhấc bổng mộ đại cường ném lên trên và thi triển kiếm pháp. "Nhất kiếm tam liên, nhất kiếm lục liên, điểm tán, khởi cường điểm tán thuật, đánh cho mộ đại cường nhất cả người song xém hắn ta xuống dưới lôi đài." Diệp Lăng đi đến giẫm chân lên đầu hắn ta và chĩa kiếm kề cổ được rồi gọi câu chủ nhân ta nghe xem nào lúc này mộ gia chủ hớt hãi chạy đến đại cường con trai ta như yên mau cứu ca ca con đi diệp lăng diệp mộ hai nhà có quan hệ liên hôn ngươi dẫm lên mặt ca ca ta như vậy mộ gia và diệp gia sẽ không tha cho ngươi đâu diệp phong bỏ chân ra vậy thì ta không dẫm vào mặt nữa và trực tiếp đá bay mộ đại cường tới lăn cù cù về phía mộ gia mộ đại cường ngồi dậy ôm hạ bộ đau đớn lão gia tiểu thư cái đó của thiếu gia bị dẫm đứt rồi như yên quát con ngẩn ra làm gì mau đưa Kaka ca ca đi chữa trị. Diệp Lăng lạnh lùng nói, Mộ Đại Cường là nô lệ của ta, không ai có quyền động vào hắn cả. Diệp Lăng, ngươi là đồ tâm địa ác độc. Mộ gia chủ lúc này nghe tin con trai bị dẫm đứt của quý thì ngất xỉu luôn. Tiểu thư, lão gia ngất rồi. Nha. Diệp Lăng, cuộc chiến lôi đài của chúng ta ngày mai tiếp tục. Mộ Đại Cường khóc lóc, muội à, cứu ca ca với, ca không muốn làm nô lệ. Như Yên quát, câm mồm, rồi sẽ lấy tiền ra chuộc lại huynh. Chúng ta đi. Song Như Yên cùng hai tên thuộc hạ cùng đưa Mộ Đại Cường và Mộ gia chủ đi mấy khư hóng hớt đờ ra ma bên ngoài hò reo cảm thán lang thiếu gia uy vũ quả nhiên lang thiếu gia mới là thiếu tộc trưởng của chúng ta đừng nói nữa chán sống à y lam và tiểu tam cũng vui mừng chạy đến bên diệp lăng lăng ca ca huynh thật sự mới chỉ là sơ nguyên tam trọng thôi sao lợi hại thật đó hát 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 ta biết ngay thiên thần đại nhân sẽ thắng mà y lam ta và tiểu tam về chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai đã vâng lăng ca ca cố lên diệp lăng và tiểu tam liền trở về để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến ngày mai mà quên mang theo chiếc áo khi nãy rơi trên lôi đài y lam nhặt lên thầm nói lăng ca ca quên cả áo ngoài rồi ta khâu lại rồi đưa cho huynh ấy sao vậy diệp gia chủ lúc này gọi lăng nhi nhưng trưởng lão đã ngăn cản lại đại ca đừng đi chúng ta phải giữ khoảng cách với diệp lăng hắn đã đắc tội với mộ gia rồi đó nếu ngày mai hắn còn thắng nữa thì quan tâm cũng chưa muộn nếu ngày mai thua diệp gia chủ mặt nham hiểm nếu ngày mai hắn thua diệp gia ta coi như không có diệp lăng nữa chuyển cảnh về biệt viện của diệp lăng thì anh ta đang bàn bạc cùng với tiểu tam gần như đều là linh kỹ không ra gì bao nhiêu năm tích lũy của ta cho như yên hết cả rồi đây toàn là thứ cô ta bỏ lại đấy mộ như yên tuy cũng chỉ là sơ nguyên tử trọng nhưng lại rất am hiểu kiếm kỹ nhất dài ta phải học thêm linh kỹ phòng thân tức là thức hải của ta toàn linh kỹ cấp thần nhân loại không thể dùng bỗng diệp lăng phát hiện ra gì đó đây là linh kỹ nhất dài tạc viêm thuật luyện đến đại thành sẽ có khả năng lay núi rời đất tác dụng phụ là dụng tóc hừ thú vị đấy học nó thôi tiểu tam ôm đầu hốt hoảng đừng mà thiên thần đại nhân hói đầu là chết giờ đấy không lâu sau diệp lăng đã lĩnh ngộ được kiếm kỹ tạc viêm thuật liền chuẩn bị những khối đá lớn chất thành một bức tường Diệp Lăng từ từ rút kiếm của mình ra và thi triển tạc viêm thuật, đệ nhất thức. Anh ta vung kiếm chém tới, một luồng hỏa khí mãnh liệt bay tới làm cho bức tường đá kia nổ tan tành. Mới vài canh giờ mà đã học được linh kỹ nhất giai rồi, lợi hại thật đó. Có điều chỉ là thức đầu tiên, còn chậm so với ta khi xưa lắm. Nhưng có nó thì ta cũng nắm phần thắng khi đấu với Như Yên. Ma hạch thăng linh lực phải là của ta. Tối đó tại biệt viện của Diệp Lăng thì có một tên gia đình chạy vào bẩm báo. Diệp thiếu gia, Như Yên tiểu thư đến trả tiền cược. Mộ Như Yên đích thân đến đưa tiền cược sao? không đúng lắm để xem cô ta có trò gì nào vài khắc sau như yên chuyển một đống vàng vào bên trong đây là tiền cực của ca ca muội diệp lăng và tiểu tam hai mắt sáng rỡ chữ tiền rồi u là trời sao mà nhiều tiền thế ta chưa nuôi nô lệ bao giờ nên cũng không biết như yên ngồi vào ghế và bắt đầu hỏi diệp lăng diệp lăng huynh có biết vì sao muội không thể thành thân với huynh không tiểu tam tức giận cay cú không phải vì cô chưa từng yêu ta luôn lợi dụng ta à ngày đó ta nghe thấy hết rồi như yên nói tiếp diệp lăng muội là bị ép Mộ gia muốn đổi Tân Lang thành Diệp Kiến Kiếm, nhưng trong lòng muội chỉ có huynh thôi. Không ngờ huynh lại muốn đấu tranh với muội. Cô ta đưa tay tới, "Chỉ cần ngày mai huynh nhường muội, muội sẽ làm vị hôn thê của huynh như xưa, được chứ?" Diệp Lang thẳng thừng hất tay của Như Yên ra. Vẻ mặt lạnh lùng, "Làm vị hôn thê của Diệp Lang ta, Mộ Như Yên, cô không xứng đâu. Cút đi, nể mặt cô thức thời không cuốn lấy bản đại gia, ngày mai ta tha cho cô một mạng." Người Bỗng Y Lam từ bên ngoài bước vào, "Lang ca ca, muội đã vá lại áo ngoài cho huynh rồi." xong chợt đứng hình khi nhìn thấy như yên cũng ở trong phòng y lam liền đi tới chỉ mặt cô ta con đàn bà nhà ngươi sao lại ở đây mỗi như yên không nói gì lặng lẽ bước ra y lam gọi cô ta lại và nói đứng lại đừng bày trò gì với lăng ca ca ta nữa nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận như yên toát mồ hôi hột thầm nghĩ mới sơ nguyên nhị trọng thôi mà sao lại khiến ta lạnh lẽo thế nhỉ nhưng chuyện còn thuận lợi hơn ta nghĩ nữa hạ nhuyễn cốt tán cho tên phế vật đó là chuyện dễ như trở lòng bàn tay diệp lăng chúng phải nhuyễn cốt tán để xem mai ngươi đấu kiểu gì sáng hôm sau tại chung kết tỷ thí đài quan lễ của trường diễn võ thì hai nhà diệp ra và mộ ra cùng với mấy khứa hóng hớt đã tập hợp đông đủ như yên nhìn diệp lăng đi đến vừa đi vừa ngáp thì thầm nghĩ thân sắc của hắn có vẻ uể oải xem ra những cốt tán đã phát huy tác dụng rồi diệp lăng ta không muốn làm ngươi bị thương nhảy xuống lôi đài nhận thua đi cho đỡ mất mặt không đánh sao biết được không cần nói nhiều với cô ta diệp lăng lập tức rút kiếm ra lao lên tấn công như yên thi triển kiếm kỹ nhất giai điệp vũ kiếm pháp Xung quanh cô ta lúc này được bao bọc bởi vòng tròn năng lượng với những con bướm bay lượn lờ xung quanh đã chống đỡ được toàn bộ đòn đánh của Diệp Lăng. Như Yên phản công bằng một đòn quét kiếm ngang nhưng Diệp Lăng đã nhanh chóng tránh được. Diệp Lăng đã vung kiếm của mình ra điên cuồng đánh trả. "Diệp Lăng, ngươi đừng cứng đầu nữa, chỉ biết kiếm kỹ cơ bản thì không thắng được ta đâu. Chỉ biết mỗi kiếm kỹ cơ bản, lại còn trùng nhuyễn cốt tán, ta xem ngươi đấu lại kiểu gì." Bỗng đòn tạc viêm thuật của Diệp Lăng mãnh liệt lao đến khiến Như Yên phải bất ngờ chống đỡ. "Cái gì chứ?" Đùng, một vụ nổ năng lượng diễn ra trên võ đài, diệp lăng nhanh chóng chớp lấy thời cơ lao đến chĩa thẳng kiếm vào cổ cô ta ai nói ta chỉ biết mỗi kiếm kỹ cơ bản như yên ngồi gục xuống thất thần đây là linh kỹ nhất giai tạc viêm thuật sao không thể nào rõ ràng ngươi cô muốn nói là rõ ràng ta đã trúng nguyễn cốt tán rồi thì lẽ ra phải không dùng được kiếm kỹ cơ bản chứ gì diệp lăng lấy ra chiếc bình khi tối mà như yên đã bỏ nguyễn cốt tán vào và bóp nát nó hành động đó của cô đã bị ta nhìn thấu rồi khán giả bên ngoài nghe thấy thế liền xì xào bàn tán mộ như yên lại hạ thúc cho diệp lăng kìa nhìn cô ta thanh cao như thế không ngờ cũng khá là ti tiện nhỉ diệp lăng đưa kiếm về sau dồn lực lao lên mộ trà xanh trước khi cô chết ta nói cho cô một đạo lý kẻ nào động vào ta thì sẽ không được sống yên ổn đâu nhưng bất ngờ tiểu tam đã lao ra ngăn cản đừng mà thả tay ra bản thân phải giết cô ta ta không thả trừ phi ngài đồng ý thả cô ấy ra mộ như yên là người ta từng yêu cô ấy thua rồi không đáng phải chết diệp tam ngươi đừng có hối hận đó diệp lăng buông tha cho cô ta tự cút xuống lôi đài đi bản thiếu không muốn bẩn chân như yên cay cú diệp lăng làm một mỹ nữ như ta xấu mặt nơi đông người ngươi thật ác độc như yên chụp lấy thanh kiếm lao lên đánh lén ta chưa thua đâu điệp vũ kiếm pháp điệp thứ y lam thấy thế liền lao lên lôi đài lăng ca ca cẩn thận cô ta lao nhanh ra sau lưng của diệp lăng và đỡ cho anh ta một kiếm ngay vai diệp lăng hốt hoảng quay lại đỡ cô ấy y lam y lam không sao chỉ cần lăng ca ca yên ổn là được như yên còn ngoan cố đánh lén cũng là chiến kỹ mà lần này có muội muội ngươi đỡ thay ngươi như lần sau thì không may mắn vậy đâu xét về chiến kỹ nhất giai ta vẫn lão luyện hơn đấy cô ta tiếp tục sử dụng kiếm kỹ điệp quần điệp thứ bắn ra những tia năng lượng bay về phía diệp lăng diệp lăng lúc bây giờ lửa dẫn phừng phừng mộ như yên ngươi không nên động vào y lam mới phải khỏa khí cuồn cuộn tỏa ra khắp cánh tay của diệp lăng anh ta phần nộ đấm bay những tia năng lượng của như yên đi và lao đến vung đấm về sau để tụ lực lần nữa vào một đấm đấm thẳng mặt cô ta như yên bị đánh bay thẳng xuống lôi đài ôm mặt mặt của ta đau quá đau quá ta bị hủy dung ư mộ trà xanh kết cục này là ngươi tự tìm lấy dẫn mộ ra của ngươi cút đi cho ta tiểu thư chúng ta đi đám đệ tử diệp ra chế nhạo bọn họ ha ha lăng thiếu ra toàn thắng mộ gia cút mau liệu diễm trưởng dùng chưa thuần thục lắm nên tay ta cũng bị thương luôn rồi diệp gia chủ lúc này đi đến đặt tay lên vai và gọi diệp lăng lăng nhi lăng nhi con có bị thương không hả cha có bình sinh cơ hoàn khỏi phải nịnh bợ nhớ gửi phần thưởng ma hạch cho ta là được diệp lăng đưa y lam đi đi ta băng bó cho muội nhưng mà lăng ca ca cha huynh không cần quan tâm mấy lần sử dụng linh lực sắp không áp chế được sắc khí rồi một lát sau khi băng bó cho y lam xong thì diệp lăng trở về phòng liền ngồi xuống tu luyện để ổn định lại sắc khí trong người sắc khí là thể hiện của cảm xúc tiêu cực trong thiên địa mà trong thần hồn của tà thần thì chấn áp phần lớn sắc khí của lục giới diệp lăng tiến vào bên trong thức hải của mình liên tục sử dụng linh kỹ quả nhiên trong này không ổn nữa phải áp chế trước khi tiểu tam lấy ma hạch về thôi bỗng diệp lăng ngạc nhiên khi thấy có một tia sắc khí mãnh liệt lao đến biểu hiện của sắc khí do gì gồm có tử, sắc, tài, khí. Nói cách khác, chỉ có bốn thứ giúp sắc khí bình tĩnh lại. Không ổn, sắc khí tiết ra ngoài rồi. Lúc này, cô thị nữ đem ma hạch tới cho Diệp Lăng. Lăng thiếu gia, phần thưởng ma hạch tới rồi đây. Diệp Lăng bị sắc khí lâm chiếm cơ thể liền lao ra tấn công khiến cho cô ta hốt hoảng. Ôi má ơi, quần què gì thế này? Diệp Lăng chụp lấy ma hạch và trực tiếp bóp nát nó. Ừ, là đồ giả. Dám lấy đồ giả ra bịp ta, ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Anh ta đưa tay lên cao đánh xuống về phía cô thị nữ khiến cô ấy thất kinh hoảng hốt bỗng y lam từ đâu xuất hiện và ôm chầm lấy diệp lăng từ đằng sau lăng ca ca đừng mà nô bộc này không biết gì hết khi muội và thú sủng đi nhận ma hạch thì mới biết nó đã bị đưa đến chỗ diệp kiến kiếm rồi diệp lăng nghe thấy thế phần nộ bùng phát linh lực khủng khiếp hất văng y lam ra y lam quay sang gọi tiểu tam thú sủng chúng ta lấy được ma hạch rồi mau bón cho lăng ca ca đi tiểu tam nép sát góc tường mặt tái xanh không còn chút máu ta à, ta không dám thiên thần đại nhân lại điên lên rồi ai mà dám lại gần hắn chứ để ta tiểu tam đưa ma hạch cho y lam cầm Diệp Lăng bất ngờ lao đến trước mặt và đè Y Lam nằm xuống. Cô ta đưa ma hạch lên miệng cho Diệp Lăng ăn. Mắt anh ta bắt đầu bình thường trở lại, mặt đờ đẩn và sắc khí cũng dần dần tan biến. Y Lam sao? Lăng ca ca, huynh đã ăn ma hạch tăng tu vi rồi đó, mau luyện hóa nó đi. Diệp Lăng nhìn những vết thương trên vai của Y Lam thì lo lắng. Vết thương của muội là do ta làm ra sao? Anh ta lấy ra một lọ thuốc trị thương và nói tiếp. Ngoài vai ra muội còn bị thương ở đâu không? Để ta trị thương cho muội. Xem ra khi ta bị sắc khí khống chế thì suýt nữa đã làm Y Lam bị thương. Y Lam ngơ ngác thầm nghĩ, còn bị thương ở đâu sao? Eo, chân, nơi bí mật như vậy sao có thể để Lăng Ca Ca biết được? Y Lam vội chạy ra ngoài, chỉ bị ma sát chút thôi, Y Lam sẽ tự xử lý. Lăng Ca Ca cứ chuyên tâm tu luyện đi. Diệp Lăng nghe lời liền ngồi xuống luyện hóa ma hạch. Thôi vậy, tranh thủ luyện hóa ma hạch đã, còn khống chế sắc khí bạo viêm. Chuyển cảnh về phía của mộ gia thì mộ gia chủ đang đau đầu bàn bạc với mọi người. Đại cường trọng thương, như yên hủy dung. Diệp Lăng ức hiếp mộ gia ta quá đáng, phải làm sao mới tốt đây? Bẩm tộc trưởng, sư huynh của tiểu thư vẫn luôn ái mộ tiểu thư. Tiểu thư bị ức hiếp, huynh ấy chắc chắn sẽ không để yên. Sao ta lại quên mất được nhỉ, sư huynh của Như Yên là cường giả sơ nguyên ngũ trọng. Mau viết một phong thư viết cho sư huynh của Như Yên đi, cũng may Như Yên có đại sư huynh để dựa vào. Diệp Lăng, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Sáng hôm sau, Diệp Vân cùng với Tiểu Tam vừa ngủ dậy vui vẻ bước ra ngoài. Thiên thần đại nhân, đi mau thôi, nếu không sẽ lỡ giờ ăn sáng của Diệp tộc mất. Đang chạy hớt ha hớt hãi thì Tiểu Tam va phải vào ngực một cô thị nữ. Ui cha, thì ra là diệp gia chủ cùng với mấy cô thị nữ đem đồ ăn đến tìm diệp lăng anh ta liền hỏi diệp tục trưởng đến sớm như vậy là có chuyện gì lăng nhi cha nghĩ tối qua con luyện hóa ma hạch nên không đến làm phiền hôm nay đưa người mang đồ ăn sáng cho con đây bảy món ăn sáng mong lăng thiếu gia thu nhận cho tiểu tam cảm thán bảy món ăn sáng là quy tắc cho thiếu tộc trưởng đó khi linh mạch ta chưa đứt thì cũng chỉ được ăn có năm món diệp lăng thắc mắc hỏi ông ta ta đâu còn là thiếu tộc trưởng nữa cho ta phần ăn của thiếu tộc trưởng thì không hợp lý đâu diệp tộc trưởng làm vậy là có ý gì hả Lăng nhi cha không nên cướp đoạt vị trí thiếu tộc trưởng của con khi con còn yếu nhưng cha là tộc trưởng nên cũng rất bất đắc dĩ mới phải làm như vậy cũng may linh mạch con khôi phục tu vi tăng mạnh cha đồng ý với con chỉ cần con đỗ vào học viện la vân vị trí thiếu tộc trưởng này sớm muộn sẽ là của con tiểu tam nghe thấy thế liền nghĩ ngày xưa cha luôn nghiêm khắc khích lệ ta phải liều mạng vì tộc nhân chưa bao giờ hạ giọng như thế này cả diệp lăng cốc cho nó một cái bóc đừng có cảm động chỉ vì người ta hạ giọng chứa đồ ngu ui ra diệp lăng lạnh lùng hất tay ông ta ra đãi ngộ cao quý này nên để cho diệp kiến kiếm thì hơn ta không cần diệp lăng rời đi mặc cho ông ấy có gọi lại bảy món ăn sáng đều là sơn hào hải vị của diệp tố thành đó đến ta còn không được ăn nhiều thiên thần đại nhân giờ muốn đi đâu vậy đến phường thị dáng vẻ khi bạo động sắc khí của ta quá xấu xí không biết nơi này có bảo cụ gì che giấu được sắc khí không đi xem vận may vậy bỗng y lam từ đâu ra đứng trước mặt vẩy vẩy tay chào lăng ca ca muốn ra ngoài hả ta đi mua chút đồ lăng ca ca ra ngoài mà không mang ra bộc lỡ đâu người mộ ra đến làm phiền thì sao Y Lam phải đi cùng huynh. Song Y Lam nhìn lại bộ đồ đang mặc có vẻ không được đẹp cho lắm liền chạy về nhà thay bộ khác. Y Lam quên ít đồ, Lang Ca Ca chờ chút nha. Y Lam trở về viện tử của mình và khoác vào một bộ y phục màu hồng kèm cài tóc hình con bướm và ngắm mình trong gương. Khoan đã, chỉ có ta và Lang Ca Ca đi dạo phố. Ta vừa mới rủ huynh ấy đi hẹn hò hả? Hai người họ cùng đi dạo vui vẻ trên phố phường thị cùng với Tiểu Tam. Bảo cụ che giấu sắc khí là thiên kim có cầu, nơi này quả nhiên không có thứ ta muốn. Y Lam thấy Diệp Lăng không để ý tới mình thì liền gọi. Lang ca lăng ca ca xem y lam hôm này có gì khác biệt này diệp phong ngưng ngác nhìn cô ta mặt chấm hỏi không biết nói gì nhưng tiểu tam thì biết nhưng lại không thể nói tiếng người được quao wow, y lam muội muội thay bộ váy khác đẹp thật đó không khác gì cả có chuyện gì sao không sao muội có chút không khỏe không thể đi cùng ca ca rồi y lam buồn bã ra về ta vừa mới kích động quá lăng ca ca bận tu luyện cả ngày làm gì thừa hơi để ý ta chứ bỗng có tiếng người đằng sau đi đến y lam muội muội đã lâu không gặp ngươi là thì ra là diệp kiến kiếm cùng với hai tên thuộc hạ y lam muội muội đến phường thị dạo phố mà sao không gọi ta đi cùng y lam thắc mắc hỏi kiến kiếm ca ca đã khôi phục rồi sao hắn ta bốc phét ta là thiếu tộc trưởng bán đi một ít sản nghiệp của diệp tộc để mua đan dược trị thương về là được mà không còn chuyện gì khác thì đừng đến làm phiền ta dám tiêu hoang sản nghiệp mà lăng ca ca phải liều mạng kiếm về nhìn đã buồn nôn y lam trong lòng phẫn nộ vội vã rời đi nhưng kiến kiếm đã chặn lại y lam muội muội đừng đi vội mà và lấy ra một viên đan dược đây là cố linh đan tài đặc biệt mua về tặng cho y lam muội muội đó đây là viên đan dược duy nhất trong diệp tố thành luôn nghe nói y lam muội muội đã khỏi hẳn bệnh viêm phổi đan này có thể giúp cho y lam muội muội thanh tỉnh linh đài có ích cho tu vi chỉ cần y lam muội muội chơi cùng ta hôm nay y lam thầm nghĩ đan dược có cấp là thiên kim khó cầu có nó lăng ca ca sẽ không cần khổ sở khi luyện hóa ma hạch nữa không có lăng ca ca một tiểu cô nhi như ta sao có thể sống được đến ngày hôm nay chỉ cần có lợi cho huynh ấy ta nguyện ý làm mọi chuyện cho dù là bán cả thanh xuân y lam cố cười vui vẻ đáp y lam đi cùng kiến kiếm diệp kiến kiếm mặt phái phái chảy nước miếng quá tốt rồi xong đặt đặt tay lên vai kéo y lam lại và đi ta đã muốn được đi dạo phố thật vui với y lam muội muội từ lâu bỗng diệp lăng xuất hiện và nắm tay hắn ta kéo ra ai cho ngươi động vào người muội ấy hả ngươi muốn chết à y lam quay mặt sang thì bất ngờ lăng ca ca kiến kiếm tức giận quát diệp lăng ta và y lam tình nguyện đi cùng nhau một thiếu tộc trưởng phế vật như ngươi có tư cách gì nhúng tay vào tư cách sao diệp y lam là người của diệp lăng ta chuyện của muội ấy dĩ nhiên ta có thể nhúng tay vào y lam nghe diệp lăng nói thế thì thẹn thùng đỏ mặt diệp kiến kiếm lửa giận phùng phừng liền bộc phát linh khí mãnh liệt không thể tha thứ được ta mới là thiếu tộc trưởng dựa vào đâu mà một kẻ bị dùng bỏ như ngươi vẫn có thể thân thiết với y lam như vậy oái linh khí mạnh quá diệp thiếu tộc trưởng phát uy rồi hắn ta ngưng tụ linh khí vào lòng bàn tay và chuẩn bị tấn công diệp lăng đường đệ ngươi bất kính với ta ta là thiếu tộc trưởng phải dạy dỗ ngươi để lập uy cho cả tộc cùng nhìn đó là ngọc phù mà phù tu điêu khắc ra có thể thấy diệp kiến kiếm đã đạt đến sơ nguyên cảnh tứ trọng rồi lăng ca ca phải cẩn thận diệp kiến kiếm dùng trưởng lực lao đến tấn công chịu chết đi chỉ cần đánh bại diệp lăng trước mặt quần chúng không còn ai dám nói ta không xứng với vị trí thiếu tục trưởng nữa rồi diệp lăng thẳng tay trưởng về phía hắn ta một luồng hỏa diệm tạc viêm thuật vụ va chạm năng lượng đã gây ra một vụ nổ chấn động diệp kiến kiếm run rẩy lo sợ không không thể nào sơ nguyên cảnh tam trọng sao có thể chấn vỡ ngọc phù của ta sơ nguyên cảnh tam trọng sao đó là chuyện của mấy ngày trước rồi hai tên thuộc hạ vội đỡ diệp kiến kiếp lên sâu nguyên cảnh tứ trọng ư thiếu tộc trưởng diệp lăng dã man hung bạo chúng ta không chấp hắn đúng hắn dám đánh cả mộ tộc cơ mà chúng ta mau đi thôi diệp lăng ngươi chờ đó chờ ta lên trước thiếu chủ diệp tộc ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc đang định rời đi thì diệp lăng gọi hắn ta lại khoan đã để lại cố linh đan rồi đi hắn ta tức dung người nhưng cũng đành đạn dâng lên cố linh đan cho diệp lăng khi người quá đáng diệp lăng ngươi chờ đi ngày sau ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời diệp lăng vui vẻ cầm cố linh đan mang đến cho y lam cho muội ư? Đây là đan dược cấp 1, chỉ là cấp 1 thôi mà. Thân thể muội yếu, vết thương cũng chưa lành, dùng nó là tốt nhất. Lăng Ca Ca lại biết ta chưa khỏi hẳn, huynh ấy vẫn quan tâm ta lắm. Mọi chuyện xảy ra nãy giờ đã được Mộ Như Yên chứng kiến bên trong chiếc xe ngựa bên ngoài. Cổ nam nữ, hủy dung mạo của ta mà còn có tâm trạng đi dạo. Xong cô ta giả bộ khóc lóc quay sang nói với thanh niên đang ở trong xe ngựa. Hu hu, sư huynh, huynh phải làm chủ cho Như Yên. Khứa này chính là sư huynh của Mộ Như Yên, tên là Vương Trung Hưng. Yên nhi yên tâm, chỉ là sơ nguyên cảnh tứ trọng giết chết là được ta sẽ mời người chữa trị cho mặt của muội hắn ta cười đắc ý chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tu vi của diệp lăng đã tăng lên rồi xem ra muốn giết hắn phải chuẩn bị một phen như vậy mới đảm bảo không xảy ra sự cố chuyển cảnh về viện tử của diệp lăng thì anh ta đưa hai viên đan dược cho tiểu tam rồi dặn dò hai viên tạp linh đan này đưa cho luyện dược sư của diệp tộc để xóa bỏ tạp chất thiên thần đại nhân diệp lăng vui vẻ thầm nhủ sau khi xóa bỏ tạp chất thì miễn cưỡng coi như cố linh đan cấp một mà dùng có thể tạm hoãn lần ta bạo động sắc khí tiếp theo nếu luyện dược sư của diệp tộc luyện được cố linh đan thì tốt tiểu tam buồn bà nói với diệp lăng ừm thiên thần đại nhân diệp tộc không có luyện dược sư đâu diệp lăng kinh ngạc á à đủ ngươi nói cái gì phóng mắt cả lan xuyên đại lục này luyện dược sư vừa hiếm vừa cao quý diệp tố thành chúng ta chỉ là thành nhỏ ở bên cạnh của đại lục thôi làm gì có luyện dược sư sống ở nơi nghèo khổ không có nổi luyện dược sư mà ngươi cũng kiêu ngạo à u là trời đậu xanh ngài là thiên thần kia mà giỏi như thế thì tự đi mà luyện bản thân trước nay đều được người ta dâng lên vô số đan dược đỉnh cấp nên có bao giờ học mấy cái này còn chờ gì nữa chúng ta đi tìm y lam đòi lại có linh đan thôi yên đã lang thiếu gia chuyện lớn không tốt bên ngoài có một tên thuộc hạ hớt hãy chạy vào báo tin thì tông phải tiểu tam đang chạy ra từ bên trong ra té sấp mặt lờ diệp lang thắc mắc đi ra hỏi hớt ha hớt hải như thế có chuyện gì hả tên thuộc hạ vội quỳ bẩm báo bẩm lăng thiếu gia mộ gia tiêu rất nhiều tiền mời người mang theo đan dược đỉnh cấp đến có vẻ như là muốn chữa cho mặt của mộ như yên đan dược đỉnh cấp để trị liệu không chỉ có vậy nghe nói đối phương mang đến không ít đồ tốt có cả cố linh đan đã nhập cấp rồi cơ xem ra mộ tộc đã bỏ rất nhiều tiền cho con gái bảo bối của chúng đấy đúng vậy người vừa mới đến ngoại ô phía bắc của diệp tố thành một canh giờ nữa là sẽ đến nơi ha diệp tố thành là của diệp gia ta đối phương chuyến này chắc chắn là một đi khâu trở lại tiểu tam chúng ta đi đòi ít lộ phí nào vâng lang thiếu gia đi thong thả xong cười đắc ý đi thong thả trên đường xuống suối vàng nhé he he. chuyển cảnh sang một nơi nào đó bên ngoài diệp tố thành tính toán cả một đường người ta cần tìm đang ở diệp tố thành chỉ là ta thay đổi quá lớn không biết chủ nhân có còn nhận ra nữa không đây bên này thì tiểu tam đang dẫn đường cho diệp lăng thiên thần đại nhân phía trước là con đường ai cũng phải đi qua để vào thành bỗng diệp lăng phát hiện ra gì đó liền dừng lại có kẻ bám đuôi chúng ta mau di chuyển rời khỏi đây thôi hả à. bất ngờ trên vách núi xuất hiện ra hai khứa muốn ăn đòn đó là mộ đại cường cùng với vương trung hưng đệ tử long trận tông ở vân châu tu vi sơ -N -G -U -I -N -N cảnh ngũ trọng đi ra nói diệp lăng muốn chạy sao muộn rồi diệp kiến kiếm cảm thán sư huynh giỏi quá quả nhiên đã chặn được diệp lăng ở đây vương trung hưng bộc phá linh khí diệp lăng ta là vương trung hưng đệ tử long trận tông ở vân châu ngươi làm như yên sư muội bị thương ta sẽ khiến ngươi phải trả giá long trận tông là đại thế lực của vân châu đó không ngờ mộ gia lại mời được sư huynh của như yên đến đối phó chúng ta ra ngoài đi vương trung hưng vỗ tay ra tín hiệu một đám thuộc hạ mai phục từ bên trong lao ra bao vây diệp lăng và tiểu tam là tử sĩ của mộ gia tử sĩ mộ gia là đội ngũ mạnh nhất mộ gia An dược vào chiến lực sẽ bạo phát hung tàn vô cùng chúng ta mau chạy thôi nhanh như chớp một tên đã áp sát diệp lăng với tốc độ cực cao hắn ta đấm tới nhưng diệp lăng đã mau chóng tránh được sang một bên dùng bàn tay chụp thẳng vào mặt hắn ta ăn dược để nâng cao thực lực mà cũng xứng để ta phải chạy hả diệp lăng từ từ rút kiếm ra và quét vòng ra linh khí xung kích bạo phát mãnh liệt hất bay bọn chúng ra mộ đại cường sốt ruột đến tử sĩ cũng không hạ được hắn vương công tử mau nghĩ cách đi đừng vội sơ nguyên cảnh tứ trọng mà thôi hai ta hợp lực lại là tiêu diệt được rồi hợp lực thế nào đưa linh lực của ngươi cho ta dùng hắn ta thi triển tà thuật gì đó hút hết linh lực của mộ đại cường tụ linh trận khởi mộ đại cường lúc này thân xác hoang tàn không nhận ra luôn vương trung hưng cười đắc ý hà ha hát trong trận này ta có thể tăng cấp tu vi diệp lăng ngươi toi đời rồi diệp lăng khí thế lao đến đối chiến cùng với hắn ta bỗng đoàn xe ngựa từ xa đi đến thấy có chấn động ở phía trước ngựa liền dừng lại một cô gái body cháy như phi phai ngồi bên trong kéo rèm ra hỏi xe phu phía trước có chuyện gì vậy hình như là mộ gia đang tấn công một tu sĩ thiếu niên có tránh đường không cô ta quay trở lại vào trong lạnh lùng nói xông thẳng qua đi mộ gia đánh nhau liên quan gì đến ta ta chỉ cần chữa cho khỏi dung mạo của tiểu thư mộ gia để mộ gia tìm người giúp ta thôi mệt quá đến diệp tố thành thì gọi ta nhé ta ngủ một lúc đã khoan đã có thứ gì đó đang bay về phía này diệp lăng bị đánh đang bay thẳng về phía xe ngựa khiến tên xe phu hốt hoảng đùng chiếc xe ngựa vỡ tan tành ra sau khi diệp lăng rơi xuống diệp lăng lúc này nằm đè lên người cô gái kia chật vương trung hưng học được cả trận pháp tổn hại này cơ à bỗng hắn ta ngửi được mùi của cố linh đan cấp một ở đâu đó thì ra là ở trên ngực của vị cô nương này cô ta từ từ lấy viên đan dược xuống và nói với diệp lăng nhìn cái gì mà nhìn đây là đồ của sư bích thiên ta không cho người đâu diệp lăng giật mình khi nghe tiếng của tiểu tam gọi đằng sau thiên thần đại nhân vương trung hưng đã bắt được tiểu tam và đang bay tới ta đã tăng đến sơ nguyên cảnh lục trọng nhờ tụ linh trận diệp lăng ngươi chết chắc rồi diệp lăng khí thế phừng phừng đứng lên quát chỉ cao hơn ta hai tầng cảnh giới nhỏ mà thôi không giết nổi ta đâu nhìn hỏa khí tỏa ra từ người của diệp lăng thì sư bích thiên chợt nhớ ra gì đó thiếu niên này có khí thế giống chủ nhân thật đấy mượn cố linh đan dùng một chút nhé diệp lăng cầm viên đan dược của sư bích thiên lao lên chiến nhân lúc ta thất thần mà bị lấy đi mất rồi diệp lăng hút vội viên cố linh đan của sư bích thiên và bắt đầu vận công thi triển Tạc viêm thuật đệ tam thức linh khí đang tập trung dồn về chính giữa để ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng tạc viên thuật đệ tam thức tốn nhiều linh lực hơn hai thức còn lại thời gian chuẩn bị cũng dài hơn đang thi triển thì sư bích thiên nhanh như chớp lao ra không cần ngươi ra tay để ta cô ta thi triển linh kỹ cấp 1, bích hải ba và tạo ra một dòng nước cuồn cuộn tấn công vương trung hưng hắn ta đau đớn la lên a à, tay ta bị gãy rồi ta và ngươi không thủ không oán sao phải hại ta không có vì sao cả sư bích thiên ta đời này ghét nhất đám trận sư và tiểu nhân gặp lần nào giết lần đó cô ta đã đạt tới cảnh giới sơ nguyên cảnh thất trọng rồi không ngờ là sơ nguyên cảnh thất trọng nha đầu này tuổi không lớn mà tu vi cũng không nhỏ nhỉ bỗng có một con chuột từ đâu bỏ ra trước mặt sư bích thiên, Xong cô ta quay sang dí con chuột đó chạy sấp mặt lờ, đừng chạy, ngao, vương trung hưng mặt ngơ ngác, chạy, chạy rồi sao? tiểu tam thấy thế đứng hình luôn, á à đủ mỹ nữ đại lão đừng chạy mà, ta bắt chuột hộ cho, vương trung hưng cười đắc ý, ha ha ha, diệp lăng không có người giúp đỡ, ngươi chết chắc rồi, thì lúc này diệp lăng đã hoàn toàn biến mất trước mắt hắn ta, ủa alo, người đâu rồi? ta ở đây này, diệp lăng bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng hắn ta, tạc viên thuật đệ tam thức chuẩn bị hoàn tất. Diệp Lăng toàn lực trưởng quả cầu lửa tấn công Vương Trung Hưng. Hắn ta la hét thất thanh, hoàn toàn ăn trọn đòn tạc viêm thuật của Diệp Lăng và nằm gục xuống. Giỏi quá, thiên thần đại nhân, chúng ta thắng rồi. Tiểu Tam, người đánh hơi tìm cô gái vừa rồi đi. Tuần lệnh. Sư Bích Thiên bên này thì cuối cùng cũng đã bắt được con chuột vừa rồi. Diệp Lăng đi tới mặt ngầu lòi nói với cô ta. Sư Bích Thiên, làm người của ta đi. Sư Bích Thiên mặt ngơ ngác chấm hỏi. Ủa, quần què gì dậy trời? Sư gia ta là thế gia luyện dược ở đế đô. Ngươi có gì để khiến ta làm người của ngươi? mỹ nữ tỷ tỷ hóa ra đến từ sư gia cung cấp đan dược cho hoàng tộc mở ra công hội luyện dược sư của riêng mình có phải bản lĩnh của mình đâu mà kiêu ngạo hơn nữa cô cũng chẳng có thiên phú gì trong tu luyện nên mới mang theo đan dược đỉnh cấp chứ gì người cho cô một thứ tốt này ta thiếu gì thứ tốt mà đòi cho ngươi có sao diệp lăng lấy ra một chiếc roi ra với những chiếc lông vũ ở dưới cùng sư bích thiên nhìn thấy chiếc roi ra này thì như muốn hiện nguyên hình luôn rồi không ngờ hắn có thể dùng linh khí tạo hình trình độ không chế linh khí quá mạnh hơn nữa ta thích á ra ma sư bích thiên nằm đó thích thú chơi đùa cùng chiếc roi da của diệp lăng a à, thích quá đi à hí hí tiểu tam nghe thấy những âm thanh riêng gì từ gái sinh thì phái phái chảy máu cam trời đụ ta thật sự có thể nhìn cảnh này à song sư bích thiên chợt bừng tỉnh khi diệp lăng cất chiếc roi ra vào cô ta ngồi dậy nói ta đã có người muốn theo đuổi cả đời này rồi đến diệp tố thành để tìm hắn ta không đi theo người đâu nói thế nhưng trong lòng lại muốn theo nhưng cái thứ kia của hắn đúng là làm ta thoải mái nghĩ đến mà muốn nhào vào diệp lăng đi đến ân cần đưa tay ra nâng cảm sư bích thiên lên diệp tộc ta lớn nhất diệp tố thành này cô không muốn đi theo ta thì giao dịch đi ta tìm người giúp cô cô đưa dược cho ta thế nào khi thế này đúng là giống với chủ nhân sư bích thiên nhớ về những ký ức lúc trước cùng chủ nhân mình tiểu sư tử làm thú bầu bạn của bổn thân nhé diệp lăng này giống chủ nhân của ta quá sư bích thiên hỏi trả lời ta một câu thì ta đi theo ngươi là ai vậy có phải là chủ nhân của ta không diệp lăng thầm nghĩ nên giữ bí mật chuyện là tà thần thì hơn song dõng dạc trả lời cô ta diệp lăng ngươi sẽ tung hoành khắp đại lục lam xuyên này sau đó chuyển cảnh về mộ gia mộ đại cường được đưa về phủ mộ gia chủ đang buồn thúi ruột thì đứa mộ yên nhi đi vào đại cường của ta lại bị hút cạn linh khí thần kinh tổn hại biến thành kẻ ngốc rồi cha mặc kệ ca ca đi đã sư huynh cho người đến diệp ra mà sư huynh cũng bị giết người mau nghĩ cách chữa mặt cho nữ nhi đi ông ta tức giận tắt cho cô ta một cái bạt tai và chỉ tay vào mộ đại cường quát ca ca ngươi bị đần rồi mà ngươi chỉ biết nghĩ cho cái bản mặt của mình thôi mộ gia chủ ôm con trai vào lòng mà phần nộ không nguôi đại cường dù có phải bán đi toàn bộ gia sản mộ ra thì ta cũng sẽ mời cao nhân về san bằng diệp tộc báo thủ cho con mộ đại cường bị ngáo ngơ giờ không biết quần què gì đang diễn ra cứ ngồi cười như thằng nghiện hê 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 bên phía diệp ra thì chúng nô tỳ đang đưa đồ ăn vào cho sư bích thiên đưa những món ngon nhất toàn thành lên đây cô ta vui vẻ cảm ơn đã diệp ra chiều đãi mặc kiến kiếm đem khăn vào cho sư bích thiên cô ta lau miệng xong đưa lại sư tiên tử có thân phận tôn quý diệp gia ta được chiêu đãi tiên tử là vinh hạnh cực lớn tiên tử đừng khách khí cần gì cứ ra lệnh cho chúng ta hắn ta phái phái chảy nước miếng đúng là quá ngon mà nếu ngủ được với sư bích thiên và làm con rể sư ra thì cả đời này ta có thể sống vô lo rồi a ha ha bỗng có tên thuộc hạ hớt hãi chạy vào báo tin báo tộc trưởng thiếu tộc trưởng có chuyện lớn không tốt lang thiếu gia bắt mấy nô bộc đang đại khai sát giới trên trường diễn võ kìa diệp kiến kiếp vội chạy đến nói với diệp gia chủ tộc trưởng đường đệ giết người long trận tông giờ lại giết hạ nhân diệp tộc chỉ e nghịch tử này điên rồi mau đi ngăn nó lại với ta chuyển sang phía trường diễn võ thì sư bích thiên đã chạy ra khóc lóc với diệp lăng diệp lăng ngươi không cho ta ăn thì ta sẽ không ăn nữa ở diệp tố thành này ta chỉ nghe lời ngươi thôi ngoan lát nữa bắt chuột cho cô nhé diệp gia chủ thấy hai người họ như thế thì ngạc nhiên sư tiên tử lại nghe lời lăng nhi như thế sao hai tên nô bộc bị bắt đang tay chân run cùng cục van xin lăng thiếu gia xin hãy tha cho chúng ta đi mà đúng vậy lăng thiếu gia chúng ta không dám nữa đâu y lam vội chạy đến bên hỏi diệp lăng lăng ca ca bọn họ đã làm gì sai vậy diệp lăng lạnh lùng đáp lỗi sai của chúng là phản bội ta phản bội diệp tộc người phản bội ta trước giờ chỉ có một kết cục là chết diệp lăng từ từ rút thanh kiếm của mình ra và chĩa thẳng mặt bọn chúng dừng tay lại sau lưng thì diệp gia chủ cùng mọi người đã đến lăng nhi con đang làm cái quái gì vậy diệp lăng vẫn khí thế chĩa thẳng gươm về phía bọn chúng đáp xử lý gian tế của mộ gia ông không thấy à diệp kiến kiếm tài lanh đi lên trước nói ta thấy là ngươi giết người của long trận tông không muốn bị bại lộ nên giết người để diệt khẩu đấy chứ sao diệp tộc lại có kẻ lòng lang dạ sói như ngươi nhỉ đám thuộc hạ bên ngoài bắt đầu bàn tán lang thiếu gia giết người của long trận tông ư tùy tiện giết người lang thiếu gia thật tàn nhẫn y lam vội chạy đến giải thích tộc trưởng mọi chuyện không phải như vậy y lam mỗi trước giờ luôn thiên vị diệp lăng bây giờ lại bao che cho hắn à lăng nhi ta cứ tưởng con khôi phục linh mạch thì sẽ là hy vọng của diệp tộc con làm ta thất vọng quá tiểu tam trên vai khóc lóc hu 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 hát không tin ta ư lúc này sư bích thiên đứng ra làm chứng ta có thể làm chứng cho hắn là long trận tông gây sự trước cô gái này đến nhà ta mà chỉ biết ăn diệp kiến kiếm mặt xảo quyệt suy nghĩ diệp tộc có gian tế là do thiếu tộc trưởng thất trách không thể để chúng được như ý nếu không cái ghế này của mình không thể vững được hắn ta đưa tay thi triển truyền âm quyết để truyền âm cho hai tên nô bộc đang bị trói kia gian tế mộ tộc phối hợp hại diệp lăng với ta bốn thiếu tộc trưởng sẽ chống lưng cho các ngươi hai tên gian tế kia đã nhận được truyền âm của diệp kiến kiếm liền âm mưu diệp lăng lúc này đi đến trước mặt bọn chúng và nói với mọi người đám người này là gian tế mộ tộc vừa mới khai xong hai tên gian tế này bây giờ lại lật lọng chối cãi thiệt là oan uổng quá. Y Lam hỏi, các ngươi vừa mới thừa nhận, sao giờ còn muốn lật lọng? Bọn chúng thông đồng với nhau đồng thanh đáp, đó là vì Lăng thiếu gia dùng khổ hình với chúng tôi, chúng tôi bị ép nhận tội. Cầu thiếu tộc trưởng minh giám. Diệp Kiến Kiếm đứng ra vẻ, yên tâm, ta sẽ đem lại công bằng cho các ngươi. Đường đệ, ngươi đánh mấy người này ép họ khai láo. Thủ đoạn không quang minh gì cả, Đường huynh ta đây rất đau lòng. Ha, nói ta dùng cực hình sao? Ta sẽ cho các ngươi tội nguyện. Diệp Lăng đưa tay ra nói với sư Bích Thiên, đưa hóa cốt đan cấp một cho ta, cô ta lấy ra luôn một túi và chút cho diệp lăng một mớ ta tự luyện đó chưa nhập cấp đâu cho ngươi hết nè hoa cốt đan có thể dung hòa lục phụ ngũ tạng của con người là đan dược hệ hỏa cực mạnh đan dược trang quý như vậy mà lại cho lăng thiếu ra sao diệp lăng đi đến và lấy tay chụp lấy miệng một tên gian tế và ép hắn ta uống vào viên hóa cốt đan rất nhanh sau đó tên gian tế này tay chân bắt đầu run rẩy miệng cũng bắt đầu sùi bọt mép ra hắn ta đau đớn đau quá cứu tôi với tên gian tế còn lại thấy hắn ta sống không bằng chết thì mặt mày tái xanh tái mét không còn chút máu tôi tôi xin nói thật tha cho tôi làm ơn diệp lăng mặt lạnh lùng ta còn nhiều thứ lắm ngươi muốn thử không hắn ta hốt con mợ nó hoảng tôi là gian tế thật là thiếu tộc trưởng truyền âm cho tôi bảo tôi vu hãm lăng thiếu gia xin tha mạng cho tôi diệp gia chủ nghe thấy thế thì phần nộ quát kiến kiếm ngươi xít thì hại chết lăng nhi đấy không những không hối cải mà còn sai quá hóa cuồng quỳ xuống cho ta diệp kiến kiếm toát mồ hôi hột lập tức quỳ xuống cầu xin bá phụ cháu cháu biết sai rồi diệp lăng cười đắc thắng đường huynh sai là tốt nhưng quỳ thôi chưa đủ đâu không bằng bù đắp lại cho ta bằng tử lâu diệp tộc đi diệp gia chủ lúc này đi đến và hỏi ý kiến của sư bích thiên sư tiên tử giao sinh ý của tử lâu cho lăng nhi cô thấy hình phạt này thế nào được xong ông ta quay sang gọi y lam con lanh lợi trước giờ đi theo ta vào thư phòng viết thư an ủi long trận tông vâng tộc trưởng sư bích thiên háo hức chạy đến khoác tay diệp lăng ngươi đưa ta đi dạo quanh diệp tộc đi diệp kiến kiếm như người mất hồn đứng thần thờ đường huynh cảm ơn cơ hội ngươi ban cho ta để lấy lại từ lâu xong quay mặt đi cay cú diệp lăng ngươi đừng hòng dễ dàng cướp tử lâu của ta bằng mọi giá ta sẽ lấy lại nó không lâu sau diệp lăng đã dẫn sư bích thiên về viện tử của mình để ăn bánh nói chuyện sư bích thiên ta đồng ý giúp cô tìm người nói xem cô muốn tìm ai ta cần tìm một người lương thiện giỏi giang thực lực phi phàm anh minh thần võ không nỡ sát hại cả động vật nhỏ bên đường trời đậu xanh nói đến người này mà cô ta cũng có thể bỏ ăn luôn rồi ta tìm giúp cho chủ nhân của sư bích thiên chắc là đại thánh mẫu quá bỗng có tên gia đình hớt hãi chạy vào báo lăng thiếu gia hỏng rồi bên cung hàng cho tử lâu nghe nói tử lâu đổi chủ nên lần lượt đòi hủy hợp tác tử lâu diệp ra không mở được tiếp mất diệp lăng vội đứng dậy đi cho chúng một vài bài học nào diệp lăng ta không dễ chơi đâu ở tử lâu lúc này mọi người đang ồn ào như cái chợ tử lâu đổi chủ chúng ta không bán hàng cho các ngươi nữa trừ phi tử lâu này do kiến kiếm thiếu tộc trưởng làm chủ trưởng quỹ của tử lâu diệp ra đích thân ra can ngăn mọi người mọi người yên lặng chút đi thiếu gia mới sẽ cho mọi người một câu trả lời bạn tốt của diệp kiến kiếm bên cung hàng ở bên dưới đốc sử nghe nói diệp lăng đó là một tên phế vật vừa nối lại linh mạch dựa vào ăn gian nói dối để thắng mộ tộc chẳng bằng một góc kiến kiếm thiếu tộc trưởng không có chúng ta cung cấp hàng hóa từ lâu sẽ sập thôi chẳng thà từ chức trưởng quỹ rồi theo đại thương nhân ta đi hắn ta sắp sắp lại gần trưởng quỹ bỗng diệp lăng xuất hiện trên tay cầm một cây cờ và đánh cho hắn một phát phun máu văng ra sâu bọ ở đâu ra mà cũng dám đào người của diệp lăng ta đại trưởng quỹ kinh ngạc đây là ông chủ mới của tử lâu sao khi thế hiên ngang này xem ra lời đồn không đáng tin khứa kia văng ra thì mới biết sợ là gì ngươi ngươi chính là diệp lăng phế vật bình thường từ lâu các ngươi đều do chúng ta cung cấp hàng hóa hôm nay ngươi lại dám đánh ta sao đại trưởng quỹ can ngăn ông chủ cúi đầu với họ đi từ lâu phải dựa vào họ để sinh sống không thể đắc tội diệp lăng ra lệnh cầm khế ước mua bán ra đây vâng lăng thiếu ra bạn tốt của diệp kiến kiếm vẫn còn cứng đầu hừ cầu xin ta cũng đã muộn diệp lăng ngươi còn làm chủ ngày nào chúng ta sẽ không bán hàng cho từ lâu ngày đó đang đắc ý thì diệp lăng đưa cho bọn chúng hai tờ giấy đây đây rõ ràng là văn thư đuổi chúng ta đi mà diệp lăng hắn sao mà dám diệp lăng dõng rạc tuyên bố có thể ước văn thư làm chứng hôm nay các người rút hết hàng ra khỏi từ lâu diệp ra ta thì cũng đừng hòng bén mảng quay lại nữa bây giờ cầm hàng và cút đi hắn ta mặc ngơ ngác chưa kịp hiểu quần què gì đang diễn ra thì xe ngựa đã chuẩn bị sẵn và giọt lẹ đi vào bên trong tiểu tam liền nói với diệp lăng không còn gì nữa rồi thiên thần đại nhân kích động quá diệp kiến kiếm chỉ muốn chọc giận ngài chơi chết ngài giờ thì hay rồi từ lâu không mở cửa được nữa lo lắng gì chứ ta có cách diệp lăng quay sang hỏi sư bích thiên sư bích thiên biết luyện đan dược tăng dương khí không cô ta đáp ta chưa có chứng nhận luyện dược sư nên trên cấp một thì không biết xong lấy ra một cái túi và đưa cho diệp lăng đây toàn là chưa nhập cấp thôi thăng dương đan dùng để tăng nồng độ dương khí ngươi dùng tạm đi diệp lăng thích thú cầm túi đan dược của sư bích thiên thăng dương đan đúng không chỉ cần có nó thôi từ lâu chúng ta một tuần chỉ bán hai viên vài ngày sau tại viện tử của diệp kiến kiếm thì hắn ta đang hỏi đám thuộc hạ từ lâu diệp ra sao rồi bên cung hàng rút hết sạch thì chắc không mở nổi chứ tên thuộc hạ lo lắng trả lời bẩm thiếu tộc trưởng từ lâu của diệp lăng có sư tiên tử luyện chế đan dược nên làm ăn cực tốt chỉ trong vài ngày đã lãi trăm lượng diệp kiến kiếm nghe như xét đánh ngang tay á à đủ cái gì sao hắn làm được thế ở từ lâu diệp ra thì quan khách bây giờ đã bu như kiến để tranh đấu giá mua thăng dương đan đây là viên thăng dương đan duy nhất mấy ngày nay đó ta trả năm lượng vật hiếm mới quý ta trả 10 lượng thăng dương đan là của ta diệp lăng cùng với sư bích thiên đang ngồi trên nhã gian lầu tầng một trưởng quỹ đang mang vào một chiếc hộp gì đó sư tiên tử ông chủ một tuần chỉ bán hai viên đan dược của ngài khách nhân tranh giành trả giá lợi nhuận cực tốt trưởng quỹ mở chiếc hộp ra thì ra là một con gà nướng siêu ngon sư tiên tử mời ngài sư bích thiên phái phái chảy nước miếng liền Wow, toàn món ta yêu thích xong trưởng quỷ mở chiếc hộp bên này ra bên trong có rất nhiều vàng mời ông chủ nhìn đây là tiền lãi mấy ngày nay đám cung hàng mấy ngày trước rút lui giờ đã hối hận rồi muốn trả giá gấp đôi để quay trở lại diệp lăng nhìn mớ vàng trong hộp thì người bắt đầu có biểu hiện lạ cảm giác này là sắc khí bạo viêm trong thức hải lại bình tĩnh rồi là vì tài lực của mình đã tăng lên sao sư bích thiên vừa ăn ngấu nghiến vừa thắc mắc hỏi diệp lăng ta nghe nói linh mạch của ngươi trước kia bị đứt còn luyện hóa ra một viên ma hạch thăng cấp sao đúng thế có gì không ổn à ma hạch thăng cấp dùng nhiều dễ nghiện sẽ ảnh hưởng tu vi lại không có ích với tu sĩ cấp cao nên bỏ nó đi chẳng trách ta dạo này mãi mới tăng lên sơ nguyên ngũ trọng sư bích thiên ngạc nhiên mới mấy ngày mà ngươi đã lại tăng rồi sao đây là tốc độ của con người hay sao e rằng chỉ có tà thần đại nhân mới quái vật như diệp lăng Cô ta ngồi lại gần và xem mạch của Diệp Lăng thử xem sao. Để ta thăm dò linh mạch của ngươi. Linh mạch hơi đơn bạc, có lẽ là vì từng bị đứt. Bỗng sắc khí tỏa ra khắp cơ thể Diệp Lăng. Sư Bích Thiên buông tay. Chờ đã, trong linh mạch của ngươi có gì đó. Những đóm đen này, không lẽ là sắc khí bạo viêm? Bỗng Diệp Lăng bùng phát sức mạnh hất văng Sư Bích Thiên ra. Hự, a à xin lỗi, linh khí của cô kích thích nó thức tỉnh, ta khó mà áp chế nổi. song Diệp Lăng cảm nhận được ngoài cửa sổ có người thì liền triệu hồi thanh kiếm của mình phong ra. Diệp Lăng nhảy ra thì mặt chấm hỏi vì chỉ thấy có một con thỏ bên ngoài. Nhưng thật ra đó chính là Diệp Kiến Kiếm đã nhìn lén anh ta. Hắn ta đang ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng ra bên ngoài. Còn đang thắc mắc sao Diệp Lăng tiến bộ thần tốc quá, khác hẳn ngày xưa. Nhớ về cảnh sát khí bộc phát lúc nãy của Diệp Lăng thì hắn ta cười đắc ý. Hát hát ha, xem ra là âm thầm tu ma. Diệp Lăng, ta bắt được nhược điểm của ngươi rồi. Chuyển cảnh về ngõ sau tử lâu thì Diệp Lăng đang vác kiếm đi tìm. Một con thỏ trùng hợp đi qua sao? Bổn thần không bao giờ tin mấy chuyện trùng hợp này bỗng diệp lăng nghe cuộc nói chuyện của hai tên đang đi bên trong thì liền vác kiếm đi vào nghe nói thất tú phường mới có một nhóm ca kỹ lần sau hai chúng ta đi xem đi được thôi sư bích thiên thì đang lén lút quan sát từ đằng sau diệp lăng diệp lăng bị sắc khí khống chế hành vi không bình thường nếu ai thấy sẽ coi hắn là ma tu mất thừa lúc hai tên này đang mãi mê nói chuyện thì sư bích thiên vội bắt lấy diệp lăng và thắt cái bay mất tiêu hai tên này đang say mơ thì giật mình cái cái gì vừa đi qua thế sau khi sư bích thiên bắt diệp lăng đi thì trở về diệp lâu nhã gian lầu hai ngươi làm vậy mà bị bắt gặp thì sẽ bị coi là ma tu người người đuổi giết nên trốn đi thì hơn ma tu sao diệp lăng thầm nghĩ vạn năm trước tiên ma hòa hợp bây giờ ma tu lại trở nên xấu xa rồi à bỗng sư bích thiên đẩy diệp lăng ngã ra từ khi chủ nhân vẫn lạc sắc khí tỏa ra khắp nơi diệp lăng bị sắc khí xâm nhập là trách nhiệm của mình và chủ nhân mình phải giúp hắn sư bích thiên ghé sát mặt lại và nói diệp lăng để ta giúp người hóa giải bớt sắc khí cho người nhé tối đó tại viện tử của diệp lăng tiểu tam đang say giấc ngủ thì diệp lăng trở về con chó ngu này bổn thân bận cả ngày mà ngươi lại rảnh rỗi ngủ chắc ta lấy củ xả đập cái đầu ngươi quá tiểu tam tiểu tam chợt giật mình bừng tỉnh thiên thần đại nhân ngài về rồi ạ à. ơ ờ, thiên thần đại nhân thay đai lưng hả lạ chê có cả mùi phấn son ngài chạm vào ai à hỏi như thế việc nhà ngươi há chúng ta đến thư khố diệp tộc đi bổn thân cần tìm một linh kỹ dạng tốc độ thư khố diệp tộc là trọng địa của cả tộc chỉ có trưởng lão mới được vào bằng cửa chính chúng ta không đủ tư cách á ai nói ta đi cổng chính nào chuyển sang thư khố diệp tộc thì đám hộ vệ đang tuần tra canh gác bên ngoài diệp lăng và tiểu tam đang lén lút đứng bên ngoài quan sát giờ tí ba khắc sẽ thay ca thủ vệ thư khố và sẽ chống khoảng một nén hương ừ. khi đám thủ vệ này vừa quay lưng thì nhanh như chớp diệp lăng cùng tiểu tam đã thoát vào trong diệp lăng đi vào tìm một cuốn bí kỹ hệ tốc độ để thuận tiện cho việc chiến đấu bỗng anh ta chợt thấy có ai đó xuất hiện trước mắt mình tiểu tam có người muốn cùng đi với chúng ta nè tiểu tam nhìn tới thì phái phái chảy nước miếng yêu luôn là một cô gái sát thủ đeo mặt nạ trên tay đang cầm hai con dao nhỏ cô ta lao đến lớn tiếng hô chết đi cho ta một phát chém xẹt ngang qua nhanh như chớp diệp lăng đã kịp lùi lại tiểu nữ tặc để ta xé mặt nạ ra xem nào diệp lăng điều khiển một luồng linh khí sắc bén lao đến vụt qua mặt cô ta chiếc mặt nạ đã bị ảnh hưởng sau đòn vừa rồi của diệp lăng nên đã nứt vỡ ra cô ta thấy sắp bị phát hiện thì lập tức lùi ngược về sau nhảy ra từ hướng cửa sổ diệp lăng đuổi theo cô ta đứng lại màn giật đuổi kịch tính giữa đêm khuya trên các nóc nhà diệp lăng đuổi theo mặt thích thú cảnh giới sơ nguyên nhị trọng mà thân pháp không tồi để xem ngươi là ai nào Xong Diệp Lăng dừng lại thi triển, Tạc Phiêm thuật, đệ nhất thức. Luồng hỏa khí bay thẳng về phía cô ta đánh lùi cô ta về sau. Lửa của ta không dễ tiêu diệt vậy đâu. Những đốm lửa nhỏ sau đòn tấn công đã cháy một mảng hai bên cánh tay áo của ả à sát thủ rồi. Sơ Nguyên nhị trọng sao địch nỗi ngũ trọng nhỉ, đọc tên đi, nói ra mục đích ngươi xâm nhâm vào thư khố Diệp tộc. Ả à sát thủ lúc này bộc phát linh khí mãnh liệt, cảnh giới liên tục tăng lên. Sơ Nguyên cảnh tam trọng, ngũ trọng, thất trọng. Và một hồi cô ta đã trực tiếp tăng lên động minh cảnh cấp hai trước mặt Diệp Lăng cảnh giới liên tục tăng lên hóa ra cô ta là động minh cảnh cấp 2. cô ta thi triển linh kỹ cấp 3, thương xà linh pháp đánh ra một con rắn khổng lồ lao về phía diệp lăng tiểu tam lo lắng nhảy đến gọi thiên thần đại nhân nhưng đã quá muộn diệp lăng đã bị linh xà của ả à sát thủ nhấn thẳng xuống bên dưới căn nhà tiểu tam thấy thế mặt tái xanh run rẩy cha thiên thần đại nhân thua rồi nơi này chỉ còn mỗi mình và kẻ địch mình không nên đuổi theo mới phải thấy mở gọi nhìn ả à sát thủ tiến về phía mình tiểu tam lo lắng cường giả cấp hai thật đáng sợ thiên thần đại nhân ta thể chết theo ngài ta tới đây tiểu tam nhảy thẳng xuống bên dưới cùng với diệp lăng vừa nhảy xuống thì thấy anh ta đang ngồi thần thờ tiểu tam thắc mắc thiên thần đại nhân diệp lăng suy ngẫm một hồi xong nói với tiểu tam cô gái đó giống y lam quá nhất là đôi mắt thiên thần đại nhân lầm rồi y lam muội muội chỉ là sơ nguyên cảnh nhị trọng thôi đi hỏi y lam là biết ngay mà diệp lăng vừa đứng lên thì thấy những tàn quyền bí kiếp bay lượn lờ khắp căn phòng đây là đâu sao có nhiều linh kỹ tàn quyền thế tiểu tam đáp ta nhớ rồi tàn quyển ở đây có tác dụng phụ rất mạnh nên ném đi để xử lý sau đó diệp lăng tìm những linh kỹ này xem sao linh kỹ hệ thủy dùng vào sẽ sưng người ba canh giờ thôi hệ kim cả đời tàn phế không thể nhập đạo chịu hệ mộc có thể chuyển đổi giới tính trên nữ dưới nam bỏ đi. toàn là linh kỹ phế phẩm tác dụng phụ cực lớn không có thứ ngài cần đâu mà bỗng diệp lăng sững sờ đây là linh kỹ cấp một loại tốc độ diệp lăng bắt đầu suy nghĩ linh kỹ cấp một loại tốc độ sao điện quang hỏa thạch quyền thượng lúc tu luyện dâm khí xông vào cơ thể dây gì không ngừng hùng chọn nó đi trạng thái nhập dâm khí sẽ có thể lây cho người khác diệp lăng chọn cuốn linh kỹ này và mang theo tiểu tam rời đi đừng mà đừng mà sẽ bị coi là biến thái đó đừng có học không lâu sau tại viện tử của diệp lăng thì sau khi về nhà diệp lăng liền lập tức ngồi xuống lĩnh ngộ linh kỹ ngay một lát sau tác dụng phụ bắt đầu phát tác mặt của diệp lăng bắt đầu đỏ bừng lên linh khí dần chuyển hóa ư ư a à tiểu tam thì núp trên nóc nhà nghe những âm thanh rên rỉ thì vào đầu bức tóc bắt đầu rồi bắt đầu rồi trời ơi ở một góc nào đó của diệp phủ thì à sát thủ bây giờ cũng nghe thấy những tiếng rên kỳ lạ tiếng gì vậy trời đến sáng ngày hôm sau các nô tài nữ tử trong diệp gia đang bàn tán xôn xao về vấn đề hồi tối trước phòng của diệp lăng các ngươi có nghe thấy tiếng gì không cứ kêu mãi không ngừng ấy đúng là lợi hại diệp gia chủ và đám người bên cạnh cũng đi tới lăng nhi còn đang ngủ à. diệp lăng và tiểu tam cũng thức dậy và đang tươi tỉnh bước ra điện quang thạch hỏa đệ nhất thức luyện thành vừa thấy diệp lăng đi ra thì diệp gia chủ liền nói lăng nhi tối qua diệp phủ bị tấn công cha lo cho con nên đến tặng cho con hai thị nữ hầu hạ hai cô thị nữ múp như cúp 50 vội đi đến cung kính bái kiến lăng thiếu gia diệp lăng ngơ ngác chưa hiểu quần què gì mỹ nữ sao họ còn không đánh nhau giỏi bằng ta ta lấy làm gì y lam đi đến và nói lăng ca ca đừng vậy mà cha huynh cũng muốn tốt cho huynh thôi dù gì thì âm thanh tối qua cũng quá ư là ra ma te rồi diệp lăng liền hỏi cô ấy y lam tối qua muội không ngủ sớm à vẫn luôn ở trong viện của mình chứ trong lòng diệp lang thầm nhủ y lam muội có phản bội ta không hả chuyển cảnh sang phía tử lâu của diệp tộc thì lúc này trưởng quỹ đi vào phòng và thấy sư bích thiên đang bị trói nằm trên giường sư tiên tử thiếu đông ra đâu mà mặt cô bị sao vậy sư bích thiên vội vã ngồi dậy cởi trói cho ta đã diệp lang khốn kiếp từ chối ta giúp hắn giải sát khí cho mà còn trói ta nữa chứ bên diệp tộc thì sau khi diệp lang hỏi mình như thế thì y lam vô tư đáp ca ca lời của huynh lạ quá muội không ở trong viện tử thì còn đi đâu được diệp lang nhìn biểu hiện của y lam thì thầm nghĩ trong lòng cô ấy lại gạt mình sao anh ta bắt đầu thở dài thì bỗng có tên thuộc hạ chạy vào bầm báo Lăng thiếu gia có tin tức về người sư tiên tử cần tìm rồi ở ngay thiên hương lâu dưới trướng của tử lâu diệp ra diệp lăng ra lệnh đi bảo miêu nữ sư bích thiên đến thiên hương lâu các vị cứ từ từ nói chuyện ta còn việc riêng đi trước đây diệp lăng đi ra khỏi diệp ra để đến thiên hương lâu y lam vội chạy theo lăng ca ca mình đã làm chuyện gì mà như kiểu lăng ca ca đang giận mình vậy diệp lăng cùng tiểu tam từ từ bước ra lên xe ngựa tiểu tam vừa lên xe liền thắc mắc hỏi thiên thần đại nhân sao ngài biết y lam lừa chúng ta vậy diệp lăng nói ngoài viện tử của y lam trồng hoa tử hạ lam mỗi khi đến đêm sẽ nở tối qua chắc chắn muội ấy đã ra ngoài nên trên giày mới dính cánh của loài hoa này tiểu tam nhảy cẩn lên nhưng không có nghĩa y lam chính là cường giả cấp hai hôm qua chứ ngài làm vậy với y lam muội muội quả là quá đáng lắm tiểu tam tức giận nhảy lên bấu bấu vào đầu của diệp lăng một hồi anh ta túm lấy đầu tiểu tam gắt giọng tiểu tam ta mới là chủ nhân của ngươi nhé phía trước thì xe phu đã cất tiếng gọi vào lăng thiếu gia đã đến thiên hương lâu rồi hả? thiên hương lâu là nơi ăn chơi của các thiếu gia nhiều tiền toàn là gái sinh chân dài tới lách quan gia tới đây nào diệp lăng ngồi hiên ngang trên ghế được hai em gậy sinh tươi phục vụ nhiệt tình đông gia tới đông gia chọn thiếp đi các tỷ muội đều muốn có một đêm vui vẻ với đông gia đó hi hi tiểu tam mặt sáng rỡ phái phái chảy nước miếng gâu gâu thiên thần đại nhân có diễm phúc ghê ta cũng muốn tu luyện quang thạch hỏa đó ghé sát vào các mỹ nữ sư bích thiên thì đang ngồi ăn không ngừng đúng là một nơi tốt oa ha ha gâu gâu mỹ nữ xinh đẹp quá mà lúc này một cô nương đi đến đông gia đánh đuổi mộ ra giết người của long trận tông cô gái cầm ly rượu này chính là ngâm hương cô ta là tiểu thiếp của diệp kiến kiếm ngâm hương đi đến kính rượu với diệp lăng thiếu niên anh hùng tiểu nữ tử kính ngài một ly diệp lăng cũng vui vẻ nâng ly lên giết người của long trận tông là chuyện riêng của diệp tộc ngươi biết cả chuyện này là định lấy mạng ta à ngâm hương giật bắn người đông gia nói đùa một tiểu nữ tử như ta muốn đông gia yêu thương còn không được sao có thể chứ diệp lăng hỏi tiếp ngươi là tu sĩ nhỉ lúc tiếp cận ta thì linh khí cũng lộ ra ngoài lại biết chuyện của long trận môn nữa để ta đoán nhé ngươi là nữ nhân của diệp kiến kiếm có đúng không diệp lăng lớn tiếng hỏi lại lần nữa có đúng chưa hả ngâm hương tỏ vẻ sợ hãi nếu không phải ngươi hung ác tột độ phu quân sao có thể khóc lóc đáng thương cầu xin ta giúp chàng chứ chỉ cần giúp được phu quân ta chết không hối tiếc ma đầu hiện nguyên hình cho ta ngâm hương rút kiếm ra đâm thẳng tới về phía diệp lăng thì bất ngờ một con dao nhỏ từ xa lao tới đánh lùi cô ta lại sư bích thiên tức giận chỉ mặt cô ta quát giết diệp lăng trước mặt ta ư ngươi chán sống rồi đó cô ta bắt đầu niệm chú để thi triển linh kỹ nhưng không được không dùng được linh kỹ chắc chắn có điều mờ ám ngâm hương đắc ý ha ha sư bích thiên ngươi cũng là tiện nữ của diệp lăng thôi ta sẽ giết ngươi trước để diệt trừ hậu họa tiểu tam vội gọi diệp lăng sư tỷ tỷ không dùng được linh khí chắc chắn sẽ thua mất mau cứu cô ấy đi bên này thì ngâm hương đã nhảy lên và đang bổ kiếm xuống sư bích thiên chết đi cho ta bỗng cô ta bị đánh văng ra mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra Diệp Lăng mặt ngầu lòi, linh khí cuồn cuộn tỏa ra khắp cơ thể. Ngâm Hương không tin vào mắt mình nữa. Không thể nào. Rõ ràng ngươi đã uống rượu của Thiên Hương lâu mà, tại sao vẫn dùng được linh khí? Diệp Lăng bình thản trả lời, sử dụng phương pháp bức rượu vừa uống ra ngoài, đây là chuyện dễ như bỡn với ta. Chợt đầu Diệp Lăng nhức bưng bưng, trong rượu vẫn còn một vật chưa bị đẩy ra sao. Tim của Diệp Lăng bắt đầu đập loạn nhịp không ngừng. Chân của Diệp Lăng đã không thể đứng trụ vững nữa mà quỵ xuống. Nữ nhân, ngoài độc chế ngự linh kỹ ra thì ngươi còn bỏ cái gì vào trong nữa hả? ma huyết đó ma tu mà uống máu của đồng loại thì sẽ bại lộ ngâm hương cười khoái chí ha 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 ngươi sẽ sớm lộ ra bản tính ma tu thôi sắc khí tỏa ra từ cơ thể của diệp lăng khiến cho sư bích thiên phải kinh hãi không ngăn được sắc khí của diệp lăng mất sắc khí của hắn sao mà mạnh thế này diệp lăng bộc phát sắc khí cuồn cuộn tỏa ra khắp căn phòng hai mắt bắt đầu hóa cuồng diệp lăng quát lớn giết xong đưa tay về sau tụ một quyền toàn lực chứa sắc khí mãnh liệt quyền kỹ cấp thần một quyền phổ thông diệp lăng đấm thẳng về phía ngâm hương khiến cơ thể cô ta bắt đầu tan biến cô ta vẫn chưa kịp nhận ra gì thì đã sắp hẹo á à đù sao có thể mình dây vào quái vật gì thế này diệp lăng hiên ngang đứng trước mặt cô ta sư bích thiên thấy thế chợt nhớ ra điều gì đó xúc động khóc nước nở đây là thần kỹ phổ thông mà chủ nhân tự tạo ra diệp lăng chính là chủ nhân bên phía ngoài phố trước thiên hương lâu thì mọi thứ đã trở nên hỗn loạn sau cơn phần nộ của diệp lăng người dân bên ngoài chạy táng loạn là ma tu thiên hương lâu có ma tu mau mau chạy thôi diệp kiến kiếm chứng kiến tất cả mọi chuyện đang diễn ra hắn ta cười thích thú ngâm hương thành công rồi lúc này hắn ta đã mời cả thành chủ và diệp ra đến đây để thực hiện âm mưu của mình thành chủ đại nhân mộ tộc trưởng diệp bá phụ mọi người lui lại để ta bảo vệ ta sẽ đi trừ ma kiến kiếm ra lệnh chúng thân vệ nghe lệnh bắt buộc phải tìm ra ma tu đang lẫn trốn bốn tên thân vệ áo đen kín mít từ đâu đáp xuống đồng thanh rõ xong bọn chúng lập tức dùng khinh công nhảy thoăn thoát trên những mái nhà để tiến về thiên hương lâu diệp kiến kiếm thầm nghĩ có thành chủ và hai tộc trưởng làm chứng diệp lăng ngươi chết chắc rồi một lúc sau thì bọn thân vệ này đã đuổi theo diệp lăng ra bên ngoài diệp tố thành nhưng lại bị diệp lăng đánh cho sấp mặt anh ta tra khảo bọn chúng đuổi theo ta một đường từ thiên hương lâu tới đây các ngươi là người của ai chúng thân vệ run cùng cục mặt mày tái xanh tái mét lang thiếu gia tha mạng là thiếu tộc trưởng phái chúng ta đến bắt ngài thiếu tộc trưởng phát hiện ngài tu ma nên muốn bắt ngài trước mặt quyền quý toàn thành ta đã nói hết rồi xin tha mạng cho ta diệp lăng ánh mắt đầy sắc khí lường bọn chúng quát nói hết rồi thì lên đường đi Diệp Lăng cầm kiếm hung hăng lao đến chém giết đám chúng thân vệ này khiến cho Tiểu Tam và Sư Bích Thiên bên này cũng lo sợ. Nếu còn không áp chế sát khí nữa, chủ nhân sẽ bị sát khí cắn nuốt mất. Tiểu Tam thanh niên cơ hội tỏ ra khóc lóc. Hu hu, thiên thần đại nhân điên rồi, sợ quá, mỹ nữ cứu tôi cứu tôi. Diệp Lăng sau khi giết chúng thân vệ xong thì người vẫn đầy sát khí. Tiếp theo là đến lượt Diệp Kiến kiếm. Diệp Lăng quay bước rời đi thì Sư Bích Thiên chặn lại. Chủ nhân, với trạng thái bây giờ của người mà vào thành phục thù thì sẽ rơi vào bẫy của Diệp Kiến kiếm đó. Sư Bích Thiên tiến đến gần và đưa hai tay lên ôm đầu của Diệp Lăng vào lòng như mẹ ôm con vậy. Sư Bích Thiên nhẹ giọng nói, "Chủ nhân mà ta quen biết sẽ không thua sắc khí đâu." Diệp Lăng bừng tỉnh lại và thu hết sắc khí vào trong. "Sư Bích Thiên, hóa ra cô là Bích Nhãn Xích Sư sao?" Sư Bích Thiên xúc động rơi nước mắt khóc sức mướt. "Hu hu hu, chủ nhân, chủ nhân nhận ra ta." Từ trong tay áo của Diệp Lăng bỗng bay ra một vật gì đó. Cuối cùng cũng tìm được người có thể tu tiên ma trong đại lục này rồi. Chiếc ngọc phù này thoáng chốc xuất hiện ra một cô nương. Cô ta chính là nữ đế của ma tộc, tên là lăng tuyền cơ tiểu tam mặt đê tiện phái phái quao wow, ngọc bội ta đeo từ nhỏ lại có cả tàn hồn sao lại còn là đại mỹ nữ lăng tuyền cơ bay lơ lửng trên không nói với diệp lăng ta là tàn hồn của thiên ma sắc khí và ma khí giống nhau ta có thể dạy ngươi cách chuyển hóa sắc khí để dùng chờ ngươi học thành công thì đến đế đô tìm ta thế nào hả thiên ma là ma tu cao cấp nhất thiên thần đại nhân đừng tin diệp lăng suy ngẫm nếu thật sự có thể hóa giải sắc khí để dùng thì làm giao dịch với cô ta cũng được diệp lăng mặt quyết tâm nói với cô ta ta đồng ý Lăng Tuyền Cơ lao thẳng xuống và truyền thụ những thứ cần biết vào đầu cho Diệp Lăng. "Ta sẽ truyền hết những gì cơ bản mà ma tộc tu luyện cho ngươi, chờ lên cấp 2 là có thể dùng. Nhớ lấy, đến học viện Lam Vân của Đế Đô tìm ta." Lăng Tuyền Cơ dần dần tan biến. Thăng lên cấp 2 mới có thể xong tu tiên ma, bổn thần không chờ được nữa rồi. Bổn thần càng muốn tu luyện vượt cấp đấy, tha chết không hối hận. Diệp Lăng lập tức ngồi xuống tu luyện. Những luồng lôi kiếp cuồn cuộn kéo đến và những tia sét bắt đầu đánh thẳng xuống đất. Sư Bích Thiên sững sốt, không ngờ là lôi kiếp người dân toàn thành cũng chịu ảnh hưởng từ lôi kiếp của Diệp Lăng. Mưa gió kèm sấm chớp ùng ùng kéo đến khiến mọi người chạy tán loạn. Có sấm sét, sắp mưa bão rồi. Y Lam lo lắng cho Diệp Lăng nên đã đội mưa hớt hãi chạy đi tìm, cô ta gọi khắp nơi. Lăng ca ca, Lăng ca ca huynh ở đâu? Lạc Kiến kiếm từ sau đi tới và kéo tay cô ta lại. Y Lam muội muội, Diệp Tố Thành đang đón trận mưa bão lớn nhất trong lịch sử, mau chú mưa thôi. Y Lam hất tay hắn ta ra. Đây là lôi kiếp chứ không phải mưa bão. Mỗi lần thiên tài ma tu xuất thế sẽ giáng xuống lôi kiếp. Địa ma là lôi kiếp màu lam, mà từ cấp địa ma lên huyền ma thì còn lôi kiếp màu tín. cấp bậc càng cao lôi kiếp càng lớn diệp kiến kiếm ngạc nhiên y lam muội 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 lợi hại thật đấy ta và người khác trong diệp tố thành cũng không phân biệt nổi lôi kiếp đây y lam chợt giật mình cô ta cũng tự ngạc nhiên chính bản thân mình hả tại sao mình lại biết mấy chuyện này nhỉ thật ra mình là ai chuyển cảnh về bên ngoại thành của diệp tố thành thì sư bích thiên đang kéo tiểu tam chạy khỏi trận lôi kiếp khủng bố của diệp lăng cứu mạng ta chỉ là một con sủng thú mà thôi không muốn chết đâu thiên thần đại nhân ơi không hổ là chủ nhân, lôi kiếp cũng phải khác người thường. Diệp Lăng với ánh mắt sắt lạnh đang nhìn những luồng lôi kiếp màu tím đánh về phía mình. Chống lại được đám lôi kiếp này, mình sẽ thành tiên ma song tu. Diệp Lăng đứng hiên ngang đợi lôi kiếp đánh xuống. Sư Bích Thiên và Tiểu Tam thấy thế hai mắt sáng rỡ cảm thán. Lôi kiếp màu tím có chiều hướng chuyển sang đỏ nữa. Chủ nhân ít nhất cũng phải là cấp huyền ma. Không thể để ngươi chém ta mãi được, ta phải hóa sắc khí ra để chém lại ngươi chứ. Diệp Lăng từ từ đưa tay rút thanh kiếm của mình ra. Luồng lôi kiếp kinh thiên động địa đánh thẳng xuống. Diệp Lăng chĩa thẳng thanh kiếm của mình ra và hô lớn, "So tài xem ai sợ ai nào. Kiếp này không qua được thì sao lấy được mạng chó của Lâm Viêm." Ta là thần mà, lôi kiếp trực tiếp đánh thẳng vào người Diệp Lăng khiến anh ta phải phun máu. Lúc này tại Tư Dao Kiếm Tông, thiên hạ đệ nhất chính phái thì thanh thần kiếm chấn tông bắt đồng có hiện tượng lạ. Tông chủ của Tư Dao Kiếm Tông đang đứng quan sát. Trảm Thiên Kiếm do Lâm Viêm đạo quân để lại trước khi phi thăng đang dung chuyển. Tông chủ, kiếm bản mệnh của thiếu tông chủ là Tư Dao Kiếm cũng bay ra rồi, nhưng hồn đăng của thiếu tông chủ thì vẫn bình thường. Được chỉ cần y lam tìm được bát xích ngọc thế lực tà ác đừng hòng nhiễm vào lam xuyên đại lục tại thừa thiên tự thì vị sư phụ đang tụng kinh cho các đệ tử nghe duy trừ bất thiện trừ bất trí thành sinh thiếu nghị tâm giả tất bất quả tội giã cô gái này chính là lam vân thích nhi là nhị công chúa hoàng tộc lam vân xú hòa thượng đọc cái kinh rách này thì có tác dụng gì không bằng quy thuận hoàng tộc theo bổn công chúa đi giết ma tu xuất thế kia còn hơn a di đà phật không phiền công chúa phí tâm kinh văn của chúng ta đã đạt đến thiên đạo ma tu xuất thế kia đã chết rồi thiên tài mà tu vô địch thế mà đã chết dưới tiếng tụng kinh của đám hòa thượng các ngươi rồi sao sáng hôm sau tại ngoại thành của diệp tố thành thì diệp lăng cũng đã hứng chịu xong đòn lôi kiếp của mình quần áo và cơ thể của diệp lăng đã bị lôi kiếp đánh cho đen thui hu hu thiên thần đại nhân thân thể bị lôi kiếp đánh cho mơ hồ rồi chủ nhân chết thảm quá sư bích thiên tức giận quát thiên ma khốn kiếp đều là tại ả à ta ta phải đến học viện lam vân giết ả à. ôi khi nãy vì tránh lôi kiếp quá nhiều mà ta mất sức rồi cô ta chợt ngã xuống cơ thể của diệp lăng có những chuyển động nhẹ và bắt đầu phát sáng anh ta đã nhanh chóng đỡ lấy sư bích thiên ai bảo ta chết nào sư bích thiên đỏ mặt dùng hai tay che mắt lại chủ nhân người mặc đồ vào đi diệp lăng ngầu lòi chụp lấy y phục khoác vào anh ta lúc này đã đạt đến sơ nguyên cảnh lục trọng rồi sư bích thiên ngạc nhiên chủ nhân cảnh giới của người tăng lên sơ nguyên cảnh lục trọng rồi tiên ma tương hỗ tương thành linh khí của ta cũng tăng nhanh diệp lăng dặn dò tiểu tam tiểu tam sư bích thiên giao cho người bảo vệ vâng tiểu tam mặt ngơ ngác chấm hỏi nhưng mà thiên thần đại nhân ngài định đi đâu sao Diệp Lăng thích thú. Đương nhiên là giao ai cho ca chủ Mưu xem rồi. Một lúc sau, chuyển cảnh Diệp tộc, viện tử của Diệp Kiến Kiếm, thì hắn ta đang hỏi đám thuộc hạ, thân vệ được phái đi chưa có tin gì báo về à? Người ra ngoại thành kiểm tra một phen xem. Rõ, tên thuộc hạ tuân lệnh đi ra ngoài. Ha ha, Diệp Lăng, chỉ cần chuyện ngươi tu ma bại lộ, vị trí thi vào học viện làm vân sẽ là của ta. Đang đắc ý thì tên thuộc hạ bị đánh bay thẳng vào trong trước sự sững sốt của Diệp Kiến Kiếm. Diệp Lăng khí thế tiến vào, không ngờ đấy, không ngờ đấy, đường huynh sợ ta đỗ vào học viện lam vân nên dùng kế này để giết ta à diệp kiến kiếm đứng lên chỉ tay thẳng mặt diệp lăng ngươi cứ nói đi là ta làm thì sao ta thấy hết rồi người là tu mà diệp lăng tỏa ra đầy sắc khí lạnh lùng nhìn hắn ta và thi triển linh kỹ điện quang hỏa thạch nhanh như chớp đã lao đến trước mặt của hắn ta ta không nói đâu diệp lão đầu đần độn sẽ thiên vị ngươi thôi diệp kiến kiếm hốt hoảng vung kiếm chém loạn xạ ngươi đừng qua đây đồ quái vật diệp lăng chụp lấy tay hắn ta lại và trừng mắt nhìn ma huyết rất hiếm gặp bằng ngươi thì không thể mua được sau lưng ngươi còn ai nữa a à, ta nói ta nói là được chứ gì diệp kiến kiếp lo sợ trả lời anh ta là mộ tộc mời ma tu đến đối phó ngươi ma huyết đó do ma tu kia cho ta hắn ta tỏ vẻ nhận ra gì đó ta hiểu rồi ma tu đó muốn mượn đao giết người đường đệ ta cũng bị lợi dụng diệp lang thẳng chân đạp thẳng vào mặt diệp kiến kiếm một phá trời dáng tránh ra ta không giết ngươi ngươi vận chuyển linh mạch thử xem diệp kiến kiếm đưa tay ra vận chuyển linh mạch thử thì linh khí của hắn ta lại biến mất sau khi được thi triển linh mạch của ta mất hết rồi ngươi đã làm gì ta cắt đứt linh mạch của ngươi mà thôi chúc mừng ngươi đã thành phế vật bị đứt hết linh mạch nhé nợ máu trả máu đây chính là kết quả khi đối địch với ta đường đệ ngươi hãm hại huynh đệ trong nhà không sợ báo ứng hay sao sau khi linh mạch của ta bị đứt ngươi sỉ nhục ta đủ đường bây giờ đến lượt ngươi thì ngươi lại nghĩ đến huynh đệ trong nhà rồi à nói ra thì ta vẫn chưa kịp sỉ nhục ngươi đâu đấy trở về viện tử của mình thì tiểu tam kinh ngạc khi biết chuyện cái gì ngài phế diệp kiến kiếm và lột sạch hắn ném vào từ đường rồi à tiểu tam lăn lộn tỏ vẻ không chịu nhưng mà mộ tộc mời ma tu đến ngay phế diệp kiến kiếm diệp tộc sẽ mất đi một lực chiến diệp lăng đang ngồi cùng với sư bích thiên diệp tộc có ta thì ma tu đó còn gì đáng sợ nữa sư bích thiên cầm tay diệp lăng thắc mắc hỏi hình thái này của ta không còn lông nữa ngài có thích ta nữa không anh ta đặt tay nâng cầm sư bích thiên lên ân cần nói sau khi nhận chủ xong là cô thành ra thế này à tiểu tam vừa lăn lộn đây thì thấy cảnh đó lại phái phái chảy máu cam lao vào thả sư tỷ tỷ ra để ta cho có một tên thuộc hạ từ bên ngoài bước vào bẩm báo Lăng thiếu gia, tộc trưởng mời ngài về phủ một chuyến. Diệp Lăng đi theo hắn ta tới chỗ của Diệp gia chủ, gọi ta về làm gì hả? Y Lam vội đi lên trước hỏi. Lăng ca ca, huynh đã phế Diệp Kiến kiếm, lô sạch đồ huynh ấy và treo vào từ đường Diệp phủ sao? Diệp Lăng mỉm cười, là ta, ta còn treo cái biển, ta là Diệp Kiến kiếm, không bằng xúc sinh nữa. Diệp gia chủ tức giận quát, còn cười được à, mau bắt tên xúc sinh hãm hại huynh đệ này lại cho ta. Diệp tộc toàn là bọn mắt khiếm tâm mù, ta đã không còn trông mong gì vào các ngươi nữa rồi, Diệp Lăng gào thét lên, linh khí bộc phát mãnh liệt hất văng đám thuộc hạ ra. Xong anh ta đi đến bên Y Lam đưa tay ra và nói: "Trong Diệp tộc này ta chỉ quan tâm muội thôi, đi với ta đi." Y Lam thẳng thừng từ chối và gạt tay Diệp Lăng ra: "Ngươi không phải Lăng ca ca của ta." "Lăng ca ca, ngày xưa huynh rất lương thiện, sao giờ huynh lại tàn nhẫn và ra tay ác độc với người cùng tộc như vậy?" Diệp Lăng phẫn nộ: "Vì một người ngoài mà nói ta tàn nhẫn, Diệp Y Lam, tốt, tốt lắm." Lửa giận của Diệp Lăng phùng phùng mãnh liệt bộc phát ra khiến cho mọi người thất kinh. Hỏng rồi, thiên thần đại nhân bạo tẩu mất. Diệp Lăng từ từ chậm rãi tiến đến trước mặt Diệp Y Lam, và một tay chụp lấy và xé một mảnh áo của Y Lam quang ra. Diệp Lăng quát lớn, "Diệp Y Lam, hai ta từ đây đoạn tình, xong quay mặt rời đi mặt cho Diệp gia chủ có kêu gọi thế nào đi chăng nữa. Lăng Nhi, đừng đi." Không lâu sau, tại mộ tộc thì ma tu được mời cuối cùng cũng đến phủ. Diệp Lăng đã đoạn tuyệt với Diệp tộc rồi sao? Hắn ta hút linh khí của mộ Như Yên trước mặt của mộ gia chủ, còn cười thích thú. "Ha ha ha, tốt lắm. Mộ lão đầu, niệm tình ngươi hiến dâng gia tài và con gái." nên yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi hủy diệt diệp tộc và cả diệp lăng đó nữa tên ma tu này chính là sở thải âm cảnh giới địa ma là tu sĩ cấp 2. mộ như yên ngồi thoi thóp gọi cha cha cứu con hắn hắn là ma tu ông ta lạnh lùng đá thẳng một chân vào mặt con gái mình và quát vớ vẩn ta không quan tâm hắn là cái gì tu hắn chính là tiên sư có thể báo thù cho đại cường sở thải âm cười thích thú hát 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 tê hút dương khí của con gái ngươi tu sĩ cấp hai bình thường không phải đối thủ của ta đâu tối nay sẽ là lúc ta khiến diệp thị diệt tộc chuyển về phía diệp lăng thì anh ta đang ung dung ngồi uống trà thư giản. tiểu tam thì trong lòng lo lắng ta thấy y lam sắp khóc rồi ngày mà đi ma tu tấn công diệp tộc thì phải làm sao hả liên quan gì đến ta nhỉ diệp y lam cô ta có bản lĩnh mà diệp y lam cô không khác gì lâm viêm ủng công ta thích cô trưởng quỹ hớt hãi chạy vào báo đông ra không tốt ma tu sở thải âm phát chiến thư cho diệp tộc bảo diệp tộc chuẩn bị 10 nữ tu sĩ nếu không sẽ huyết tẩy diệp tộc ma tu sở thải dương học ma kỹ thải dương bộ âm nếu là hắn thì diệp tộc gây to rồi Y Lam muội muội gặp nguy hiểm. Diệp Lăng trầm tư suy nghĩ hồi lâu xong đập chiếc ly nước lên bàn cái ẩm. Xong đứng dậy lập tức rời đi, ta đến phòng chứa củi. Bên phía đại điện của Diệp gia thì Diệp gia chủ cùng với Y Lam với các nữ đệ tử trong tộc đã tập hợp lại. Y Lam bàn với Diệp gia chủ, chúng ta sẽ làm mồi nhử, Diệp tộc trưởng và các trưởng lão khác trốn trong chỗ tối, chờ thời cơ giết sở thải âm. Y Lam, cách này quá nguy hiểm, để ta đi cầu Lăng Nhi trở lại. Y Lam quả quyết, không, người Diệp tộc chỉ còn chúng ta. Sở thải âm sẽ do ta ngăn cản bỗng hai tên thuộc hạ canh cổng bị đánh văng vào trong khiến cho y lam và diệp gia chủ giật mình ma tu sở thải dương bước vào sao lại như thế được diệp tộc các ngươi chơi đều à ma tu sở thải âm sao nề mặt các ngươi đã chuẩn bị xong người nên cho các ngươi chết muộn một khắc nhé sở thải âm tỏa ra những luồng chứng khí khiến cho các thị nữ và tộc nhân ngất xỉu chỉ còn lại mỗi y lam chống cự được diệp tộc trưởng diệp đại trưởng lão y lam chĩa thẳng kiếm về phía ma tu sở thải âm ta đến để diệt trừ ma chướng ai còn đang tỉnh táo thì chạy mau linh kỹ phong kiếm quang xuất hiện năng lượng linh khí hóa thành những hình tròn chạm vào nhau lao đến nhưng những chiêu thức quỷ dị của sở thải âm đã hoàn toàn giúp hắn ta nhẹ nhàng tránh khỏi sở thải âm đưa lưỡi ra liếm cái nhẹ vào vai của y lam cô ấy sững suốt khi vai mình đã nhiễm phải ma khí gương mặt này của ngươi cũng quen quá cơ thân là thiên tài một tông sao có thể mới là sơ nguyên cảnh được nhỉ để phòng ngừa bất chắc ta sẽ dùng toàn lực để giết chết ngươi sở thải âm đưa tay lên và ngưng tụ ma lực và dùng trưởng lực đánh thẳng xuống y lam quỳ sụp xuống sàn không thể nhúc nhích nỗi nữa một đòn toàn lực của địa ma mình không trốn được nữa rồi cô ta bắt đầu rơi lệ nhớ về diệp lăng lăng ca ca thì bỗng y lam biến mất ngay trước mắt của sở thải âm hắn ta ngưng áp ủa quần què gì dậy người đâu rồi hừ chắc chắn là do thằng nhãi diệp lăng đó đưa người đi thì ra thật sự là diệp lăng đã đến cứu y lam bây giờ diệp lăng đã mang mặt nạ ngụy trang đã đưa y lam ra bên ngoài linh lực này Huynh là lăng ca ca đúng không lăng ca ca muội chưa kịp nói dứt câu thì y lam đã ngất đi diệp lăng đặt cô ấy nằm xuống và từ từ tháo chiếc mặt nạ đang mang ra và vứt xuống đất mặt nạ ở từ lâu chả có tác dụng quái gì diệp lăng chợt nhìn vào vai của y lam thì phát hiện cô ấy đã trúng ma khí từ đằng sau thì luồng ma khí của ma tu sở thải âm lúc này đã cuồn cuộn kéo đến diệp lăng sao ngươi không chạy nữa mà cứ phải ở đây chờ chết vậy sở thải âm dùng bộ móng vuốt của mình trưởng ra bốn luồng ma khí bay thẳng về phía diệp lăng đùng một vụ nổ vang dội nổ ra sau khi đòn tấn công của sở thải lân va chạm hắn ta cười thích thú khạc khạc không trốn được luôn mà lúc này từ trong màn khói đó một ánh mắt sắt lạnh của diệp lăng tỏa ra đầy sắc khí ngươi đã liếm muội ấy hả? À? sở thải lân bắt đầu hơi rén là ma tu giống mình sao hóa ra ngươi cũng là ma tu à nếu biết con ả này là của ngươi thì ta đã không ra tay rồi ha 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 đang cười thè cả lưỡi ra thì bất chợt một thứ gì đó vụt xuống rất nhanh cắt trúng lưỡi của hắn ta phun máu diệp lăng mặt lạnh lùng liếm cô ấy ngươi khỏi dùng lưỡi nữa đi diệp lăng cho ngươi mặt mũi ngươi không cần vậy thì chết dưới ma kỹ mạnh nhất của bổn địa ma đi sở thải lân thi triển ra những oan ồn bay lượn lờ xung quanh dùng oan hồn dưới kiếm của mình để xuất chiến à đúng là ghê tởm qua hôm nay sẽ có thêm người nữa đó giết bỗng ma khí của hắn ta đùng một phát tan biến trước mắt mình sở thải lân sững sốt không ngờ lại là huyền ma cao hơn mình hẳn một cảnh giới ma kỹ là cái quái gì cảnh giới của ông đây đủ để đè chết người sở thải lân thấy sắc khí của diệp lăng khủng bố như vậy thì liền quay xe 180 độ vừa lấy ra một túi đồ và quỳ xuống bắt đầu nịnh nọt diệp lăng lăng thiếu hạ kiếm lưu ma ta nguyện cống hiến túi chữ vật này bên trong có ma kỹ cả đời ta thu thập được diệp lăng nhẹ nhàng cầm lên và thầm nhủ ma kỹ là thứ mà mình đang cần gấp xong vội mở ra xem bên trong có gì sở thải lân cười gian xảo đây là túi chữ vật cao cấp cưỡng chế mở ra sẽ kích hoạt cơ quan trong túi ha ha đang đắc ý thì bị diệp lăng cho ăn ngay một vả và vào mồm cái đậu xanh nhà ngươi nhập mật khẩu đi không có thì sao mà mở một lúc sau thì sau khi sở thải lân ăn đòn như tử thì cũng chịu mở chiếc túi ra ma ký cấp 2, thải âm bổ dương lục kỹ linh ký cấp 1, phòng trung lục thập tứ thủ diệp lăng chĩa kiếm thẳng mặt sở thải lân và hỏi quả nhiên là loại dâm ma tổng thật nói đi độc của y lam giải làm sao hắn ta hốt hoảng ta nói ta nói là được chứ gì cô ta bị ma chướng nhập thể lấy lực ma tu hút ra bằng miệng là được chỉ là sẽ khó tránh khỏi nhiễm độc ma chướng diệp lăng một kiếm đâm chết ma tu sở thải lân để ngăn ngươi đánh lén ta ta cho ngươi nằm trước vậy sau đó anh ta phóng hỏa cả mộ tộc bên trong là những tiếng la thất thanh cháy rồi không ra ngoài được cứu mạng với diệp lăng lúc này đã cầm kiếm đuổi đến nơi của mộ gia chủ ông ta tay chân run cầm cập đuổi tận giết tuyệt mộ gia ta diệp lăng ngươi thật ác độc Diệp Lăng đưa tay lên miệng ra tín hiệu im lặng. Xịt, chuyện ta là tu ma dù sao cũng không thể để quá nhiều người biết được mà. Xong Diệp Lăng để ông ta thiêu với mộ tộc. Trước khi chết mộ gia chủ còn nói, Tà thần Lâm Viêm chắc chắn sẽ giáng xuống thiên phạt, hủy hoại loại ma tu tà ác như ngươi. Câu nói của ông ta khiến cho Diệp Lăng suy nghĩ nhớ về những ngày tháng lúc một vạn năm trước. Lúc đó Diệp Lăng đang ngồi trên một tảng đá lớn. Lâm Viêm đang đi đến và nói chuyện với anh ta. Ở nhân giới ta vẫn còn hương hỏa chi lực, có thể tăng cảnh giới. Gì, chỉ có kẻ yếu mới dựa vào kẻ yếu sư phụ là thần mà ta chỉ là nhân tu phải đoàn kết với những kẻ yếu khác thì mới vượt qua được sư phụ chứ diệp lăng cười phá lên hát 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 á ra thứ mà mộ tộc cô phụng quỳ bái lại chính là lâm Vi mà sợ rồi chứ gì tà thần đại nhân sẽ không tha cho ma tu đâu hắn cũng xứng với cái danh tà thần ư diệp lăng tức giận dùng tay điều khiến ma khí bóp lấy cổ mộ gia chủ và siết chặt phải là bổn thần không tha cho hắn mới đúng chuyển sang tử lầu của diệp tộc thì sư bích thiên cùng với tiểu tam sốt ruột vì diệp lăng đi đã lâu chưa thấy trở vô nên đã tưởng diệp lăng đi vệ sinh nên đứng đợi trước cửa Chủ nhân, tối qua Diệp Tộc bị trọng thương, mộ tộc bị diệt tộc, ngài mau ra ngoài đi. Chủ nhân, ta vào tìm ngài nhé. Sư tỷ tỷ, đây là phòng vệ sinh nam mà. Diệp Lăng từ sau đi đến, tìm ta à? Vừa nói dứt câu thì cơ thể có gì đó không ổn. Diệp Lăng ngã xuống cũng may Sư Bích Thiên đã kịp đỡ lại. Chủ nhân, ngài có sao không? Thiên thần đại nhân. Hình như trong cơ thể chủ nhân có tàn dư của độc. Quả nhiên chủ nhân đã chế ngự sở thải âm cho Diệp Tộc. Ta không sao, đi lạc trong phòng vệ sinh mà thôi. Tiểu Tam mặt không tin mẹ lý do này đúng sảm luôn nó ta nghỉ ngơi một lúc sư bích thiên đi tìm xe ngựa chúng ta sẽ khởi hành đến đô thành lam vân được ta đi làm ngay trước đây ta chỉ học các tu luyện của thần tộc mà muốn học cách tu luyện của nhân tộc tốt nhất thì phải đến đô thành lam vân lâm viêm ta sẽ đánh hết thế lực của ngươi đánh lên thần giới lấy mạng chó của ngươi sáng sớm hôm sau diệp lăng cùng với tiểu tam bắt đầu lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát diệp lăng thắc mắc hỏi sư bích thiên cô không đi đến đô thành lam vân với ta sao cô ta trả lời ta luyện một ít đan dược để duy trì tiệm đan dược của chủ nhân đã rồi mới đến trưởng quỹ cũng ra chào tạm biệt diệp lăng đông ra làm ăn trong diệp tố thành cứ giao cho ta nhờ cả vào hai người hẹn gặp ở đế đô diệp lăng thúc ngựa rời đi chủ nhân hẹn gặp ở đế đô nhé bảy ngày sau lúc này xe ngựa của bọn họ đang bốc cháy tiểu tam thì đang cuống cuồn oái thiên thần đại nhân thu lại tạc viêm thuật đi chứ phóng hỏa đốt xe làm cái gì u là trời chợt tiểu tam nhận ra có những sợi tóc bay ra từ trong xe ngựa thiên thần đại nhân ngài Diệp Lăng thì đang bên trong vào đầu bức tóc của mình. Tóc ta dụng không kiểm soát rồi. Trời má, tác dụng phụ của tạc viêm thuật xuất hiện rồi. Ngài bắt đầu bị hói. Không lâu sau, tạc viêm thuật đã làm cháy hết phần trên của chiếc xe ngựa. Chỉ còn lại Tiểu Tam cùng với Diệp Lăng với quả đầu trẻ ngói hói một bên của mình. Tiểu Tam cười không nhặt được mồm. Qua hát hát hát, thiên thần đại nhân, trong ngài buồn cười vãi ý. Hiến lông của ngươi cho bổn thần. Không, bầu. Oh. Xong cả hai lao vào nhau cơm bạt. Một lúc sau tỷ Diệp Lăng đã làm cho mình được một chiếc mũ lông thú mũ lông thú thế này mới xứng với vẻ anh tuấn của ta chứ he he tiểu tam thì bên dưới chỉ còn đúng cái nhịt luôn trơ trọi giữa rừng hu hu lông của a à. trước mặt bọn họ là một bảng chỉ đường đến thôn ám hương không còn sớm nữa ta túc tạm ở thôn ám hương này đi vừa vào trong thì có một lão già như đợi sẵn ra chào đón tu sĩ đại nhân mời đi theo tiểu nhân thôn này có một tòa lầu hai tầng cho đại nhân nghỉ ngơi đó diệp lăng và tiểu tam cùng đi theo ông ta tiến vào bên trong tiểu tam phải bịt cả mũi của mình lại vì mùi trong thôn ám hương này quá nồng cái thôn gì nghèo nàn mùi cũng thối nữa thôn ám hương sinh sống bằng nghề làm hương rất nghèo nàn ngươi nhịn chút đi diệp lăng đẩy cửa bước vào mỹ nữ trước mặt bọn họ bây giờ chính là một cô gái đang thư giãn trong bồn tắm thì ra đó chính là lam vân tích nhi nhị công chúa của lam vân diệp lăng và tiểu tam mặt phái phái chảy nước miếng mỹ nữ nữ tu sĩ mở lem chợt tích nhi giật mình tỉnh lại vội lấy tay che ngực của mình và quát bọn họ cầu nô tài ở đâu ra mà dám nhìn lén bổn cô nương ta móc mắt ngươi diệp lăng mặt tỉnh bơ cô hiểu lầm chúng ta đến ở nhờ mà cầu nô tài này cầm tư giao kiếm trong tay ư tích nhi vội lấy y phục và khoác vội vào người hừ bổn cô nương đến trước tầng một của ta hai cầu nô tài các ngươi lên tầng hai đi Song tiểu tam cùng với diệp lăng cùng đi lên tầng hai nghỉ ngơi người gì mà kỳ cứ gọi người ta là nô tài nô tài bất lịch sự thật chứ cô gái đó mặc toàn lụa là gấm vóc không phú thì quý diệp lăng nằm xuống suy tư sư bích thiên từng nói đại lục này có tứ đại thế lực trung lập là đại thừa tự chính phái là kiều sở tư giao kiếm tông ta phái là kiều sở xích ảnh tông thế lực hoàng tộc là học viện lam vân lâm viêm bổn thân rất tò mò thế lực của ngươi sẽ là cái nào đây đang ngủ say giấc thì có một bóng đen xuất hiện diệp lăng liền tỉnh giấc và nhanh chóng sử dụng linh kỹ điểm tán đánh một luồng linh khí đâm thẳng xuyên ngực ông ta tiểu tam mặt ngơ ngác chấm hỏi tỉnh dậy sao thế có trộm à trưởng trưởng thôn thiên thần đại nhân ngài giết người rồi người có phải thú không thế mũi không linh mà não cũng chậm nữa cơ thể của tên trưởng thôn bốc khoái và trước mắt họ là một bộ hài cốt á à, ngủ thi không sai ông ta chết lâu rồi mùi hương có nồng thì cũng không che được khí tức thối giữa của người chết bọn họ chậm rãi đi xuống tầng một xem tình hình mùi này thối quá thiên thần đại nhân sao ngài vẫn bình thường vậy khí độc trong cơ thể ta tương khắc với cái này giết sạch người trong thôn bày tà pháp này là để đối phó với nữ tu kia nhỉ nhưng cũng chẳng liên quan đến ta chợt tích nhi từ đâu bị đánh văng tới vào người của diệp lăng cẩu nô tài mau buông bổn cô nương ra á à đủ là cô tránh bổn thiếu ra thì mới đúng đó lúc này trên trần nhà xuất hiện một ma tu đang bỏ trườn trên đó như người nhện nam nhân cút nữ tử này chúng mị hương của xích ảnh tông rồi là con mồi của xích ảnh tông ta diệp lăng sững sốt yêu nam này lại có thực lực động minh cảnh cấp hai sao tích nhi đẩy diệp lăng ra ở đây không phải việc của ngươi cút đi cô ta bộc phát linh khí của một sơ nguyên cảnh tầng 9. diệp lăng bị đẩy mạnh văng thẳng ra bên ngoài dám đá bổn thần ra khỏi trúc lâu đúng là bất lịch sự rất nhanh sau đó tích nhi cũng bị đánh văng ra a à, mỹ nữ bị đánh bại rồi tích nhi bay ra bên ngoài thì đã bị trọng thương nặng nằm một chỗ tên ma tu của xích ảnh tông thì đang lao về phía cô ta với tốc độ bàn thờ ha 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 phản kháng làm gì mệnh cách của người hợp làm tế phẩm cho tà thần đại nhân hãy thấy vinh hạnh đi muốn bổn cô nương phục dịch tên tà thần gì đó ư nằm mơ đi nếu không chúng bị hương diệp lăng đứng ra ngăn cản hắn ta lại sơ nguyên cảnh còn con mà khâu chạy đi muốn chết ta cho ngươi toại nguyện diệp lăng bộc phát linh khí của mình mãnh liệt tế phẩm cho tà thần thì phải dùng trận pháp thần cấp thứ đó ở đâu hắn ta tự nhiên rén ngang toát mồ hôi hột một tên sơ nguyên cảnh mà có áp lực cỡ này kẻ này không thể giữ ta giết chết người đã linh kỹ cấp 2, thuật thiêu hồn hắn ta đưa tay lên và bắt đầu thi triển thuật pháp hồn phách vạn vật đều hữu hình chỉ cần ta nhìn thấu hồn lực của ngươi ngươi sẽ chết chắc má đù hình thái hồn lực của ngươi là diệp lăng vẫn hiên ngang bộc phát linh khí cuồn cuộn tỏa ra xung quanh đậu xanh hồn lực của hắn là thần ư tích yên nhanh chóng chớp lấy thời cơ lấy chiếc roi da của mình ra có sơ hở và vả cho tên ma tu một phát vào mặt diệp lăng cái cú nè đồ vô duyên ta chưa nói xong mà cô đã đánh người rồi sao mau đi nhặt kẻ đó về cho bốn thiếu chợt tích nhi cúi gằm mặt sống hai bên má bắt đầu ửng hồng cho ta cho ta thân thể của ngươi đi cô ta sắp sắp lại kéo diệp lăng về phía mình tích thiên đưa môi ghé sát lại lâm viêm tiểu tam thấy thế thì đưa tay lên giả bộ che mặt lại đúng là che như không che thiên thần đại nhân bị người ta ngủ rồi cảnh tượng hạn chế độ tuổi này bổn thú có được xem không đây xong diệp lăng và tích nhi liền lui rồi leo lên giường chuẩn bị chiến buông ra bổn thân không có hứng với phụ nữ nóng tính ngươi không muốn thử bí pháp song tu sao cả hai chúng ta sẽ cùng tăng cảnh giới bí pháp song tu sao nói ra thì trong tay mình còn có dương lục kỹ và lục thập tứ thủ tiểu tam bên ngoài đang chậm rãi tiến tới thiên thần đại nhân và mỹ nữ vào trúc lâu mà chẳng có động tĩnh gì không biết là sao rồi song tiểu tam thò đầu vào cửa sổ định hóng hớt cảnh nóng thì ngay lập tức kiếm của diệp lăng phóng ra khiến tiểu tam hốt hoảng rơi xuống nhìn cái gì mà nhìn đi bắt người cho bổn thần á đủ ở bên trong trúc lâu thì diệp lăng lúc này đang trần như nhộng và bắt đầu đưa hai tay ra song tu cùng với tích nhi âm dương song tu tinh thần như một tính mệnh hòa hợp chân nguyên biến hóa dương căn phúc mệnh bản tính hữu thần đến sáng ngày hôm sau tại trúc lâu thì tiểu tam đem kiếm của diệp lăng bước vào thiên thần đại nhân cuối cùng ngài cũng đi ra rồi diệp lăng vui vẻ thích thú tăng lên hai cảnh giới rồi độc tính trong cơ thể cũng bay hết cảnh giới của diệp lăng bây giờ đã đạt đến sơ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tam cà khịa thiên thần đại nhân bị đẩy ngã cũng có lợi nhỉ hí hí ngươi cẩn thận cái mồm một chút bắt người về chưa thiên thần đại nhân yên tâm đang trói ở ngoài thôn rồi sau khi tích nhi tỉnh lại thì phần nộ cầm roi đi ra diệp lăng cảm nhận được có một luồng sắc khí nặng nề đang tiến về phía mình tích nhi vung roi quất thẳng về trước cũng may mà diệp lăng cùng tiểu tam né kịp chứ không là tím người rồi tên khốn kia vì sự trong sạch của bổn cô nương ta phải cho ngươi đi chết cảnh giới của tích nhi lúc này cũng được tăng lên đồng minh cảnh nhất trọng nhị giai diệp lăng cũng nói lại tối qua cuốn lấy bổn thiếu đòi xong tu bổn thiếu có hai cuốn bí tịch thì cô đều muốn thử sáng nay lại muốn giết người diệt khẩu sự trong sạch của bổn thiếu thì sao tích nhi thầm nghĩ nhất thời bất phân thắng bại mình tìm xích ảnh tông đã rồi tính sổ với hắn sau bổn cô nương còn có việc tạm tha mạng cho ngươi lần sau gặp sẽ giết chết ngươi diệp lăng cùng tiểu tam đứng lặng người không biết nói gì luôn chuyển cảnh sang phía bên ngoài thôn thì tên ma tu của xích ảnh tông đã bị trói lại nhãi con ngươi đã vào danh sách tử vong của xích ảnh tông rồi đó diệp lăng đi đến đạp cái nhẹ đá lăn hắn ta đi chạy cái gì bổn thiếu cần hỏi ngươi một chuyện hắn ta ngồi dậy tỏ vẻ ngoan cố ta là thuộc hạ của hương ảnh vệ đại nhân một trong mười ảnh vệ của xích ảnh tông loại người dám đắc tội ta thì sẽ không được yên thân đâu. Xích Ảnh Tông có 10 ảnh vệ, mỗi ảnh vệ đều là ác bá một phương, ai nghe cũng tái xanh mặt mày. Loại cho cậy gần nhà mà cũng dám uy hiếp bổn thiếu à? Diệp Lăng đạp tiếp thẳng mặt hắn ta, nói ít thôi, ngươi liên lạc ở đâu, cứ điểm ở chỗ nào, khai hết đi. Một lúc sau, khi bị ăn đòn mầm thây thì hắn ta mới chịu khai. Đúng là làm gì cũng phải dùng tới nắm đấm mới chịu. Lăng thiếu gia, ta nói hết những gì cần nói rồi. Giờ thân, chúng ta sẽ mang cô gái có mệnh cách phù hợp đến bến đỏ Phụng Thành. Diệp Lăng ngẫm nghĩ, khi mình làm tà thần thì chỉ mải tu luyện không gần nữ sắc cầu lâm viêm kia biết hưởng thụ ghê diệp lăng quát linh kỹ cấp 2, thuật thiêu hồn lấy ra đây hắn ta ngoan ngoãn dâng lên cuốn trục linh kỹ cho diệp lăng thuật thiêu hồn linh kỹ loại hồn lực hiếm thấy cường giả sẽ không nhìn thấu được chân thân linh hồn của mình nữa hai canh giờ sau trôi qua cuối cùng lâm viêm cũng đã lĩnh ngộ được thuật thiêu hồn được rồi nghiên cứu bao nhiêu lâu cũng chỉ là dùng dao mổ châu giết gà thôi tên ma tu kia cười gian xảo diệp lăng ngươi đúng là thiên tài nhưng học thuật thiêu hồn trong hai canh giờ là quá vô lý chờ ngươi bị cắn ngược thì ta sẽ giết ngược lại ngươi diệp lăng mắt sáng bừng lên thi triển thuật thiêu hồn tức thứ ba tiếp xúc hồn lực để thay thổi hình thái thân thể nết hồn diệp lăng đưa tay hút lấy hắn ta thì lo cắm đầu chạy sấp mặt lờ dám nhảy qua hai thức đầu để đến thức thứ ba đúng là quái vật bàn tay linh lực khổng lồ của diệp lăng đã tóm gọn hắn ta lại coi người khác là sâu kiến để chèn ép tùy ý từ giờ trở đi ngươi sống trong phận sâu kiến đi diệp lăng dùng nết hồn để thay đổi hình thái của ông ta biến thành một con rán ngay lập tức tiểu tam nhảy lên táp một phát vào mồm nhai rột rột thú đần ngươi ăn nó làm gì ợ ờ, ta đói quá sao lại nhìn ta không lẽ cấm ta ăn một con rắn hả diệp lăng cười nham hiểm nhìn tiểu tam ăn thì ăn được nhưng bổn thần có chuyện cần ngươi làm đây chuyện chuyện gì thế cười ra xảo như vậy tuyệt không phải chuyện hay một lát sau tại bến đỏ phụng thành diệp lăng cải trang đến gặp đại đệ tử tổng quản của hương ảnh vệ đây là tế phẩm ngươi bắt được sao tốn bao nhiêu công mới bắt về được mong tà thần đại nhân thu nạp ạ à. Còn khứa xấu như con ma tha la này chính là tiểu tam sau khi được Diệp Lăng dùng thuật thiêu hồn để dịch dung. Người ta không muốn hầu hạ tà thần đại nhân đầu mừ, hít hít. Đi theo ta đi. Nghiệt đồ lâm viêm, để bổn thần xem ngươi có thế lực gì nào. Bọn họ đang đứng đợi thêm người để tiến hành xuất phát. Lúc này có thêm vài người đang áp giải những nô lệ khác xuống. Thì ra là Tích Nhi và một cô gái khác. Thế trận lớn như thế mà quan binh không quan tâm, xem ra là cùng một dục hết. Á à đủ, cô ta cũng tới à. Cô ta cũng nhận ra sự có mặt của Diệp Lăng ở đây. Tích Nhi chợt chạy lại ôm lấy chân Diệp Lăng, đại nhân ta này cô ta âm thầm gửi ám thị cho diệp lăng còn 30 dặm nữa là đến cứ điểm mau đưa bổn cô nương lên xe cùng tích nhi giả bộ khóc lóc người người ta đi không nỗi nữa rồi tên đại đệ tử có vẻ nghi ngờ liền hỏi diệp lăng ngươi quen cô ta à diệp lăng xoa xoa đầu đâu có chỉ là từng gặp một lần thôi tích nhi đang ngưng ngác thì diệp lăng cục xúc đạp cho một đạp bay ra ngoài cô ta ngồi đó sững sốt đứng mợ nó hình luôn cha nam bổn công chúa sớm muộn cũng sẽ xử ngươi không lâu sau bọn họ đã đến được lâu đài ám hương cứ điểm của hương ảnh vệ tên tổng quản hương ảnh vệ đi ra cùng tên thuộc hạ cùng chào tên đại đệ tử kia chúc mừng thần sứ đại nhân hắn ta ra lệnh cho diệp lăng cùng đám thuộc hạ các người ai làm việc nấy đi đó diệp lăng đã thành công trà trộn được vào trong đám người hương ảnh vệ anh ta thầm nghĩ tổng quản hương ảnh vệ này có thực lực cấp 2. hương ảnh vệ thì mạnh hơn nữa không dùng kế thì khó mà đối phó nổi một lát sau khứa xấu quắc ma tha la kia chạy đến thiên thần đại nhân ta chạy thoát rồi diệp lăng thi triển thuật nết hồn giải để tiểu tam trở về hình dáng ban đầu diệp lăng đưa cho tiểu tam một món đồ và dặn dò thanh linh đan do sư bích thiên chế tạo dùng xong sẽ nôn ra bọt trắng bụng đau không ngừng ngươi đi giải xuống nguồn nước đi được tiểu tam có vẻ sầu não thiên thần đại nhân trong thạch giam có một nhóm tu sĩ trước giờ thì sẽ bị giết chúng ta đi cứu họ đi diệp lăng mặt lạnh lùng nói không cứu bản thân không có sở thích cứu người được thôi tiểu tam buồn bã bước đi đi được vài bước thì diệp lăng gọi lại dừng lại đã dù gì còn mấy canh giờ nữa thuốc mới có tác dụng đến thạch lao xem một chút cũng được chuyển cảnh về phía thạch lao thì bên trong bọn ảnh vệ đang đốc thúc tù nhân khai thác nhanh lên xem nào chuyển tinh thạch đi có một cô gái vận chuyển tinh thạch quá sức nên đã quỵ xuống thì bọn chúng liền cầm rồi đánh đập cô ta đứng dậy mau tinh thạch này là nguyên liệu quý để mở trận pháp cấp thần còn dám nằm dưới đất à diệp lăng đang yên lặng quan sát mọi thứ từ xa ba tên cai ngục bốn tên giám sát con thú đần kia chỉ gây thêm phiền cho bổn thần tên ảnh vệ trong này vung roi lên chuẩn bị đánh tiếp làm nỡ dở chuyện của hương ảnh vệ đại nhân ta đánh chết người chưa kịp đánh thì phía sau có tên nào đó ngăn cản lại dừng tay xích ảnh vệ còn con đừng có chọc giận bổn thiếu khứa này chính là giang mộ trần là phật tử của đại thừa tự hắn ta cũng là một người xuyên không cười đắc ý thầm nghĩ làm màu ngon quá rồi một trăm điểm tiểu gia ta là người xuyên không chắc chắn có mệnh làm chúa tể he hê, hê hệ thống đổi linh lực ra chuẩn bị giao ai đây hệ thống của giang mộ trần giải phóng linh lực cuồn cuộn cho hắn ta hai tên ảnh vệ trước mặt toát mồ hôi hột lo lắng có thực lực cấp hai lần ư mau không chế hắn ba người bọn chúng hợp lực lại cùng nhau thi triển sức mạnh để xiềng xích của hắn ta kích hoạt chết tiệt linh lực bị xiềng xích hút rồi ha ha đeo còng tay vào rồi mà còn dám kêu căng đúng là chán sống diệp lăng nhanh như chớp lao vào như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện tên ảnh vệ bên trong này đã phát giác ra liền quay mặt lại cái gì đó diệp lăng lập tức giết chết một tên và ném thẳng về phía bọn chúng kẻ nào đang đánh lén mau xuất hiện đi linh kỹ loại tốc độ các ngươi phong tỏa hắn ta rút kiếm tên này có cảnh giới sơ nguyên cảnh bát trọng chém chết hắn chưa kịp nói thêm gì thì đã ăn ngay một đấm vào bụng và ngồi sụp xuống đau đớn diệp lăng xuất hiện ngầu lòi các vị ăn cơm chưa thế hả lúc này bọn chúng mới ôm bụng ngồi xuống miệng bắt đầu chảy rãi ngươi đã làm gì trong cơm có độc à? ha xem ra tinh hỏa đang phát huy tác dụng rồi nhưng khó mà đảm bảo tất cả đều đã dùng rồi diệp lăng đưa tay quắc giang gọi giang mộ trần ngươi qua đây hắn ta mặt ngơ ngác hỏi chấm ta sao song thầm nghĩ sao hắn lại cứ tìm đến ta chắc không phải là đám lửa hói phái đến bắt ta về chứ thân là chúa tể sau này của đại lục sao có thể ngươi gọi ta qua thì ta liền qua chứ diệp lăng chừng ánh mắt đầy sắc khí nhìn hắn ta á à đù thằng này láo có qua không thì bảo giang mộ trần tái xanh như đích nhái liền vội vã quỳ xuống ân công có gì phân phó đáng ghét khí thể của hắn mạnh quá diệp lăng một kiếm chém đứt còng tay cho hắn ta dùng thực lực nhị giai của ngươi toàn lực tấn công ta thử xem vừa hay lấy tiểu tử này thử xem thanh hỏa đan sau khi mài thành bột có tác dụng gì không vậy sao có thể được ngươi đã cứu rất nhiều tu sĩ bọn ta giang mộ trần ta không phải là người lấy oán báo ơn không bằng chúng ta liên thủ diệt trừ hương ảnh vệ phật tu đều không thẳng thắn như vậy sao nhanh lên diệp lăng vung kiếm chém cái nhẹ đứt một chòm tóc trước mặt giang mộ trần á đù men lão tử khổ cực trồng tóc thế mà ngươi lại dám cắt đi giang mộ trần gọi hệ thống hệ thống đổi dáng long thập bát trưởng cho ta thổ dân nếm thử sự lợi hại của tuyệt thế võ công đi giang mộ trần dùng trưởng lực trưởng tới những con rồng cuồn cuộn nhưng thoát cái diệp lăng đã biến mất hư tốc độ hình linh kỹ này có thể sánh với lăng ba vi bộ diệp lăng ném bột thuốc vào người hắn ta Khụ 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 đây là bột thuốc gì không chỉ làm mờ mắt còn cực kỳ khó người nữa hệ thống đổi kim căng hộ thể thần công giang mộ trần khoái trí cười he he như thế này cho dù ngươi có tấn công từ hướng nào thì đều cũng không thể làm ta bị thương được đang khoái trí thì sùi bọt mép ọt ọt ra mắt bắt đầu trợn trắng lên và ngã xuống đất một cái rầm nằm im re. xem ra thanh hỏa đan mài thành bột cũng có hiệu lực với tu sĩ nhị giai từ đằng sau cô nương khi nãy đi đến và cảm tạ diệp lăng ân công đa tạ ân công cứu mạng một đám nô lệ lúc nãy cùng nhau đến và quỳ xuống đa tạ ân công cứu mạng bọn ta bọn ta sẽ đền ơn đáp nghĩa ngài diệp lăng vui vẻ cảm giác làm người tốt cũng không tệ lúc này bên trong chế hương điện thì tên thủ lĩnh đang ngồi bên trong chỉ cần làm cho tà thần đại nhân vui vẻ thì thứ tự của ta trong mười ảnh vệ sẽ tăng lên đến lúc đó ai dám coi thường ta bỗng hắn ta nghe thấy một tiếng la thất thanh trước cửa liền giật mình ai đại tổng quản của bản ảnh vệ đâu tích nhi cùng với chiếc roi của mình xuất hiện trước mắt hắn ta bản công chúa giết rồi xích ảnh tông mạo phạm bản công chúa chết không đáng tiếc tích nhi nhảy lên vung roi đánh xuống cái đùng nhưng lại không đánh trúng hắn ta tên thủ lĩnh ảnh vệ lúc này đã nhảy lên và mang theo một bình tỏa hương trên tay ta lấy hương khí để điều động ma khí còn sót lại trong cơ thể ngươi khiến động tác của ngươi chậm đi một chút những mùi hương nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng dùng hương mới phát hiện khí nguyên dương trong cơ thể ngươi cực kỳ dồi dào sau khi tiêu hóa có thể tăng tu vi khí nguyên dương này là của ta hắn ta nhanh chóng đưa móng vuốt sắc nhọn lao xuống về phía tích nhi diệp lăng bất ngờ xuất hiện ra trước mặt hắn ta ngươi muốn khí nguyên dương sao không đến tìm ta diệp lăng đưa tay ra bấm nút kích hoạt sắc phấn thanh hỏa đan vào mặt hắn ta diệp lăng đỡ tích nhi lùi ra sau giác bột thành công bọn ta không thể hít phấn thanh hỏa đan vào được là ngươi ân oán giữa chúng ta đợi chút nữa rồi nói ngươi không đánh lại thì đổi ta lên diệp lăng đưa tay ra sau đẩy tích nhi ra bên ngoài nhưng lại nghe một tiếng la kỳ lạ từ cô ta diệp lăng ngơ ngác mặt chấm hỏi tay bị cái gì đó giống như cái của tiểu tam song anh ta quay đầu lại thì phát hiện tay mình đã đẩy chúng vào ngực của cô ta đậu xanh đằng đồ tử ta vẫn nên giết ngươi trước thì hơn chợt hai người đan hai bàn tay vào nhau tích nhi cây cú quát sắc lang ngươi buông tay của ta ra ngươi tưởng ta muốn à tên thủ lĩnh ảnh vệ cười đắc ý hương hình linh kỹ nhị giai từ thạch linh pháp có tác dụng đoạt lẫn nhau nguyên âm nguyên dương của nam nữ các ngươi đều trúng linh kỹ rồi ha 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 đoạt lẫn nhau nguyên âm nguyên dương là quần què gì ta từng đọc từ thạch linh pháp trong sách chỉ cần có một người tự sát là có thể dừng lại tu vi ta cao hơn ngươi tự sát đi địch ngươi tự sát thì có diệp lăng mặt quyết tâm trước khi đạt được mục đích của mình, ta tuyệt đối sẽ không chết. Tên thủ lĩnh lúc này đã ngưng tụ sức mạnh và bắn ra luồng đạn linh khí về phía bọn họ. Diệp Lăng cùng với Tích Nhi nhảy lên để tránh đòn tấn công vừa rồi. Lúc này Tích Nhi nói, cả ngươi và ta đều không muốn chết, vậy thì chỉ đành dùng cách thứ hai thôi. Diệp Lăng ngơ ngác không hiểu cô ta nói quần què gì thì ngay lập tức Tích Nhi đặt lên môi Diệp Lăng một nụ hôn nồng cháy như phi phai. Hừm, môi của hắn có cảm giác không tệ. Diệp Lăng tỏ vẻ không thích. Ngươi cắn ta làm cái gì? Đi, ghê quá. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi hai người họ chợt im lặng lại rồi mau chóng nhảy sang hai bên để tránh đòn tấn công của tên thủ lĩnh kia tiểu tam bên ngoài thì mặt đang nhìn giáo giác xung quanh không biết tình huống như thế nào nếu như đại nhân thiên thần thua thì ta phải mau chóng chạy đi thì bỗng diệp lang thi triển thuật đốt hồn nặn hồn lên người tiểu tam và biến tiểu tam thành một con chó cơ bắp sáu múi xong diệp lang đẩy tích nhi ra cho tiểu tam đón lấy tên dâm ô ngươi có ý gì hả cảm thấy bản cô nương đang cản trở sao đưa nàng ta đi diệp lang quay mặt lại nhìn tiểu tam và ra tín hiệu bằng ánh mắt cho nó Ta muốn đổi thành chế độ ma tu, dọn sạch hiện trường, hiểu không? Không biết tiểu tam hiểu gì mà xúc động đưa tay lên một lay. Like. Đã rõ, đại nhân yên tâm đi. Đại nhân Thiên Thần chuẩn bị đồng quy vô tận. Đây là gia hiệu ánh mắt cho ta, người nữ nhân này mang thai con của đại nhân Thiên Thần, đảo ta bảo vệ huyết mạch của hắn. Diệp Lăng toát mồ hôi hột, á đù con chó này hiểu gì vậy? Thì liền bị ăn ngay một đòn tấn công của tên thủ lĩnh ảnh vệ. Trầm Hương trăm năm, hóa vật theo ta, kiếp trước cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Hắn ta bắt đầu ngưng tụ linh khí và thi triển hương hình linh kỹ nhị giai, Trầm Hương quý linh khí trầm hương hóa hình thành một thanh đao khổng lồ hắn ta nhảy lên và bổ mạnh xuống diệp lăng dùng hai ngón tay kẹp lấy linh khí thành hình này của hắn ta chẳng qua là trầm hương trăm năm hắn ta sững sốt sao có thể chứ diệp lăng bộc phát chế độ ma tu bóp nát thanh đao của hắn ta trăm năm chẳng qua cũng chỉ là một cái búng tay của bản thân mà thôi tên thủ lĩnh bắt đầu lo lắng ngươi không tuân thủ đạo đức võ thuật dùng phấn độc nếu không cho dù là ma tu thì ta cũng chưa chắc đã thua diệp lăng ma khí ngút trời tiến về phía tên thủ lĩnh nhiều lời thắng chính là đạo đức võ thuật xong hỏi hắn ta thông hướng trận pháp cấp thần của lâm viêm ở đâu bên ngoài thì tiểu tam đang vác tích nhi trên vai chạy thục mạng ra tích nhi cảm nhận được một luồng ma khí khổng lồ bên trong liền lo lắng ma khí ngút trời có một ma tu đến tên dâm ô còn khả năng sống sao cô ta đạp lên vai của tiểu tam rồi nhảy ra tên dâm ô mạng của ngươi là của bản công chúa tích nhi vội vã bay vào trong trong này thì tên thủ lĩnh của hương ảnh về đã ngoan như cuốn đang định nọt diệp lăng trước mắt chính là trận pháp thần cấp thông đến thần giới có mấy tên hương ảnh vệ đang ngồi thi triển trận pháp trước mặt diệp lăng anh ta nhìn trận pháp suy nghĩ vậy mà là trận pháp này lang thiếu cước thạch lao tinh thạch không đến đúng mức trận pháp cũng không thể khởi động nói như vậy là bản thiếu ra sai sao nào dám nào dám chỉ là không biết lăng thiếu là đại năng ở đâu bỗng trận pháp có biến động tên thú lĩnh hương ảnh vệ ngạc nhiên trận pháp thần cấp vậy mà khởi động rồi bên dưới trận pháp thì ra là những người mà diệp lăng cứu lúc trước đã mang tinh thạch lên để hỗ trợ khởi động trận pháp người tu tiên có ơn tất báo lang thiếu muốn khởi động trận pháp bọn ta chắc chắn sẽ giúp hắn hoàn thành báo ơn của lang thiếu đúng vậy phải báo đáp lang thiếu tên thủ lĩnh ảnh về cùng tên thuộc hạ tỏ vẻ vui mừng của vũ chúc mừng lang thiếu đường đến thần giới đã mở với năng lực của lang thiếu đến thần giới cũng có thể sống như diều gặp gió diệp lăng tự tin bước tới trước trận pháp tên thủ lĩnh bên ngoài mặt đầy mưu mô thể chất của người tu tiên và thần giống như rãnh trời khởi động trận pháp thông thần này cần lượng lớn tinh thạch mà muốn an toàn thông qua trận pháp bắt buộc phải dùng huyết tế nếu không chắc chắn sẽ bị sức mạnh của trận pháp xé nát hắn ta chết chắc rồi thân là con người mà lại muốn tranh phong với thần hà há diệp lăng trực quay đầu lại lạnh lùng nói với hắn ta ngươi hỏi ta là đại năng ở đâu sao nói chung ngươi sắp phải chết thì nói cho ngươi biết cũng được hắn ta đang ngơ ngác chưa hiểu diệp lăng nói quần què gì thì nhanh như chớp diệp lăng đã túm đầu hắn ta lôi tới trước trận pháp a à, tha mạng tha mạng diệp lăng hỏi hắn ta người sáng lập trận pháp này là một vị ma thần đại năng vạn năm trước hắn là do ta giết ngươi nói xem ta là ai à, ta thần đời trước sau không để hắn nói nhiều diệp lăng ném tên thủ lĩnh thẳng vào trận pháp này nếu như ngươi có thể sống đến đại thần giới thì nhớ chào hỏi một tiếng với nghiệp đồ giúp bản thần chủ trương của bản thần với kẻ thù chính là diệt cỏ tận gốc một tên cũng không giữ lại tích nhi lúc này đã vào được bên trong nhưng ma khí dày đặt đã cản trở tầm nhìn của cô ta ma khí lan ra từ hướng này tên dâm ô ngươi trước mặt của tích nhi bây giờ là xác của những tên hương ảnh vệ nằm la liệt đầy đất trong đại điện tràn ngập ma khí ma tu trốn đi rồi sao tích nhi đưa cây roi trên tay của mình ra roi dáng ma tìm ma Diệp Lăng thình lình xuất hiện sau lưng Tích Nhi thì cô ta liền vung roi quất ngược lại. "Ma Tu, đi chết đi." Diệp Lăng thu lại chế độ Ma Tu nhẹ nhàng bắt lấy chiếc roi dáng ma của cô ta. "Ngươi bỏ cái roi của bản cô nương ra, sao lại là ngươi, Ma Tu đâu?" Diệp Lăng tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. "Sao ta biết được, Ma Tu kia giết người xong là chạy rồi." Cái roi linh này thật nhẹ bén, ma khí trên người bản thân chưa tàn hết, chuyện tu ma suýt nữa là bị nó làm lộ ra rồi. Chiếc roi ra trên tay của Tích Nhi cũng phải run lên sợ hãi trước Diệp Lăng. Hừ, chắc chắn là cảm thấy bản cô nương đến nên sợ chạy mất cũng may chủ nhân của nó là một người ngốc tích nhi vẫn thắc mắc chẳng lẽ hương ảnh vệ cũng được người ma tu thần bí kia cứu đi rồi sao hắn à tu vi không đủ thân xác sợ là đã đến thần giới rồi cô ta suy ngẫm thì ra là thế tên dâm ô mượn sức mạnh của trận pháp thần cấp may mắn đánh bại được hưởng ảnh vệ vậy ma tu kia lại là chuyện gì nữa chém giết loạn một trận rồi rời đi sao diệp lăng thoát cái lại biến mất trước mặt tích nhi tên dâm ô thối bản công chúa còn chưa nói xong hắn lại dám tự rời đi trước bản công chúa còn chưa biết tên của hắn nữa mà thì ra diệp lăng vội vàng rời đi là đưa tiểu tam đến bảo khố của hương ảnh vệ tiểu tam hai mắt sáng rỡ qua wow, thật nhiều vàng bạc châu báu linh kỹ ma kỹ thiên thần đại nhân muốn lấy cái gì diệp lăng lấy ra một chiếc bao to và nói trẻ con mới đưa ra lua chọn ta lấy hết không hổ là vị thần có lòng tham nhất một lát sau bọn họ đã vơ vét sạch sẽ những thứ bên trong và chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói bắt tên trộm này và linh sủng của hắn đám thuộc hạ đã bao vây bọn họ từ từ phía thì ra là tên quan viên phụng thành cùng đám tay sai muốn đến để chiếm lấy tài sản của hương ảnh vệ đây mà Bản quan là quan phụ mẫu của Phụng Thành, nhận được tin báo án có ma tu tàn sát lương dân, làm điều ác ở trong thành của ta, chính là người đúng không? Tiểu Tam, mấy tên cẩu quan này nói xích ảnh tông là lương dân, thật buồn cười. Ha ha, thật buồn cười. Mấy cẩu quan này rõ ràng là đến cướp bảo vật. Tên quan viên Phụng Thành tức giận quát: Vũ nhục mệnh quan triều đình, đáng tội chết. Bắt bọn chúng lại cho ta. Một tiếng hô lớn từ đằng sau vang lên. Ai dám? Tích Nhi xuất hiện bảo vệ bọn họ. Quan uy của thành chủ Phụng Thành lớn thật đấy, thấy bản công chúa lại không quỳ xuống sao? hắn ta cùng với đám thuộc hạ hốt hoảng liền quỳ xuống ngay thành chủ phụng thành bái kiến nhị công chúa lam vân công chúa thiên tuế thiên thiên tuế phụ hoàng lệnh cho ta đi giám sát bách quan các ngươi lại dám câu kết với tà tông đợi đến khi ta trở về đế đô chắc chắn sẽ bẩm báo chuyện này với phụ hoàng tên thuộc hạ mách nhỏ với ông ta thành chủ nếu công chúa bẩm báo chuyện này với hoàng thượng thì chúng ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt hay là ngươi ngu à đến cả hương ảnh vệ cũng đã bị xử rồi chúng ta lấy đầu ra giết công chúa à diệp lăng cùng với tiểu tam thừa cơ hội không ai để ý liền lãng lặng rời đi Tiểu Tam thắc mắc hỏi Diệp Lăng, mỹ nữ tỷ tỷ là công chúa, sao chúng ta không ra chào hỏi mà lại đi như vậy? Diệp Lăng mặt bình thản đáp, công chúa của nhân tu rất uy phong sao, ma tộc từng muốn gả công chúa cho ta, ta còn không cần nữa là. Ngài cứ khoác lác tiếp đi. Ừ. Chợt Tích Nhi chạy ra trước mặt chặn hai người họ lại. Này, tên dâm ồ. Làm gì hả? Nói trước, ngươi lấy nguyên dương của ta, ta lấy nguyên âm của ngươi, chúng ta không ai nợ ai cả. Tên quan viên và thuộc hạ bên này nghe thấy như xét đánh ngang tai. Chúng ta đã nghe thấy cái gì vậy? Công chúa điện hạ được yêu thương nhất, đế quốc Lam Vân lại cùng với một tên tiểu tử nghèo ố dài sao? Tích Nhi nói tiếp, ai hỏi ngươi cái này? Ta tên là Lam Vân Tích Nhi, người của đế đô Lam Vân, nhớ rõ cái tên này, sau này ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Diệp Lăng cũng dõng dạc trả lời cô ta, ta tên Diệp Lăng, người của Diệp Tố Thành. Tích Nhi ngạc nhiên, Diệp Tố Thành kém như vậy mà lại có một thiên tài như ngươi à? Diệp Lăng, gặp lại ở đô thành. Khi học viện Lam Vân thi, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nói xong, Tích Nhi nắm tay của tên quan viên kéo đi xử tội hắn ta. Học viện Lam Vân sao? Tàn hồn thiên ma kia cũng nói ta đi đến đó tìm nàng ta, vậy thì đi thôi. Lúc này ở giao trì trên thần giới thì Lâm Viêm đang ngâm mình hưởng thụ trong suối nước nóng. Ta khí của vị ta thần kia quá mạnh, cho dù chỉ còn một phần mười, chỉ có nữ sắc mới có thể làm dịu đi một chút. Bỗng trận pháp hiện lên, công phẩm của bản thần đến rồi. Lâm Viêm đi ra thì thấy xác của tên thủ lĩnh Hương ảnh vệ nằm trước mặt mình. Lâm Viêm lửa giận phừng phừng, tử thi sao? Hai tên thuộc hạ thấy thế mặt mày cũng tái xanh tái mét không còn chút máu. Ta thần đại nhân tha mạng thuộc hạ chắc chắn sẽ điều tra rõ là ai đã làm bẩn cấu phẩm của tà thần đại nhân lâm viêm thẳng tay thi triển ma lực nắm lấy tên thuộc hạ đưa lên chẳng qua chỉ là một con kiến còn chưa phi thăng đối với bản thần tiên của hắn còn quan trọng sao không không quan trọng ạ à. quan trọng là bản thân phải nắm chắc con đường phi thăng thành tiên mới có thể tấn thăng thành thần vương được một tháng sau tại đế đô của lam vân đế quốc diệp lăng và tiểu tam đang đi dạo trên đế đô của lam vân mọi người xung quanh đang nhộn nhịp trận truyền tống cấp tốc đến thành thạnh chỉ cần 999 đồng trận tuyên tống đến sơn mạch ma thú chỉ cần 88 đồng thôi tiểu tam thích thú uầy là trận truyền tống thành phố lớn thật thích thành diệp tố chúng ta cũng không có trận pháp không gian cao cấp như này chờ diệp lăng nghe thấy sau lưng có người giao mau đến đây cưỡi thử linh mã quan quang người này chính là thương gia linh mã tít tít linh mã tít tít nói đến đâu thì đến đó hai con linh mã kéo xe ngồi hào hoa năm sao chỉ có duy nhất một chuyến đến trước được trước diệp lăng vui vẻ đi đến vút ve con chiến mã này ta muốn xe ngựa này nhìn thấy diệp lăng có ý định tháo lá bùa trên đầu chiến mã xuống thì thương gia tít tít hốt hoảng gọi khách quan bùa giấy này không thể xé xuống hai linh mã này chính là ma thú đơn giác thú hoàn toàn dựa vào bùa giấy để chấn áp nếu xé bùa xuống thì sẽ phát điên làm con người bị thương nếu dán bùa thì một phần mười tốc độ của nó cũng không phát huy được nếu sợ ma thú làm hại con người thì còn làm tu sĩ làm gì hai con ma thú này ta sẽ thuần phục nó cho ngươi ngươi tính phí xe của ta rẻ chút là được nếu có thể thuần phục thì tiểu nhân cảm ơn đại nhân còn không kịp diệp lăng giật phăng lá bùa phong ấn trên đầu chiến mã ra quả nhiên hai con chiến mã này nổi điên lên hai mắt hóa đỏ và bắt đầu hí lên mọi người bên ngoài thấy thế chạy hớt hãi mau chạy đi ma thú mất khống chế rồi diệp long phẫn nộ tỏa ra một luồng ma khí khủng khiếp về phía hai con chiến mã để ham dọa chúng ngoan nếu không thì ta sẽ đem ngươi đi hầm canh hai con chiến mã run sợ trước uy lực khủng khiếp mà diệp lăng đã bộc phát ra liền ngoan như cuốn lại ngay ma thú được thuần phục rồi người thiếu niên rất có bản lĩnh bỗng có hai tên thuộc hạ của khứa nào la lối công tử của phủ thừa tướng xuất hành người không phận sự tránh ra Tên công tử mặt trắng này tên là Lạc Anh Tuấn, là công tử của phủ Thừa tướng. Bản công tử trả 500 vàng cho chiếc xe ngựa hào hoa này. Thương gia Tít Tít vội đến thương lượng với Diệp Lăng. Hắn là công tử của phủ Thừa tướng, quyền thế ngất trời. "Thật xin lỗi, ta sẽ đổi chiếc xe khác cho ngài, miễn phí phí xe hôm nay." "Được." Lạc Anh Tuấn đến bên con chiến mã âu yếm. "Linh mã ngoan, ta là chủ nhân mới của ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất đưa ta đến bên sư tiểu thư nhé." Diệp Lăng bên này đưa tay lên và búng tay một cái tách. "Giải." Con chiến mã lúc này trở lại hình thái điên cuồng khi nãy nó gầm gừ hí lên hung dữ khiến cho tên công tử lạc anh tuấn hút con mợ nó hoảng la hét linh mã lại phát điên rồi bảo vệ công tử bảo vệ công tử diệp lăng thích thú để người khác chiếm lời từ mình không phải là phong cách của bản thân lên xe ngựa ngồi thì tiểu tam từ đâu đưa lên xe một ông cụ cho đi cùng lão ra ra xe ngựa đã khởi hành rồi người mau ngồi xuống đi diệp lăng hỏi tiểu tam ngươi lại nhặt bậy thứ gì vậy ha 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 tiểu tam đưa ra vẻ mặt cầu xin thiên thần đại nhân lão gia gia đã trở nên đần độn rồi chỉ biết phải đến lăng đan cắt chúng ta đưa lão gia gia đi một đoạn đi ngươi dẫn lên thì ngươi tự chịu trách nhiệm lão đầu này mà có ngã chết thì bản thân cũng không quan tâm đâu vừa nói dứt câu thì bánh xe ngựa va phải vào đá nghiêng sang một bên làm ông lão té xuống cũng may diệp lăng đã nhanh chóng chụp lấy ông lão nếu không chắc ổng hẹo luôn rồi đa tạ hu hu ta biết thiên thần đại nhân là thần nói một đằng làm một nẻo mà ẹo ta thân là tà thần vậy mà lại đi làm chuyện tốt ghê chết đi được không lâu sau bọn họ cuối cùng đã đến được lăng đan cát vừa mở rèm bước ra thì nghe hai tên bên ngoài đang bàn tán cái gì mà công tử vô xong vì để làm cho tiểu thư thế gia luyện dược vui vẻ lại bao cả lăng đan các không cho chúng ta vào thôi bỏ đi người ta là công tử phủ thừa tướng đến hoàng tộc cũng phải nề mặt phủ thừa tướng chứ đừng nói gì đến dân thường như chúng ta tiểu tam nghe thấy thế liền thắc mắc tiểu thư thế gia luyện dược sao chẳng lẽ là sư bích thiên tỷ tỷ diệp lăng vui vẻ đi vào cùng tiểu tam ông lão cũng âm thầm đi theo sau lưng diệp lăng các treo cờ của diệp thị nói không chừng là sư bích thiên đi vào xem thử bên trong thì quả nhiên là sư bích thiên và người bao chọn lăng đan các không ai khác chính là khứa mặt trắng lạc anh tuấn bích thiên tiêu thụ của lăng đan các cứ tính lên người ta ta và nàng cùng đi đạp thanh đi thế ra luyện dược nào dám trèo cao bám lấy phủ thừa tướng hơn nữa lăng đan các là sản nghiệp của người quan trọng nhất của ta làm phiền nhường một chút sư bích thiên thầm nghĩ thế lực của phủ thừa tướng rất lớn không thể từ chối trực tiếp được chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn này thôi lạc anh tuấn chợt chụp lấy tay của sư bích thiên và hỏi nàng có người quan trọng lúc nào vậy sao ta không biết hắn là ai Mau thả ta ra. Lúc này Diệp Lăng đi vào liền gọi, "Bích Thiên, quả nhiên là ngươi." Hai tên tay sai của Lạc Anh Tuấn ngăn cản Diệp Lăng lại, "Nơi này đã được công tử bọn ta bao hết rồi, người không quyền quý không được vào, mời các hạ ra ngoài." Diệp Lăng bình tĩnh nói với bọn chúng, "Hừ, Lăng Đan các này là sản nghiệp của ta, lần đầu tiên ta nghe nói chủ nhân cũng bị đuổi đấy." Hai khứa quyền quý nịnh hót của Đế Đô bên này phì cười. "Hát hát hát, tiểu tử từ đâu đến, bị bệnh điên, ăn nói hàm hồ." lang đang các là tiểu thư bích thiên cao quý mở tiểu tử quần thô áo vải này chắc chắn là muốn trèo cao bám lấy thế gia luyện dược đây mà sư bích thiên thấy diệp lăng thì mặt tươi hẳn lên Hí lô chủ nhân xong vội chạy đến ôm quấn lấy diệp lăng chủ nhân sao bây giờ người mới tới ta rất nhớ người ngoan trên đường có chút chuyện làm trì hoãn ta cũng rất nhớ người hai khứa quyền quý bên này như xét đánh mang tay chủ chủ nhân sao sư bích thiên nói với lạc anh tuấn lạc công tử cảm ơn sự yêu quý của ngươi nhưng đời này kiếp này trong lòng ta chỉ có chủ nhân thôi diệp lăng cũng đưa tay chào hắn ta y chào cậu là anh tuấn cay cú ngươi chẳng qua chỉ là một nông phu sao xứng được với bích thiên chứ diệp lăng phản đam ngay ta không xứng sao ngươi là một tên phế vật đến linh mã cũng không điều khiển được càng không xứng hơn đúng không nhỉ kẻ khiến xe ngựa của bản thiếu bị lật là ngươi sao thôi bỏ đi ta đường đường là công tử phủ thừa tướng không tính toán với ngươi nhưng việc đồng ý mở rộng nguồn tiêu thụ cho lăng đan các mà ta đã đồng ý trước đó bây giờ không thể tính được nữa rồi lạc anh tuấn mặt san xảo thầm nghĩ ta có rất nhiều thủ đoạn nắm thóp ở trên thương trường nếu đã như vậy thì lăng đan các này không thể mở tiếp ở đây đâu rồi. sư bích thiên tức giận liền hỏi hắn ta là công tử đan dược đã được luyện chế xong rồi. bây giờ ngươi nói không cần là không cần sao hả? rất đáng tiếc phủ thừa tướng của ta có tư cách này. lúc này ông lão khi nãy mới đứng ra nói vậy thì bán hết cho lão phu đi. ông ta âu yếm tiểu tam cứ coi như là trả phí đi xe ngựa của ngươi đi. tiểu tam, hả? sao thế? đã xảy ra chuyện gì rồi? diệp lăng suy ngẫm lão già này không ngốc nữa sao? hơn nữa còn có thể điều khiển được tiểu tam bản lĩnh điều khiển thú cũng không đơn giản khứa lạc anh tuấn đến trước mặt ông lão cười khinh thường hát 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 bán hết cho ngươi sao một người ngoài như ngươi nói khoác lác gì vậy hàng bản thiếu không cần ngươi há có thể mua nổi bỗng có tiếng gọi ông lão từ đằng sau cha người này đi vào cùng với các binh lính tướng quân này chính là thân tín biên cương vương thế tử còn ông lão này chính là biên cương vương là đại tướng trấn thủ biên cương được đặc biệt cho phép vào kinh cầu xin thuốc lạc anh tuấn ngạc nhiên toát mồ hôi hột cha sao lão già này là biên cương vương cha cha chạy đi đâu vậy làm bọn con tìm rất lâu ông lão bỗng nằm xuống dễ ruộng hắn chế giễu ta không có tiền ta không biết ta không biết các người mua hết đan dược của nhà này cho ta á đủ vị tướng quân này tên là thế tôn là con trai của biên cương vương biên cương vương lại bị mất trí nhớ rồi các người đỡ cha ta dậy đi sư bích thiên ngạc nhiên nghe nói biên cương vương đã đánh một trận với ảnh vệ của xích ảnh tông thân bị trọng thương lúc thì tỉnh táo lúc thì bị mất trí nhớ lần này đặc biệt đến luyện thế gia xin thuốc lạc anh tuấn trở mặt nhanh như sấm sét hắn ta đi đến gọi diệp lăng lăng đan các đã tìm được nguồn tiêu thụ không còn gì tốt hơn nữa nề mặt bích thiên chúng ta bắt tay làm hòa đi nói như thế nhưng trong tay áo hắn ta đã chuẩn bị một cây châm độc âm mưu hãm hại diệp lăng vì hình tượng không thể đối phó với tiểu tử này rõ ràng quá được nhưng dùng độc châm để hắn quỳ xuống ngay tại đây thì cũng bớt chút lửa giận diệp lăng đã phát giác được âm mưu của hắn ta muốn mượn lý do bắt tay để dùng độc châm giáo huấn ta sao ha ha ngươi còn non và xanh lắm vậy thì đừng trách ta dùng ngươi để thử bộ thương ta lục được từ trên người của hương ảnh vệ Diệp Lăng đưa tay Minh ra kèm theo bột hương mà anh ta đã lấy được. Mùi hương nồng nặc tỏa ra bay về phía Lạc Anh Tuấn khiến cho cây châm độc của hắn ta mềm đi. Hắn ta ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sao châm độc của ta lại mềm đi thế? Bỗng hắn ta quỳ sụp xuống ôm tay đau đớn. "A, à, tay của ta, đau quá. Công tử, công tử có sao không? Lại dám hạ độc ta, giết hắn cho ta." "Vâng." Hai tên thuộc hạ tuân lệnh liền rút vũ khí ra. Sư Bích Thiên vội đứng ra trước ngăn cản, "Ai cũng không được phép làm chủ nhân của ta bị thương." chỉ dựa vào đám người này thì không giết nổi ta nhưng độc ngươi chúng là hương cao của hương ảnh vệ nếu còn làm phiền nữa thì độc sẽ xâm nhập vào xương cốt thần tiên cũng khó cứu nỗi biên cương vương nghe thấy hương ảnh vệ liền dừng lại tên đó không phải bị tích nhi giải quyết rồi sao tiểu tử này cũng tham gia chợt có một tên hòa thượng đi vào và nói với bọn họ trong tay cầm kiếm tư dao không chỉ được tiểu thư thế gia luyện dược trung thành đi theo mà còn có liên quan đến công chúa hoàng tộc xem ra không lâu nữa đế đô sẽ xuất hiện một đại nhân vật ông ta chính là hòa thượng của đại thừa tự tên là vân du lạc anh tuấn vội vàng ra lệnh cho tên thuộc hạ còn không mau đưa ta đi giải độc trước nếu như bản công tử chết thì các ngươi cũng phải bồi táng theo hai tên thuộc hạ hốt hoảng lập tức dìu hắn ta đi tìm cách giải độc diệp lăng hỏi sư bích thiên lần đầu tiên ta đến đế đô có nơi nào nghỉ ngơi không cô ta vui vẻ dẫn diệp lăng đi dục trì sau lăng đan cấp vừa được xây dựng chủ nhân đi theo ta không lâu sau tại y quán sư phủ thì tiếng la thất thanh của lạc anh tuấn được cất lên bên trong là tên sư vô tà hắn ta là sư huynh của sư bích thiên hương cao của hương ảnh vệ là cực độc nếu lạc công tử muốn sống thì chỉ có đường chặt tay thôi cũng may phủ thừa tướng có cơ ngơi lớn mời một người luyện khí đúc lại một cánh tay tu vi của lạc công tử sẽ tăng lên một bậc lạc anh tuấn thắc mắc hỏi sư vô tà trong thế gia luyện dược tố văn luyện dược sư và người thủ hộ là một đôi ngươi là người thủ hộ của bích thiên mà lại cam tâm để nàng ta bị một tiểu tử quê mù cướp đi sao hắn ta dùng sức bóp mạnh tay của lạc anh tuấn khiến hắn đau đớn nếu như tiểu tử kia không biết trời cao đất dày tơ tưởng đến sư muội thì ta sẽ đích thân ra tay không phiền lạc công tử hao tâm chuyển cảnh sang dục trì ở hậu viện của lăng đang các thì diệp lăng đang hưởng thụ tắm suối nước nóng cùng với tiểu tam và sư bích thiên mấy tháng chưa gặp cảnh giới của chủ nhân đã tăng lên rất nhiều lại xu thế sắp đột phá nhị giai diệp lăng suy nghĩ một hồi đáp trên đường ta đã xong tu cùng với một nha đầu đánh đá có lẽ là chuyện này có lợi cho tu vi sư bích thiên đảo mặt xong tu sao cô ta liền thay đồ cho sạch và ra ngồi cạnh diệp lăng bích thiên ngươi cũng muốn tắm sao sư bích thiên e thẹn nói ta chuyển thế thành người chính là vì để phò trợ hoàn thành đại nghiệp chủ nhân vì chủ nhân ta làm gì cũng được hi hi chủ nhân người song tu với ta đi ta cũng có thể giúp người tiểu tam phái phái trẻ luôn cả máu cam còn diệp lăng thì quang vội chiếc khăn tắm vào mặt sư bích thiên và giọt lẹ sư bích thiên mở chiếc khăn ra vẻ mặt buồn bà cho dù chủ nhân không đồng ý thì cũng không đến nỗi phải chạy đi như thế chứ bản thân không bao giờ chạy ta chỉ là đã tắm xong rồi thôi bể tắm này không tệ bích thiên ngươi ngâm lâu chút nghĩ tới cái cảnh đang mệt mà cứ xả nẹo đòi xong tu thì diệp lăng lạnh cả người song tu còn mệt hơn cả tu luyện tên ngốc mới đi song tu chủ nhân chủ nhân cái gì mà chủ nhân ta đi trước đây song tu còn mệt hơn cả tu luyện tên ngốc mới đi song tu sao quay sang bên này thì khứa tiểu tam đã nằm banh càng ra chờ đợi thiên thần đại nhân không hiểu phong tình nếu như sư tỷ tỷ muốn song tu thì có thể tìm ta nhưng vẻ mặt cây cú của sư bích thiên lúc này làm cho tiểu tam lo lắng hay là lén lút giết con linh thú phế vật này đi rồi trở lại làm linh thú của chủ nhân thì chủ nhân sẽ đồng ý song tu với ta tiếng la thất thanh của tiểu tam vang lên a à, cứu mạng giết chó rồi sáng hôm sau diệp lăng vào phòng luyện dược xem xét đây đều là những đan dược mấy tháng nay luyện được có sự giúp đỡ của vua biên cương lăng đan các không phải lo lắng về tiêu thụ chủ nhân sẽ có một khoản tiền lớn vào túi diệp lăng vui vẻ xoa đầu sư bích thiên bích thiên cảm ơn người căn cơ của lâm viêm ở thế giới này ta phải hủy hoại căn cơ của lâm viêm từ nơi đây xích ảnh tông kẻ thù của chủ nhân chính là kẻ thù của sư bích thiên ta diệp lăng cầm ly trà trên bàn đưa lên miệng uống mộ gia cũng là tín đồ của lâm viêm kẻ địch cũng không chỉ có mỗi xích ảnh tông còn có những cường giả đang ẩn nâu trong bóng đêm vừa hút được ngụm thì sư bích thiên mặt phái phái chảy nước miếng sáng rỡ nói chủ nhân ta rất có tác dụng đúng không song tu với ta đi lụng ta đi chủ nhân diệp lăng nghe xong thì phụt mợ ra hết ra ngoài có một cô thị nữ bên ngoài chạy vào sư tiểu thư diệp lăng thiếu đông ra thế gia luyện dược phái người tới rồi trưởng lão thế gia luyện dược đi vào cùng với hai tên thuộc hạ sư tiểu thư đã mấy tháng ngày chưa về nhà rồi gia chủ phái bọn ta đến đây đón ngài về sư bích thiên vui mừng chắc chắn là phụ thân mẫu thân nhớ ta rồi cô ta quay sang nói với diệp lăng chủ nhân người về thế gia luyện dược cùng với ta đi diệp lăng sợ phiền phức nên đã từ chối không muốn trưởng lão cay cú dám mạnh lùng với công chúa của thế gia luyện dược bỏ ta sư bích thiên áp sát vào vẻ mặt đáng thương năn nỉ diệp lăng chủ nhân bích thiên xin người hai nếu ngươi đã xin ta thì ta miễn cưỡng đồng ý ngươi vậy e cô ta vui vẻ ba chân bốn cẳng chạy đi thu xếp đồ vậy bây giờ ta di thu dọn y phục mang về diệp lăng lúc này lấy bàn trải đánh răng ra đánh răng cho tiểu tam tên trưởng lão kinh ngạc lại tự tay đánh răng cho sủng vật một người kém hiểu biết như vậy sao có xứng được với tiểu thư chứ khoan dừng khoảng chừng là hai giây đó đó là đây là hương cao trăm năm cực kỳ hiếm gặp ngươi lại mang đi đánh răng cho sủng vật phi phạm của trời mà không bằng là cho ta đồ của ta ta thích dùng thế nào thì sẽ dùng thế ngươi cấm được à sư bích thiên đã thu dọn xong và trở lại chủ nhân ta thu dọn xong rồi chúng ta đi thôi hai người họ vui vẻ khoác tay nhau đi ra trong này thì tiểu tam đang ngậm chiếc bàn trải đánh răng ngẩng cao đầu chảnh chó xin ta ta cũng sẽ không đưa cho người đâu ứ ừ. trưởng lão sốc toàn tập ngồi sụp xuống Đù mé đến một con sủng vật cũng có thứ mà ta nằm mơ cũng muốn có không lâu sau diệp lăng cùng như yên đã về tới thế gia luyện dược bích thiên cuối cùng cũng đã trở về rồi sao người này chính là mẹ của sư bích thiên chủ mẫu sư gia sư bích thiên liền giới thiệu mẫu thân hắn tên là diệp lăng à chưa kịp nói dứt câu thì bà ta che ngang người bụi bặm quá thay y phục rồi nói tiếp "Ấy, nhưng, Diệp Lăng." Sư huynh của sư Bích Thiên đang ngồi trên ghế, hắn ta sai tên thuộc hạ đem xuống cho Diệp Lăng vài quả hạch đào. "Diệp công tử, nếm thử hạch đào pha lê hoàng gia ngự ban đi. Tu sĩ bình thường không thể mở được hạch đào pha lê, để mọi người biết rằng không phải ai cũng có thể leo lên thế gia luyện dược ta." Diệp Lăng cầm quả hạch đào lên cười thầm xong nắm chặt quả hạch đào trong tay. Bên ngoài cửa có mấy khứa đang hóng hớt gì đó. "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư, sư huynh bảo Diệp Lăng mở hạch đào pha lê ra, đi xem xem. Hạch đào pha lê là dược liệu ngũ phẩm, độ cứng tuyệt đỉnh." còn là hoàng gia ngự ban cực kỳ hiếm có các tu sĩ đến sư phủ xin thuốc đều không thể mở được quả hạch đào này ra không mở được cứng quá có thể tùy tiện mang đồ vật ngự ban ra tiếp khách địa vị của sư vô tà này ở sư gia không hề bình thường có tên còn cắn gãy cả mấy cái răng nhưng vẫn không thể mở được chuyện này thì ngươi không biết rồi đúng không trong sư phủ luyện dược sư và người bảo vệ là một đôi sư vô tà này là con rể ở rể của sư gia chẳng trách giữ khư khư như vậy lúc này biên cương vương cũng đến xin thuốc ông ta cười thích thú cầm quả hạch đào lên ha ha tu sĩ đến xin thuốc sau một phát bóp nát quả hạch đào trên tay của mình sư vô tà này muốn mượn chuyện này để nói cho người khác biết đến hạch đào pha lê cùng không mở được thì đừng hòng tơ tưởng đến công chúa của thế gia luyện dược nhưng mở ra được chẳng qua cùng chỉ là được thế gia luyện dược bố thí cho mà thôi sư vô ta bình thản nói diệp công tử mời diệp lăng có mở hay không thì ta vẫn sẽ dẫm đạp ngươi dưới chân thôi diệp lăng không cần mở ra mà trực tiếp ném ra cho tiểu tam tiểu tam cắn ra cho ta tiểu tam nhảy lên cắn một cái bóc và đã tách ra được quả hạch đào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thiên thần đại nhân, mở ra rồi. Các tu sĩ bên ngoài sững sờ, ta dùng linh khí cũng không mở được, vậy mà con sủng thú này cắn một cái là ra. Ta tu tiên 10 năm, vậy mà đến một con thú cũng không bằng. Diệp đạo hữu, Diệp tu sĩ, ta là phục ma sư của phái Tung Sơn, xin hãy cho phép sủng thú của ngươi gia nhập vào môn hạ Tung Sơn ta. Khứa bên này thì lao vào tranh giành đẩy hắn ta ra. Tránh ra, Thanh Thành Tiên Tông bọn ta chuyên thuần hóa thú. Thi phú của sủng thú của tu sĩ chắc Tuyệt, hãy đến thanh thành Tiên tông của bọn ta đi. Tiểu Tam thấy bọn họ vậy thì xúc động rất nước mắt. Không ngờ sau khi ta trở thành sủng thú lại có thể được hoan nghênh như vậy. Đi theo Thiên Thần đại nhân thật tốt quá. Bỗng có một cô thị từ từ bên ngoài bước vào và nói với Diệp Lăng, "Diệp công tử, sư gia chủ mời." Diệp Lăng đưa quả hạch đào còn lại lên vea vứt thẳng về phía của sư vô tà cho hắn ta. "Hạch đào ngươi ăn đi, ăn nhiều sẽ nóng trong người đấy." Nói xong Diệp Lăng cùng Tiểu Tam đi theo cô thị nữ đến chỗ của sư gia chủ. Sư vô tà mặt đầy toan tính, Vốn muốn cho hắn biết sự lợi hại, giờ ngược lại lại để cho hắn được gia chủ chú ý rồi. Xem ra phải tìm cách khác để trị Diệp Lăng thôi. Bên phía của Sư Bích Thiên thì cô ta đang vui vẻ cùng với mẹ của mình trước bàn ăn, đều là những món con thích ăn. Nghe nói hôm nay con trở về, ta cố ý phái người vào trong thành mua ở tử lâu tốt nhất đó, đều là món chính cả. Sư Bích Thiên xoay người chạy ra, nhiều món như vậy chắc chắn là ăn không hết, con đi gọi chủ nhân đến ăn cùng. Mẹ cô ấy quát, quay lại cho ta. Mẫu thân, sao vậy ạ? À? Nếu như con thích tiểu tử đó thì bỏ chút tiền ra là được rồi dựa vào thân phận và lại lịch của hắn cũng nên đội ơn lắm rồi hơn nữa con cũng đã có vô tà nếu như có giao tình sâu với diệp lăng kia thì sẽ hại ngược lại hắn nào ăn cái đùi gà đi sư bích thiên hất cái đùi gà ra ngoài con không ăn cả đời này của con chỉ đi theo một mình diệp lăng thôi người khác đều không lọt vào mắt của con mẫu thân trách nhầm diệp lăng rồi hắn là một thiên tài hơn nữa từ trước đến nay đều là hắn cứu vớt nữ nhi đến cả đùi gà thích ăn nhất cũng không thể nữa bích thiên rốt của con đã yêu hắn bao nhiêu vậy Diệp Lăng vào bên trong với sư gia chủ thì tiểu tam bên ngoài lúc này đang bị đám tu sĩ này bao vây. Đây là kỳ thú, trăm năm khó gặp, để ta sờ lông của nó, thả ta ra. Có một tên còn rất cả một con chó cái đến để quyến rũ tiểu tam. Tránh ra, ta phải giao phối sủng thú của ta với nó ngay tại đây. Nói không chừng có thể có được huyết mạch này. Con chó cái đó đến trước mặt tiểu tam dụ dỗ, đi theo người ta đi. Tiểu tam như chịu phải cú sốc đầu đời liền quay mặt bỏ chạy. Linh hồn của ta là một nam nhân loài người, ta mới không cần giao phối, cứu mạng với bỗng thấy sư bích thiên đi đến tiểu tam nhảy thẳng vào người khóc lóc sư tỷ tỷ cứu mạng với sư bích thiên nhớ về những ký ức lúc trước khi còn là bích nhãn xích sư đời trước khi ta còn là bích nhãn xích sư cũng bởi vì là sủng thú của chủ nhân mà bị bắt nạt sư bích thiên tức giận quát đáng hận chủ nhân không có đây các ngươi sao có thể tùy tiện động vào sủng thú đã có chủ được sư vô tà đằng sau quan sát thấy thế ngạc nhiên sư mỗi lúc nào cũng cười ha ha suốt ngày lần đầu tiên thấy nàng tức giận như vậy mấy tên tu sĩ này hốt hoảng liền lập tức quỳ xuống cầu xin sư tiểu thư bớt giận sư vô tà khuyên can sư muội đừng tức giận bọn họ chỉ là người say mẹ luyện dược thấy diệp lăng kia bị gia chủ gọi đi rồi nên sư bích thiên hớn hở phụ thân gọi diệp lăng đi rồi sao đang ở trong phòng gia chủ sao ta phải mau chóng đi tìm hắn sư bích thiên vội vã rời đi phớt lờ sư vô tà đang đứng nói sư muội muội lại đi lo lắng cho một người ngoài đến mức này sao sư bích thiên chạy đến nơi liền nghĩ phụ thân làm sao có thể đánh lại chủ nhân được đừng có mà bị giáo huấn thôi bỗng cánh cửa mở bừng ra những luồng linh khí cuồn cuộn ồ ạt xông ra sư gia chủ cùng với diệp lăng vui vẻ đi ra diệp công tử đúng là một kỳ tài sư mổ bái phục bái phục hi gia chủ đã quá khen rồi sư bích thiên thấy thế ngạc nhiên sao phụ thân lại nói chuyện với chủ nhân vui vẻ như vậy không đánh nhau sao lúc này mẹ của cô ấy cũng đã đến phu quân chàng vẫn có bệnh suy nhược trong người sao lại ra đây rồi sư gia chủ vui vẻ cầm lấy tay bà ta phu nhân bệnh suy nhược của chàng khỏi rồi sao sao có thể sư phủ ta có nhiều đan dược như vậy mà vẫn không có tác dụng cũng may là có diệp công tử đã dạy cho ta hai bộ tâm pháp, ta vận khí một tuần là cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. ông ta tỏ vẻ mặt phái phái chảy nước miếng, hay là tối nay mình ấy ấy chút nhỉ? ứ ừ, ý đồ bất chính. sư bích thiên vui vẻ chạy lại chỗ diệp lăng, chủ nhân cảm ơn người. truyền thụ tâm pháp chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta có một yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. ngươi có thể chữa khỏi bệnh suy nhược của trường phu ta, đang dược và bảo vật trong sư phủ tùy ngươi chọn. bà ta thầm nghĩ, cho dù hắn nhân cơ hội này ngỏ ý muốn làm người bảo vệ của bích thiên thì ta cũng không dễ từ chối chỉ là đáng tiếc cho vô tả diệp lăng thẳng thắng nói tiếp ta muốn tham gia tuyển chọn gia tộc mọi người đơ người ngạc nhiên cái gì chứ ngươi có biết tuyển chọn gia tộc là những người bảo vệ của thế gia luyện dược đến sơn mạch ma thú săn ma để dâng lên nguyên liệu luyện dược thượng hạng cho luyện dược sư mà mình bảo vệ không diệp lăng tự tin nói ta biết chứ sơn mạch ma thú là vùng đất xưa của ma tộc nguy hiểm trùng trùng xác suất tu sĩ bộ mạng ở đó phải lên đến 7 phần cho dù ngươi muốn làm người bảo vệ của bích thiên thì cũng không cần phải mạo hiểm như vậy thứ mà dễ có được thì có gì thú vị chứ được thôi vậy ngươi đi theo đội ngũ người bảo vệ của sư phủ ta đến sơn mạch ma thú tham gia tuyển chọn gia tộc đi sư vô tàng nghe thấy thế liền tức giận gọi gia chủ diệp lăng là một người ngoài sao có tư cách tham gia tuyển chọn gia tộc được chứ ý của ta đã định không ai được phép ngăn cản lúc rời đi thì tiểu tam thắc mắc liền hỏi diệp lăng người tham gia tuyển chọn gia tộc là vì muốn chứng minh bản thân sao thiên thần đại nhân đây không giống chuyện người sẽ làm ngươi thông minh hơn rồi đấy ta phải mượn thân phận là đệ tử tham gia tuyển chọn gia tộc để đến sơn mạch ma thú lấy đầu